mươi 1971, tứ đại trí tôn ô, tổ vốn muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc và sợ hãi của thất sinh, nhưng không ngờ thất sinh vẫn bình tĩnh không chút dao động, bè nói tiếp, ngươi có thể nói rồi thất sinh, gật đầu ô tổ tiền bối đản sinh từ thời kỳ thượng cổ, đã sống vô số tuế nguyệt khắp thái hư, này ngươi có thể tu hành vu thuật tới cảnh giới trí tôn, cũng chỉ có mình ô tổ đáng tiếc là vu thuật cũng bị thiên địa ràng buộc, thọ mệnh gia tăng có hạn nếu ta tính toán không sai. Tiền bối đã sắp đến đại hạn thọ mệnh rồi, ta nói có đúng không? trong mắt ô tổ bắn ra quang mang đây chính là điểm mấu chốt trong lòng hắn cũng là chướng ngại lớn nhất khi hắn tu hành vu thuật có người chán ghét vĩnh sinh vì cuộc đời phải lặp đi lặp lại buồn tẻ vô vị có người lại thèm muốn vĩnh sinh để được sống lâu dài hưởng thụ quyền thế nhân gian mà ô tổ chính là loại người sao làm sao người biết ô tổ hỏi người có tâm chỉ cần tính toán một chút là biết thôi thất sinh tiếp tục nói cho nên một trăm năm trước ngày sắp đặt sự kiện đại tử vong ở đông bộ liệt cốc dùng vu thuật lập ra chu thiên chi trận hấp thu vô số lực lượng sinh cơ ô tổ trao mày, biểu tình trở nên nghiêm túc sau đó 100.000 năm, ngài lại liên tiếp sắp đặt đủ loại kế hoạch, bao gồm kế hoạch thanh trừ ở Cửu Liên, trợ giúp tu hành giả Cửu Liên thực hiện kế hoạch thái hư, mà ngài thì cao cao tại thượng đứng trên đài cao quan sát đám sâu kiến bên dưới tự tìm đường chết. Nghe đến đây, ô tổ trầm giọng quát, nói hưu nói vượn. Thất sinh cười đáp, ô tổ tiền bối sao không chờ ta nói xong đã rồi hãy giết ta. Nói, ta nhắc lại một lần nữa, ta chỉ trần thuật lại sự thật khách quan, không quan tâm bất kỳ lời thanh minh nào đúng hay sai. Trong lòng ngài tự biết lấy ngài sắp đặt nhiều kế hoạch như vậy, mục đích chỉ có một, để thăng cảnh giới, đánh phá ràng buộc, thậm chí mưu toàn đạt được vĩnh sinh đáng tiếc. Tất cả đều thất bại có lẽ vì không cam lòng, ngài lại muốn cướp đoạt hạt giống thái hư, thế là ngài tới đôn tang, sắp đặt sự kiện thiên khải chi trụ dạn nứt đây là lần đầu tiên đôn tang, xuất hiện sự cố ngài có biết việc này đã chạm tới danh giới chịu đựng của thái hư thế nên ngài bị ép từ bỏ tranh đoạt hạt giống để rửa sạch hiểm nghi, thánh điện quy kết toàn bộ tội lỗi này cho thập tinh hoán nhật. Đáng tiếc ngài vốn chẳng hiểu gì về chiêm tinh thuật cho đến hiện tại, ngài vẫn không từ bỏ ý niệm được vĩnh sinh ngài vốn định chờ thêm 30.000 năm, để hạt giống thái hư thành thục, thế nhưng đại hạn lại sắp đến, thế là mục tiêu mới của ngài biến thành những người nắm giữ hạt giống thái hư ngài, phái người đi khắp nơi, tiếp xúc với thanh đế, bạch đế, xích đế. À phải, đệ nhất Mỹ nhân mục vân tiêu của chiên mông điện không phải kiểu người ta thích, nên ta giết nàng rồi nghe đến đây ô tổ rốt cuộc cảm nhận được người trước mắt thần bí khó lường cỡ nào loại cảm giác này cực kỳ không tốt hắn chủ tính trăm ngàn năm vậy mà lại không bằng một tên nghe con mới đẻ trái tim ô tổ bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực tiết tấu càng lúc càng nhanh sau khi sàng lọc ban đầu ngài đặt mục tiêu là từ diên nhi trong tay thượng trương đại đế đáng tiếc từ diên nhi có thiên phú quá cao được thượng trương yêu thích vô cùng biết rõ thượng trương sẽ không từ bỏ nàng ngài lùi lại một bước lựa chọn hải loa là mục tiêu kế tiếp quá trình luyện hóa hạt giống thái hư vô cùng phức tạp tu hành giả bình thường căn bản làm không nổi cần phải có luyện hóa thần đỉnh và hấp nguyên chi trận thất sinh lấy ra một quyển sách ném tới trước mặt ô tổ đây là phương pháp và các bước tiến hành vãn bối nhân lúc rảnh rỗi đã nghiên cứu rồi viết lại ánh mắt ô tổ dừng lại ở quyển sách kia không rõ đang nghĩ gì ô tổ tiền bối có thấy quen thuộc không thất sinh chắp tay nói việc này lại chạm đến danh giới của thánh điện lần nữa ngữ khi hắn trầm xuống giọng điệu trở nên lãnh mạc, cũng là chạm đến ranh giới của đồ duy điện cho nên. Ngài phải lấy cái chết để tạ lỗi với thiên hạ bấy nhiêu lý do này đã đủ chưa? Sắc mặt ô tổ trở nên tỉnh táo, thậm chí lộ ra ý cười, hắn nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Ngươi đúng là nhân tài quá khen đáng tiếc trên đời này, người thông minh đa phần đều sống không lâu ô tổ nói. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để tra ra những chuyện này, nhưng ngươi nên biết một điều. Thánh điện không giết ta được, mà ngươi sẽ chết ở chỗ này thất sinh thản nhiên đáp, lý lẽ không có tác dụng vậy phải dùng nắm đấm thôi hắn búng tay một cái ô tổ tiền bối cố, mà chân quý khoảnh khắc cuối cùng này đi nói xong thất sinh, xoay người bay về phía phi liễn đúng lúc này, ô tổ vung tay lên, biểu tình trên mặt vô cùng lạnh lùng, chết đi. Hắc sắc trưởng ấn ập vào lưng thất sinh trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một tòa kim Phật Pháp thân xuất hiện sau lưng thất sinh, ngăn trở hắc sắc trưởng ấn kia. Trên đỉnh đầu kim Phật Pháp thân có một tu hành già đầu chọc đang lười biếng cười nói, các ngươi nói nhảm thật lâu, ta chờ chán muốn chết, rốt cuộc cũng chịu xuất thủ túy thiền. Ông, tại các phương hướng khác cũng đồng thời xuất hiện mấy tòa pháp thân ô tổ hiểu ra, cười nói, tứ đại trí tôn của thánh điện. Ha ha, minh tâm ơi minh tâm, ngươi đúng là coi trọng ta ô tổ, vì toàn bộ chiên mông điện, vì đám hậu đại đáng thương của ngươi, ngươi tốt nhất đừng phản kháng làm gì túy thiền uống xong một chén rượu rồi nói, buông đồ đao lập địa thành Phật đi A-di-đà Phật. Ô tổ trầm giọng nói, trước kia ma thần đại chiến thái hư, Chấn kinh thiên hạ hôm nay ô tổ ta cũng muốn đánh với tứ đại trí tôn một trận, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Biểu tình của ô tổ cực kỳ tự tin, trên thân bốc ra hắc sắc vũ khí hóa thành trường long ma thần, có thể đại chiến thái hư, mà ngươi, không xứng. Tứ đại trí tôn xuất hiện trong đạo trường, giữa đạo trường xuất hiện một vệt kim quang chấn áp tứ phương ô tổ run rẩy nói, cán cân công chính. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha không có hoa lệ chiến đấu cũng không có cảnh đánh nhau kinh khiếp quỷ thần chỉ có một đạo quang hoa trùng thiên chiếu dọi toàn bộ chiên mông trên không trung thất sinh tràn ngập cảm khái nhìn về phía chiên mông đại điện xung quanh vạn dặm các tu hành giả cũng ngừng đầu quan sát thần tích thất sinh hờ hứng nói gieo gió gặt bão bên cạnh hắn xuất hiện một tu hành giả khom người nói ngài không sợ ô tổ đột nhiên ra tay với mình sao hắn không giết được ta thất sinh đáp ô một khắc đồng hồ trôi qua quang trụ tiêu tán một đời đại vu thần chiên mông cứ thế vẫn lạc Vô thanh vô tức nửa ngày sau, tại huyền giặc trong huyền giáp điện, tiểu diên nhi và hải loa không ngừng chào hỏi đám người ma thiên cát, tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Huyền giặc đế quân nhìn đám người, thở dài nói: Không ngờ số mệnh của nha đầu này lại khúc chết như vậy, cũng may nàng được lục các chủ thu lưu, nếu không, lục châu nói, đó là thiên ý. Huyền giặc đế quân nghi hoặc hỏi, vì sao không giết tên ô hành kia? Có một số việc không cần lão phu phải tự mình ra tay nếu thượng trương, còn chút lương tâm hắn tự biết nên làm như thế nào đúng vậy huyền giặc đế quân bỗng lo lắng nói nếu thánh điện thiên vị chiên mông thì lục các chủ định làm thế nào lão phu trước nay chưa từng để chiên mông vào mắt trăm ngàn năm trước là thế trăm ngàn năm sau cũng vẫn vậy lục châu thản nhiên nói nay chiên mông chỉ có ô tổ có thể là đối thủ của hắn người khác không có ý nghĩa gì đúng lúc này một tu hành giả nhanh chân đi tới khom người nói đế quân xảy ra chuyện lớn nói đi đại vu thần ô tổ quy thiên rồi cái gì huyền giặc đế quân kinh ngạc nói ô tổ đã chết tu hành giả kia nói thẳng chuyện xảy ra lúc nào. Khoảng 3 canh giờ trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người mau nói cho rõ ràng tu hành giả không người bẩm báo, nghe nói là thánh điện giáng tội, ô tổ sát nghiệp quá nặng, tàn sát vô số sinh linh, sắp đặt sự kiện đại tử vong ở đông bộ liệt cốc, còn nhúng tay vào kế hoạch thanh trừ ở cửu liên. Hắn mưu toan sử dụng phương pháp nghịch thiên, để đánh phá ràng buộc thánh điện đã tuyên bố tin tức, ô tổ cũng như ma thần, đều phải bị tru diệt. Huyền giặc đế quân đang kinh ngạc lắng nghe, vừa nghe được câu cuối cùng lập tức xấu hổ mắng, nói hưu nói vượn, ô tổ là ô tổ, sao có thể đánh đồng với ma thần. Tu hành giả kia ngây ngốc không hiểu ra sao lục châu kỳ quái nói, thánh điện sao lại đột nhiên làm khó ô tổ. Việc này thuộc hạ không biết nghe nói thánh điện, phái tới rất nhiều nhân thủ khống chế toàn bộ chiên mông đầu của ô tổ bị treo, ở chỗ cao nhất ngoài đại điện chiên mông để gian đe huyền giặc đế quân thở dài. Thánh điện muốn bắt người đúng là đơn giản chỉ là vì sao lúc trước không động thủ, bây giờ mới ra tay. Ai đánh giết ô tổ? lục châu hỏi nghe nói là tứ đại trí tôn thánh điện đồng thời xuất động nhưng không ai tận mắt nhìn thấy trực huyền giặc đế quân tán thán nói ô tổ chẳng qua chỉ là đại đế quân vậy mà có thể khiến bốn vị trí tôn đồng thời xuất thủ đúng là khó lường lục châu nói dù sao hắn cũng là vu thần nắm giữ rất nhiều thủ đoạn thần bí khó lường nói rất đúng chết là tốt xem như cho nhà đầu hải loa chút công đạo đúng là thiên địa luân hồi báo ứng đúng người đúng tội huyền giặc đế quân vừa dứt lời lê xuân đạo thánh đã bay vào điện bẩm báo khởi bẩm đế quân, thượng trương chuyển đến tin tức thượng trương đại đế đã xuất phát, không tới một tháng nữa sẽ đến huyền giặc huyền giặc đế quân cao mày, nói với bọn hắn đừng phí sức lực, chúng ta không tiếp đãi, đến cũng bằng thừa không cho thượng trương đại đế vào e là không tốt lắm. Lê Xuân rè rặt nói hắn còn có mặt mũi đến đây, cứ mặc kệ hắn bay tới đây đi, ai dám mở ra thông đạo. Bản đế quân nhất định không tha vâng huyền giặc đế quân quay đầu nhìn về phía lục châu, ta làm thế, lục các chủ có hài lòng không? Lục Châu gật đầu, khẽ phát tay với Hải Loa Hải Loa đi tới, khom người nói, sư phụ ngươi không hối hận. Lục Châu hỏi Hải Loa kiên định đáp, chưa từng hối hận 100 năm qua, không ai biết nàng đã nghĩ gì khi đối mặt, với phụ mẫu ruột thịt Lục Châu khẽ gật đầu, vi sư tôn trọng quyết định của ngươi, tạ sư phụ nếu hỏi trên đời này Hải Loa, còn có thể tin tưởng được ai, vậy chỉ có thể là sư phụ huyền giặc đế quân đánh giá Hải Loa rồi nhìn Tiểu Diên Nhi, đứng giữa đám người ma thiên cát, nghi hoặc nói, Lục Các Chủ, hai vị cô nương tài năng ngút trời, nếu Hải Loa đã rời khỏi thượng trương vậy có thể lưu lại huyền giặc điện, ta sẵn sàng giao vị trí điện thủ cho nàng Lục Châu lắc đầu, vậy không được tại sao thế? Điện thủ chi tranh đã có quy củ từ thời kỳ thượng cổ, bọn hắn phải tranh để giành được xuất tiến vào thiên khải chi trụ, cảm ngộ thiên địa chi lực nếu đều ở lại huyền giặc, điện thì thánh điện sẽ không đồng ý Lục Châu chán ghét trên mông, không có nghĩa là chán ghét thiên khải chi trụ đối ứng bên dưới trên mông huyền giặc. Đế quân gật đầu vậy thì chúng ta cũng thuận nước đẩy thuyền hắn thầm tưởng tượng, thánh điện muốn tân điện thủ sinh ra nhưng lại không biết những người này đều là đệ tử của lão sư chờ bọn hắn đều thành trí tôn lão sư sẽ trở lại đình phong diệu huyền giặc đế quân đi tới bên cạnh hải loa nhẹ giọng nói hải loa cô nương sau này huyền giặc chính là nhà của ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói nếu không chê thì có thể xem bản đế quân như đại ca trong nhà là được đám người kinh ngạc nhìn huyền giặc đế quân hải loa liếc nhìn sư phụ dè dặt nói đế quân việc này có phải không tốt lắm không có cái gì mà không tốt Ngươi không muốn cũng không sao bản đế quân chỉ muốn bày tỏ tâm ý thôi huyền giặc. Đế quân cười nói đa tạ đế quân hải loa nói, trong lòng thầm nghĩ, nếu nàng thật sự gọi hắn là đại ca thì chẳng phải loạn hết bối phận hay sao? Trong khi huyền giặc đế quân lại coi Lục Châu là lão sư, thế nên bối phận của hắn cũng ngang hàng với các đồ đệ thời gian không sớm. Mọi người nghỉ ngơi đi Lục Châu, nói vâng truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ban đêm. Lục Châu tiếp tục lĩnh ngộ thiên thư việc tu hành trước mắt cũng khá thuận lợi, chỉ là thiếu thốn mệnh cách chi tâm cực phẩm pháp thân kim liên đã là 32 mệnh cách, chỉ còn thiếu 4 viên lam pháp thân mới 7 mệnh cách, còn thiếu rất nhiều nay hắn đã đến thái hư, sao có thể bỏ lỡ cơ hội để thăng tu vi năm ngày sau một tòa phi liễn lơ lửng, trên bầu trời phía nam huyền giặc, điện mời chuyển lời cho huyền giặc đế quân, bản đế đến huyền giặc làm khách, mong hắn nể mặt một lần tu hành giả kia ngừng đầu nói, đế quân đã dặn nếu thượng trương đại đế giá lâm thì thứ cho huyền giặc không thể tiếp đãi. Mong đại đế bệ hạ bất giận thượng trương đại đế hạ thấp tư thái nói, xin thông báo cho huyền giặc đế quân lần nữa, nếu không được gặp mặt, bản đế ăn không ngon ngủ không yên tu hành giả kia đành thở dài đáp, đại đế bệ hạ chờ cho một lát không bao lâu sau, tu hành giả phụ trách tiếp đãi khách nhân đã trở về huyền giặc, điện cầu kiến huyền giặc đế quân huyền giặc đế quân cười ha hả nói, lão tặc thượng trương này rõ ràng là muốn gặp người khác chứ có phải bản đế quân đâu bình thường mắt hắn cao hơn đầu, có khi nào thèm để ý tới bản đế quân nói với hắn, không gặp vâng tu hành giả kia lĩnh mệnh rời đi Lê Xuân Đạo Thánh đứng bên cạnh nói, đây đã là lần thứ ba rồi. Đại đế cũng thật là, chấp nhất bản đế quân không ngờ hắn lại mượn thông đạo của điện khác để chạy tới huyền giặc, trong vòng 5 ngày trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như thế, dùng 5 ngày để đổi lấy mấy trăm năm cơ cực của nữ nhi. Nghĩ thật hay, huyền giặc đế quân hầm hừ nói đế quân, ta không hiểu. Lê Xuân nghi hoặc nói chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi lúc này. Tu hành giả kia sau khi truyền lời cho thượng trương đại đế lại quay về huyền giặc, điện khởi bẩm đế quân thượng trương đại đế đã rời đi huyền giặc đế quân hừ một tiếng mới ba lần đã đi thôi cũng tốt lê xuân nghi hoặc nói thượng trương đại đế không phải người dễ dàng từ bỏ sao lại rời đi sớm như thế tu hành giả đáp thuộc hạ không biết thượng trương đại đế đi rất kiên quyết mặc kệ hắn huyền giặc đế quân xua tay đế quân ngài không sợ thượng trương đại đế ghi hận trong lòng lê xuân hỏi nếu hắn là người lòng dạ hẹp hòi như thế thì đã không đến huyền giặc huyền giặc đế quân nở nụ cười thần bí khó lường huyền giáp điện trong đạo trường phía Đông Hải Loa và Tiểu Diên Nhi đang đấm vai cho sư phụ, hai nàng không ngừng kể lại cuộc sống trăm năm ở Thượng Trương Lục Châu liên tục gật đầu. Xem ra Thượng Trương đối với các ngươi không tệ Tiểu Diên Nhi nói, đúng là không tệ, nhưng mà... Đồ Nhi vừa nghĩ tới hắn đối xử với Hải Loa như vậy là cảm thấy tức giận Lục Châu, nhìn về phía Hải Loa ngươi có hận hắn không? Hải Loa lắc đầu nàng không hận, cũng không hận nổi Lục Châu hỏi dò, cẩn thận nghĩ lại thì hắn cũng là người đáng thương, bị tiểu nhân che mắt không đợi Hải Loa trả lời. Tiểu Diên Nhi đã hừ một tiếng nói, cho dù bị người che mắt, thì sao có thể vứt bỏ đứa con mình rứt ruột đẻ ra chứ? Nhất định, không phải là người tốt. Lục Châu khẽ gật đầu đây đúng là sai lầm khó có thể tha thứ thượng trương, muốn được nha đầu thông cảm. E là khó hơn lên trời lúc này, một tên đạo đồng bưng khay trà chậm rãi đi vào đạo trường Lục Châu nhìn ấm trà, chợt hỏi, gì thế? Bẩm cơ lão tiên sinh, đây là trà thượng đẳng do đế quân chuẩn bị cho ngài đạo đồng đáp cơ lão tiên sinh. Lục Châu nhíu mày đạo đồng giải thích, vãn bối vẫn luôn ngưỡng mộ lão tiên sinh, thường xuyên nghe đế quân nhắc tới ngài Lục Châu bưng chung trà lên, nhấp một hớp nhỏ rồi nói, tay nghề pha trà của đế quân phải đề cao thêm mới được đạo đồng lộ vẻ xấu hổ, gật đầu nói, vâng tiểu diên nhi phất tay, ngươi có thể đi rồi đạo đồng vội vàng không người nói, đế quân bảo thuộc hạ lưu lại đây hầu hạ các vị tiểu diên nhi nghi hoặc, sư phụ, làm sao người chinh phục được huyền giặc đế quân thế? Vô sự hiến ân cần, không phải kẻ gian thì cũng quân trộm cướp, chúng ta phải đề phòng hắn nha lục châu cười ha hả nói huyền giặc đế quân thì các ngươi cứ yên tâm vấn đề là ở chỗ thượng trương kia tiểu diên nhi lầm bầm người đừng nhắc tới hắn đồ nhi đúng là bị mù mới coi trọng hắn không ngờ lại là người lang tâm cẩu phế rào tiểu diên nhi a lên một tiếng người châm trà kiểu gì thế đúng là tay chân vụng về xin lỗi xin lỗi đạo đồng thu hồi ấm trà tiểu diên nhi liếc mắt nhìn đạo đồng thấy hắn vụng về đứng đó trong bụng nàng còn đang tức giận bèn khiển trách xoay người sang chỗ khác cung kính một chút ngươi chẳng biết tôn trọng sư phụ ta một chút nào. Vâng vâng vâng. Đạo đồng không người, thái độ trở nên kính cẩn hơn rất nhiều hắn pha trà, châm trà, động tác vẫn cứng nhắc như thế Lục Châu nói tiếp, cách làm của Thượng Trương Đại Đế đương nhiên đáng trách, nhưng các ngươi cũng đừng để thù hận che mờ hai mắt Tiểu Diên Nhi nói, cừu hận thì không đến mức đó, chỉ là bình thường thấy hắn rất hòa ái, không ngờ. Sư phụ nói đúng, nhân tâm khó dò hải loa cũng lên tiếng, đồ nhi đã nghĩ thông suốt từ lâu 100 năm qua không có lúc nào là, Đồ Nhi không nghĩ tới việc này, nếu thật sự hận hắn thì Đồ Nhi đã không ở lại thượng trương lục châu, khẽ gật đầu lần đầu gặp ngươi, tuổi ngươi còn nhỏ, quần áo tả tơi, đến một đôi giày cũng không có ngươi có thể sinh tồn trong thế giới tàn khốc này, cho đến khi gặp vi sư cũng xem như là chuyện may mắn hải loa quỷ xuống đất, kính cẩn dập đầu, nếu không có sư phụ, Đồ Nhi đã chết từ lâu tiểu diên nhi cười hì hì nói, ta còn nghe nói sư muội bị người cột vào giàn hỏa thiêu, suýt chút nữa đã bị thiêu chết, cũng may sư phụ đến kịp thời khụ khụ. Đạo đồng đứng bên cạnh không nhịn được ho khan hai tiếng tiểu diên nhi, quay đầu lườm hắn rồi chỉ tay vào một góc tường. Ngươi có thể đi qua bên kia đứng không? Sao cứ đứng trước mặt sư phụ ta thế? Muốn làm cột nhà à? Á, vâng vâng đạo đồng cung kính lui sang một bên tiểu diên nhi tiếp tục tâm tình. Sư phụ, người không biết đó thôi. Tuy ở thượng trương nhưng ngày nào đồ nhi cũng nhớ tới người lục châu, liếc nàng một cái nhà đầu nhà ngươi từ bao giờ học vỗ mông ngựa. Oan uổng nha, đồ nhi nói thật mà mỗi ngày đều phải đối mặt với thượng trương, Bại hoại còn phải ra vẻ ngoan ngoãn nhu thuận, thật là khổ cực. Khụ khụ. Đạo Đồng lại ho khan mấy lần tiểu Diên Nhi đang nhõng nhẽo, với sư phụ lại có người cắt ngang, nàng bực tức chỉ tay ra ngoài cửa, thật là đáng ghét, ra ngoài đi. Đạo Đồng ấp úng, không ngừng nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Hắn cực kỳ không tình nguyện rời khỏi đạo trường, đứng bên ngoài cửa, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn vào trong tiểu Diên Nhi trừng mắt, tiện tay vung lên ẩm. Cửa đạo trường đóng lại lúc này nàng mới quay đầu nói, Sư phụ, chúng ta nên đề phòng huyền giặc đế quân một chút tên đạo đồng này, ngoài mặt nhìn trung thực chất phác nhưng có khi lại là người huyền giặc, đế quân phái tới để giám thị chúng ta bưng trà rót nước cũng không biết, vừa nhìn đã biết mới vào nghề, thật là đáng nghi hà. Lục Châu không kinh ngạc vì hành vi quái dị của đạo đồng, mà mừng rỡ vì tiểu Diên nhi đã có năng lực quan sát, và trải sự đời hơn rất nhiều nha đầu đã lớn rồi nhìn thoáng ra ngoài cửa, Lục Châu khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười, đừng có vô lễ đồ nhí biết rồi các ngươi ở thượng trương 100 năm. Tu vi có chậm tiến bộ không? Lục Châu hỏi Tiểu Diên Nhi kiêu ngạo đáp, một chút cũng không chậm, Đồ Nhi đã là đạo thánh từ lâu, nếu không phải vì lão đầu thượng trưng cứ hai ba ngày lại chạy tới đạo trường chơi, thì Đồ Nhi đã sớm là đại đạo thánh hải loa nói, Đồ Nhi không thể nào so sánh với cửu sư tỷ hiện tại cũng là đạo thánh Lục Châu, gật đầu hài lòng, đạo thánh là tốt rồi lúc này, hắn đột nhiên nhìn ra ngoài cửa rồi vung tay áo, một đạo gợn sóng cách âm xuất hiện hai nha đầu nhìn sư phụ, với vẻ khó hiểu Lục Châu hỏi, các ngươi có liên hệ với đồng môn khác không? tiểu diên nhi cúi đầu nói sư phụ đồ nhi đồ nhi không muốn giấu giếm người nói đi chúng đồ nhi đang tiến hành một đại kế hoạch đại kế hoạch lục châu nghi hoặc nhìn hai nàng tiểu diên nhi nói tiếp tam sư huynh và tứ sư huynh từng tới thượng trương nói là nếu gặp được sư phụ thì đừng nhận nhau sư huynh không nói rõ lý do cho chúng ta biết kế hoạch của lão tứ ngay sau đó tiểu diên nhi chớp chớp mắt hạ giọng nói sư phụ đồ nhi có một phát hiện kinh người thất sinh của đồ duy điện rất có khả năng chính là thất sư huynh lục châu khẽ nhíu mày đây không phải lần đầu tiên hắn nghe tới thất sinh bốn vị trưởng lão ma thiên cát và minh thế nhân cũng từng nói như thế đủ các loại dấu hiệu cho thấy người này rất có thể là tư vô nhai vấn đề là hắn đã tự tay kiểm tra thi thể lão thất sau đó vu chính hải đã thả tư vô nhai vào đại hải sao có thể phục sinh được rõ ràng lực lượng của phục sinh họa quyền không có tác dụng điều này đã được nữ nhi của khâm nguyên nghiệm chứng hơn nữa cho dù tư vô nhai không chết bản thân hắn đã chìm vào đáy biển vô tận hải sao có thể thoát ra được tiểu diên nhi thần bí nói đồ nhi cảm giác phong cách hành sự của hắn cực kỳ giống thất sư huynh thật sao sư phụ hắn bảo chúng đồ nhi tranh đoạt chức vị điện thủ tiểu diên nhi gật đầu nói thái hư có không ít đạo thánh mọi người đều đang tranh nhau chức vị này lục châu hỏi tình hình của những người khác thế nào đại sư huynh và nhị sư huynh si mê tu luyện hẳn là không có việc gì tam sư huynh và tứ sư huynh ở viêm thủy vực đồ nhi không đến thăm được ngũ sư tỷ và lục sư tỷ lại càng không thấy bóng dáng chỉ có bát sư huynh là hay ngẫu nhiên xuất hiện hiện tại bát sư huynh là tiểu đội trưởng của thánh điện sĩ suốt ngày chạy nhong nhong khắp nơi chẳng biết đang làm gì kết hợp với lời lão tứ nói lúc trước chẳng lẽ lão bát đã trở thành chó săn cho thánh điện thật rồi lục châu gật đầu nói các ngươi không sao là tốt rồi vi sư sẽ tìm cơ hội gặp người tên thất sinh kia một lần vâng hôm nay nói đến đây thôi các ngươi về nghỉ ngơi đi lục châu phất tay hai nàng lập tức không người hành lễ Đồ Nhi cáo lui Tiểu Diên Nhi, và Hải Loa đồng thời rời khỏi đạo trường vừa mở cửa ra. Soạt đạo đồng đứng ở bên ngoài suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, toàn thân lào đảo Tiểu Diên Nhi cao mày nói, tay chân vụng về. Xin lỗi, xin lỗi đạo đồng dối rít nói lời tạ lỗi, nhìn theo bóng Tiểu Diên Nhi, và Hải Loa đi về phía xa cho đến khi thân ảnh hai nàng biến mất, đạo đồng mới thở dài một tiếng hắn vừa định rời đi, trong đạo trường bỗng truyền ra thanh âm. Vào đi rõ ràng là đang nói chuyện với hắn đạo đồng vốn không muốn đi vào đạo trường, bên trong lại lần nữa truyền ra một câu nếu đi thì vĩnh viễn cũng đừng trở lại đạo đồng thở hát ra một tiếng bước vào đạo trường nhìn lục châu đạm nhiên đứng đó đạo đồng nghi hoặc hỏi lão tiên sinh gọi ta lục châu mỉm cười thản nhiên nhìn hắn đường đường là thượng trương đại đế cần gì phải làm tới mức này đạo đồng hơi kinh ngạc đưa tay lên sờ mặt rồi sờ quần áo đâu có sơ xuất chỗ nào nhỉ lục châu chắp tay sau lưng nói ngay cả huyền giặc đế quân cũng không biết lão phu họ cơ nghe vậy đạo đồng vỗ đầu một cái sau đó hắn đứng thẳng người lên khí tức của người ở trên cao từ từ trở về dung ngạo vặn vẹo, hắn biến trở lại thành bộ dáng của Thượng Trương Đại Đế Thượng Trương, chắp tay nói với Lục Châu, lão tiên sinh đúng là có nhãn lực tốt Lục Châu chỉ tay vào bộ đoàn đối diện, ngồi đi Thượng Trương Đại Đế không khách khí, đi tới đối diện Lục Châu, ngồi xuống bộ đoàn Lục Châu cũng ngồi đối diện hắn ngươi dùng loại phương thức này, để vào huyền giặc, không sợ thiên hạ cười nhạo. Thượng Trương thở dài đáp, bản đế phạm sai lầm lớn như vậy, thẹn với phu nhân, thẹn với nhi nữ, so sánh với việc này thì người khác chế nhạo có là gì? Cho nên, người muốn vãn hồi. Lục Châu hỏi Thượng Trương lắc đầu, nhưng sau đó vẫn còn chút hy vọng, bèn gật đầu bản đế đương nhiên muốn vãn hồi, nhưng cũng không hy vọng xa vời nàng chịu tha thứ, chỉ là muốn bù đắp cho nàng bù đắp. Lục Châu nghi hoặc nhìn hắn ánh mắt thâm thúy như muốn nói, người bù đắp nổi không? Thượng Trương cũng bị ánh mắt của Lục Châu, làm cho hổ thẹn không thôi Lục Châu nhẹ nhàng nói, người tin lời tiểu nhân bịa đặt, thậm chí không đi chứng thực thật giả đã từ bỏ nữ nhi của mình. Ngươi định bù đắp như thế nào? Thượng Trương Đại đế trầm mặc lục châu tiếp tục nói, tuổi còn nhỏ Hải Loa đã phải lưu lạc ở bí ẩn chi địa, người thân là đại đế, hẳn là hiểu rất rõ bí ẩn chi địa hung hiểm bực nào. Nàng lưu lạc đến Kim Liên, trở thành đứa trẻ không cha không mẹ, không nhà để về, không có cơm ăn, không áo để mặc, ngươi định bù đắp như thế nào? Liên tục mấy câu hỏi khiến gương mặt Thượng Trương xấu hổ đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên thật uổng cho ngươi làm cha. Lục Châu chỉ thẳng vào mũi Thượng Trương, chỉ trích không hề lưu tình Thượng Trương không có chút tức giận nào để mặc cho lục châu mắng mỏ hắn biết rõ trên đời này không ai có tư cách mắng mình hơn lục châu nếu có thể hắn cũng muốn bị đánh cho một trận một ngày là thầy cả đời là cha người trước mặt chính là phụ thân của nữ nhi hắn cho đến hiện tại hắn làm gì có tư cách hận người ta còn phải cảm kích khôn cùng thượng trương đại đế bị lục châu mắng một hồi lâu mãi cho tới khi miệng đắng lưỡi khô lục châu mới dừng lại thượng trương thở dài nói bản đế sai vô cùng đã không cách nào vãn hồi cũng không thể bù đắp nếu mắng chửi có thể làm mọi người cảm thấy thoải mái hơn, thì xin cứ mắng chửi đi ngươi nghĩ nhiều lục châu nói. Vừa rồi lão phu nói chuyện với các nàng, ngươi cũng có mặt tại chỗ ngươi hẳn là, hiểu được hải loa không hận ngươi thượng trương lắc đầu, bản đế lại hy vọng nàng hận, hận thật nhiều. Nếu không vì nề mặt trăm năm qua ngươi đối xử tốt với hai nàng, lão phu đã đuổi ngươi đi từ lâu, còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thượng trương tự biết hổ thẹn, bè nói, về sau cho dù nàng có tha thứ cho bản đế hay không, bản đế cũng muốn bù đắp cho nàng lão tiên sinh bản đế chưa bao giờ cầu xin ai nhưng lần này mong lão tiên sinh giao vật này cho nàng thượng trương phất tay một hộp gấm hình chữ nhật rơi xuống bàn trên hộp gấm đỏ rực có khắc các loại đường vân phức tạp tỏa quang mang nhàn nhạt, nhạt đây là thứ gì lục châu hỏi thượng trương đặt tay lên hộp gấm quang mang sáng lên rắc một tiếng nắp hộp bật ra bên trong là một thanh cổ cầm thượng trương nói trăm năm trước khi mới gia nhập thượng trương hải loa có mang theo cửu huyền cầm khi biết nàng dùng cầm làm vũ khí bản đế đã rất ngạc nhiên vì nàng có thiên phú tinh thông âm luật giống với nữ nhi của mình thật không ngờ hộp gấm này có hai tầng phía trên là thanh cổ cầm hàng cấp tên là thập huyền cầm trước kia vì muốn chúc mừng sinh nhật nữ nhi nên đã tìm được trong một thượng cổ di tích vô cùng chân quý bản đế từng khuyên hải loa luyện hóa cửu huyền cầm để hai thanh cổ cầm dung hợp với nhau có lẽ sẽ tấn thăng hư cấp nhưng nàng không chịu thượng trương vung tay cổ cầm xoay ngược lại để lộ một lỗ khảm phía sau chỗ này là để đặt cửu huyền cầm vào cửu huyền cầm có phẩm giai quá thấp, thể tích lại nhỏ, rất khó phát huy ra uy lực to lớn. Nếu đặt nó vào đây có thể hấp thu linh tính của thập huyền cầm lục châu hỏi, người nỡ cho. Có gì mà không nỡ? Cho dù bản đế phải. Thượng trương dừng lại, chép miệng thôi, nói những lời này cũng không có ích gì tầng thứ hai là vật gì. Trong một trăm ngàn năm qua, bản đế ngày ngày lĩnh hội và tu luyện thiên cơ thạch tầng. Thứ hai chính là vật này lục châu cao mày, người lại có thể nắm giữ thiên cơ thạch. Thượng trương thành thật đáp, bản đế thu hoạch được thiên cơ thạch, từ đại uyên hiến đây là vật thể tinh thuần nhất giữa thiên địa, ẩn dưỡng lực lượng thần bí trăm ngàn năm qua bản đế đều giữ thiên cơ thạch bên người, nó đã có không ít linh tính thiên cơ thạch nằm ở đại uyên hiến. Trước kia vũ tộc và thái hư thành lập hiệp nghị cân bằng, cùng thủ hộ thiên địa vũ tộc muốn có ánh sáng nên đã hợp lực với thái hư, phá vỡ thương khung, để thái dương chiếu dọi xuống đại uyên hiến thủ bút thật lớn lục châu, khinh thường nói chính vào lúc đó. Bản đế ngẫu nhiên thu hoạch được thiên cơ thạch nói tới đây, thượng trương chắp tay nói, cầu lão tiên sinh giao hai món đồ này cho hải loa bản đế không mong gì hơn. Nếu hắn tự tay đưa cho hải loa, chắc chắn nàng sẽ cự tuyệt, nhưng hai món đồ này rõ ràng có trợ lực to lớn đối với nàng Lục Châu. Suy nghĩ một lúc, thầm nhủ lão phu không phải quân tử, chẳng quan tâm đến mặt mũi làm gì. Bè nói, nếu ngươi dám cho thì lão phu sẽ nhận Lục Châu vất tay, hộp gấm đóng nắp lại, bay ra sau lưng mình thượng trương thở phào một hơi, lại chắp tay nói, trước đó bản đế có mắt mà không thấy thái sơn, mong lão tiên sinh đừng trách tuy lão phu không mấy khoan dung độ lượng nhưng cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi lục châu khoát tay trong mắt bản đế lão tiên sinh mạnh hơn đám người ô tổ và tứ đại trí tôn gấp trăm ngàn lần không thể không nói đại đế vỗ mông ngựa nghe thật thoải mái làm sao lúc này lục châu đã có thể xác định thượng trưng đại đế chính là nữ nhi đô điển hình nếu không hắn đã chẳng bằng mọi giá đưa bảo vật đến huyền giặc làm gì bản đế còn có một yêu cầu quá đáng mong lão tiên sinh hỗ trợ thượng trưng dè dặt nói nếu muốn lão phu giúp ngươi vãn hồi thì không được Lục Châu nói thẳng không phải việc này thượng trương nhìn ra bên ngoài đạo trường, vị trí đạo đồng này có thể để bản đế tiếp tục đảm nhiệm không? Hà, đây mà là yêu cầu quá đáng gì? Rõ ràng là vô duyên vô cớ có thêm một vị bảo tiêu siêu cấp nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản đế sẽ không gây phiền hà, chỉ là một tháng thôi. Thượng Trương thấy Lục Châu nhíu mày bèn sửa lời, nửa tháng cũng được Lục Châu cảm thấy mình đã đánh giá cao thể diện của Thượng Trương nhìn, vẻ mặt nghiêm túc mà thành khẩn của Thượng Trương lục châu hỏi ngươi chỉ định nhìn nàng thôi sao thượng trương đáp bản đế bỏ lỡ nữ nhi lâu như vậy nếu có thể được ngắm nhìn nàng cũng thấy vừa lòng thỏa ý rồi đương nhiên huyền giặc cũng không quá an toàn hả lục châu nghi hoặc bản đế không có hoài nghi thực lực của lão tiên sinh chỉ là gần trăm năm nay huyền giặc điện thường hay có hung thú thần bí xuất hiện mà hai nha đầu này lại thích chạy loạn khắp nơi nói trắng ra là hắn muốn làm bảo tiêu trông chừng nữ nhi mình lục châu gật đầu lão phu có thể đồng ý với ngươi nhưng mà ngươi phải tuân thủ quy củ hải loa không hận nhưng cũng chẳng muốn gặp lại ngươi thượng trương mừng rỡ nói đó là đương nhiên bản đế à không ta nhất định sẽ làm đạo đồng thật tốt trong lúc nói chuyện dung mạo của hắn lại trở nên vặn vẹo biến thành gương mặt của đạo đồng đạt tới cảnh giới này thì cải biến dung mạo chỉ là một cái phất tay sư phụ đúng lúc này tiểu diên nhi và hải loa bỗng nhiên chạy vào đạo trường trước mặt lục châu hai nàng đều không có quy củ như thế thích tới là tới tiểu diên nhi thấy đạo đồng ngồi đối diện sư phụ lập tức tiến lên nói này này, ai cho phép ngươi ngồi trước mặt sư phụ ta hả? Đạo đồng ngây ngốc nhìn tiểu diên nhi, và hải loa trăm năm qua bản đế đào tim móc phổi đối xử với các ngươi thế nào, bây giờ lại hồi báo thế này đây. Nhưng vừa nhìn thấy hải loa, hắn lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước để giữ vững hình tượng đạo đồng. Thượng trương ấy náy đứng dậy nói, ta, ta đã ngưỡng mộ lão tiên sinh từ lâu, muốn thỉnh giáo một chút vấn đề về tu hành khiến hai vị cô nương chê cười, rồi người muốn bái sư phụ ta làm thầy nhiều lắm, người đi ra đi ấn tượng của tiểu diên nhi đối với đạo đồng đã hỏng bét đến cực độ lục châu nghi hoặc hỏi sao các ngươi lại quay lại rồi tiểu diên nhi chỉ tay ra bên ngoài sư phụ huyền giặc đế quân dẫn mấy đội huyền giáp vệ đi về phía đông nam nói là phát hiện thánh hung đang quấy phá huyền giặc thánh hung lục châu kinh ngạc nói đạo đồng nhíu mày quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bản nhân ngươi tiểu diên nhi quay đầu nhìn hắn a à, ta đoán mò đạo đồng cúi thấp đầu đáp huyền giặc đế quân quanh năm bế quan tu hành không hiểu nhiều về việc mất cân bằng mấy năm nay hiện tượng mất cân bằng càng lúc càng trầm trọng khắp nơi trong cửu liên đều là hung thú một số thánh thú và thánh hung cũng nhân cơ hội này trốn vào thái hư để lánh nạn vốn thái hư có khá ít thánh hung nhưng bây giờ số lượng tăng lên cũng ảnh hưởng tới cân bằng nơi này huyền giặc đế quân hẳn là muốn đi diệt trừ thánh hung rồi lục châu gật đầu nói có biết là loại thánh hung nào không thánh hung có mạnh có yếu loại bình thường thì đế quân cũng có thể ứng phó nếu là loại cường đại thì e rằng huyền giáp vệ không phải đối thủ của nó đạo đồng lắc đầu không biết rõ chỉ là ngoài huyền giặc điện các điện khác cũng sẽ phái người đi diệt trừ thánh hung tại sao tiểu diên nhi tò mò hỏi thái hư thập điện không phải cạnh tranh kịch liệt lắm sao nếu là ta ta nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn cười trên nỗi đau của người khác biểu tình của đạo đồng không mấy tự nhiên ta nghĩ thượng trương điện hẳn là cũng sẽ phái người tới thượng trương đại đế là vị đại đế duy nhất trong thập điện làm người có đức độ lòng dạ rộng rãi hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu nghe lời này suýt chút nữa lục châu đã phun hết nước trà đúng là không biết xấu hổ. Tiểu Diên Nhi không hài lòng nói, ngươi có bệnh không thế? Đã biết ta chán ghét lão đầu kia còn dám khen hắn. Đạo đồng mặt không đỏ tim không đập nói, cô nương hiểu lầm hắn quá sâu không oan uổng cho hắn chút nào. Ngươi còn nói nữa, có tin ta xé nát miệng ngươi ra không hả? Tiểu Diên Nhi nhe răng nanh, giữ dàn nói đạo đồng đành phải gật đầu. Cô nương nói đúng lắm, thượng trương đại đế là tên hỗn đản. Phi, vậy mới được chứ tiểu diên nhi gật gù lục châu không nghe nổi nữa bèn mở miệng nói hải loa người đến rất đúng lúc vi sư có hai vật cần giao cho người đạo đồng nghe vậy hai mắt tỏa sáng lộ vẻ cảm kích hải loa nghi hoặc đi tới không người nói sư phụ là đồ gì thế lục châu phất tay hộp gấm sau lưng mở ra thập huyền cầm bay tới trước mặt hải loa tản ra khí tức thần bí khó lường vật này tên là thập huyền cầm vi sư tặng ngươi người, người tinh thông âm luật là người thích hợp nhất để sử dụng nó đối với lục châu thì ai tặng không quan trọng có lợi là được rồi chỉ là hải loa vẫn chưa thể bước qua cửa ải tâm lý kia nên hắn không định nói cho nàng biết vật này là của thượng trương hải loa nghi hoặc hỏi sư phụ sao người cũng có thập huyền cầm chẳng lẽ còn có người khác có tiểu diên nhi lầm bầm còn ai vào đây nữa lão đầu thượng trương trước kia từng nói muốn tặng hải loa một thanh thập huyền cầm chỉ là chúng đồ nhi đều chưa được nhìn thấy hải loa sư muội nói thích cử huyền cầm hơn nên không nhận món quà đó của hắn lục châu nói thập huyền cầm này được lấy từ thượng cổ di tích tiểu diên nhi cúi đầu quan sát tỏ vẻ hâm mộ thập huyền cầm của sư phụ chắc chắn là đồ tốt nhất cũng may hải loa không nhận đồ của lão đầu thượng trương tám chín phần mười là hắn lấy đồ dởm ra lừa gạt nàng hải loa cũng gật đầu mừng rỡ thập huyền cầm thật là xinh đẹp mười ngón tay nàng đặt lên đàn ngọc thủ lướt nhanh như gió em luật du dương uyển chuyển truyền ra khiến người tâm bình khí hòa lục châu gật đầu hỏi có thích không vâng thích ạ à, hải loa cười đáp vi sư còn có một phần khúc phổ mươi năm trước thu hoạch được Lục Châu, đưa nàng bản khúc phổ đã được hắn viết lại hải loa, nhìn lướt qua nội dung, hưng phấn nói, quy tự giao. Lục Châu lại lấy thiên cơ thạch ra vật này tên là thiên cơ thạch, tu vi ngươi chậm hơn các đồng môn khá nhiều, có thể luyện hóa lực lượng bên trong nó tiểu diên nhi hâm mộ vô cùng, trong lòng có chút không cân bằng, sư phụ, đồ nhi cũng muốn Lục Châu nói, chỉ có một khối thiên cơ thạch thôi ngươi là sư tỷ, thiên phú lại hơn xa hải loa, nên nhường cho sư muội tiểu diên nhi chu môi, gật đầu nói. Nhà Hải Loa cười nói, "Cửu sư tỷ thích thì cho tỷ nè nàng đưa thiên cơ thạch, cho tiểu Diên Nhi tiểu Diên Nhi lập tức xua tay, không muốn, vật này là của muội ta đã có thập huyền cầm, rồi vậy cũng không thể lấy đồ của muội được tiểu Diên Nhi, cự tuyệt khụ khụ khụ." Đạo Đồng lại ho khan tiểu Diên Nhi hồ nghi nhìn hắn, "Ngươi có ý kiến gì?" Đạo Đồng nói, "Không có, làm gì có ý kiến, ta chỉ là buồn bực ngươi buồn bực cái gì, liên quan gì đến ngươi?" "Thật là." Tiểu Diên Nhi lườm hắn, "Ta buồn bực không hiểu." vì sao lão tiên sinh lại thiên vị như vậy đạo đồng lẩm bẩm một câu giọng càng lúc càng nhỏ nên công bằng nha ai cũng có mới phải lục châu nhíu mày lại còn dám hố lão phu lục châu đạm nhiên nói hải loa cầm thiên cơ thạch đi nghe nói bên chỗ thượng trương còn có thứ tốt hơn ngày khác vì sư lấy tới cho các ngươi tiểu diên nhi không có khúc mắc như hải loa vừa nghe vậy đã vui vẻ nói thật ạ à? đương nhiên tạ ơn sư phụ đạo đồng ta có một câu đề ma mà, mà không biết có nên nói hay không đúng lúc này lê xuân đạo thánh xuất hiện bên ngoài đạo trường lê xuân cầu kiến lục các chủ có việc gì đế quân thấy thánh hung xuất hiện ở phía đông nam muốn mời lục các chủ ra tay tương trợ đã biết lục châu chậm rãi đứng dậy trong lòng hắn có chút nghi hoặc với thực lực của đám người huyền giặc đế quân trường hợp và huyền giáp vệ muốn bắt thánh hung bình thường cũng không khó nếu phải tìm viện binh thì xem ra con thánh hung này không đơn giản sư phụ đồ nhi cũng muốn đi xem tiểu diên nhi rối rít nói lục châu lắc đầu các ngươi ở lại huyền giặc thấy tiểu diên nhi vẫn còn muốn đi biểu tình lục châu trở nên uy nghiêm nàng đành cúi đầu vâng một tiếng lục châu chỉ vào đạo đồng nói ngươi đi cùng lão phu một chuyến đạo đồng chỉ vào mặt mình ta chính là ngươi vừa nói lục châu vừa khoanh tay rời khỏi đạo trường đạo đồng quay đầu nhìn tiểu diên nhi và hải loa sau đó mới không tình nguyện theo sau lục châu bản đế dù sao cũng là thượng vị giả chưa từng có ai dám sai sử bản đế nha thôi vì nữ nhi đành nhẫn nhịn tiểu diên nhi nghiêng đầu nghi hoặc sư phụ làm sao thế tình nguyện mang theo một tên đạo đồng khờ khạo cũng không chịu mang theo chúng ta. Hừm Lê Xuân Đạo Thánh thấy một tên đạo đồng đi theo Lục Châu bèn hỏi, bên người Lục Các Chủ sao lại nhiều thêm một vị đạo đồng rồi. Lục Châu liếc nhìn đạo đồng, không trả lời thẳng vào vấn đề, lớn tuổi rồi nên tìm một đạo đồng làm chút chuyện vặt Lê Xuân thầm nghĩ, với thân phận của Lục Các Chủ, tìm một người hầu đi cùng cũng là bình thường. Bèn nói, loại việc này Lục Các Chủ nên sớm nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngài an bài thỏa đáng thượng trương có thể nhìn ra thái độ của Lê Xuân rất cung kính xem ra sư phụ của hai nha đầu đúng, là nhân vật khó lường dẫn đường đi Lục Châu nói vâng Lê Xuân, dẫn hai người bay vào phủ văn thông đạo phía đông nam thừa dịp rảnh rỗi đi. Trong thông đạo, đạo đồng hỏi, lão tiên sinh lĩnh ngộ đại đạo dưới vực sâu. Kết hợp với lời kể của Tiểu Diên Nhi và Hải Loa, hắn đoán trăm năm qua Lục Châu vẫn luôn ở dưới vực sâu, sau đó đạt được kỳ ngộ Lục Châu thản nhiên đáp. Trong vực sâu ẩn chứa bí mật, lão phu chỉ là may mắn lĩnh ngộ bội phục, Bội phục đạo đồng chậm rãi nói, nghe nói đại địa lực lượng thâm ảo tối nghĩa, không phải là thứ nhân loại có thể lĩnh ngộ. Trên đời này có rất nhiều tu hành giả muốn giải khai bí ẩn đó, nhưng đều bị phản phệ Lê Xuân quay đầu lại nói. Chật, tiểu đạo đồng nhà ngươi cũng hiểu biết thật nhiều chỉ biết một chút thôi đạo. Đồng đáp ngươi nói không sai đại địa lực lượng vẫn luôn là một câu đố bí ẩn. Thánh điện đã nghiên cứu rất nhiều, nhưng cũng chỉ biết lực lượng dưới vực sâu có quan hệ với thiên địa ràng buộc, không cách nào xâm nhập vào một khi sơ xảy là bị hút xuống đó. Vạn kiếp bất phục đúng rồi, lục các chủ làm sao ngài ra được lê xuân hỏi từ chuyện lần trước lê xuân đã mơ hồ đoán được thân phận của lục châu nhưng vẫn cố ra vẻ phối hợp làm bộ như không biết lục châu không ngờ bọn hắn lại cứ nhíu lê vấn đề này không thả bèn thuận miệng nói lão phu không biết nếu thật sự hiểu rõ thì lão phu còn ở lại đây làm gì có thời gian đến thái hư chơi chẳng bằng ở lại vực sâu tiếp tục tu luyện ông quang mang biến mất ba người xuất hiện trên không trung trống rỗng trời xanh vạn dặm không một gợn mây Ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp cảnh trí trong thái hư, quá đẹp đẽ so với Cửu Liên Lê Xuân, chỉ về phía một dãy sơn mạch, bay qua sơn mạch này là tới Lục Châu, gật đầu Lê Xuân quay đầu nhìn về phía Đạo Đồng, cười nói, "Tiểu Bằng Hữu, ca ca mang người bay Đạo Đồng." Hắn khẽ nhíu mày, biểu tình nghiêm túc mà thận trọng Lê Xuân nói, "Ngươi đúng là không có khiếu hài hước gì hết tự đuổi theo đi vù Lê Xuân, bay về phía sơn mạch, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa, Lục Châu cũng mặc kệ Đạo Đồng, theo sau Lê Xuân thấy hai người đã bay đi xa đạo đồng mới thầm nhủ một tiếng nhị để che giấu thân phận hắn phải cố ý giảm bớt tốc độ kéo dài thời gian bay qua dãy sơn mạch lục châu nhìn thấy bầu trời bên này đã kéo đầy mây đen tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc thái hư rất ít thấy thời tiết xấu thế này đây là loại thánh hung nào lục châu hỏi đế quân truyền tin nói là một trong ngũ tinh thiên quan hoàng long lê xuân đáp hoàng long nó vốn cũng là thánh linh lẽ ra đã có trong danh sách thiên tri tứ linh đáng tiếc mạnh trương và nó có xung đột không thể đứng cạnh nhau hậu nhân đặt tên cho thiên tri tứ linh và hoàng long là ngũ tinh thiên quan nếu là hoàng long thì e là không thể bắt được lục châu nói lục các chủ cũng biết hoàng long tên thật của nó là ứng long nửa người nửa thú là thánh hung tồn tại từ thời kỳ thượng cổ trên thân nó có nguyên khí của thiên địa trưởng khống gió và lôi điện mạnh vậy sao lê xuân giật mình nói nếu thật là ứng long vậy phải nói huyền giặc rút lui lục châu vừa nói vừa bay về phía trước trong ký ức của ma thần dù là tu hành giả cấp bậc đại đế cũng chưa chắc là đối thủ của ứng long vì sao con thánh hung cường đại này lại đột nhiên xuất hiện ở huyền giặc điện oanh từng đạo lôi điện bổ xuống mấy ngọn núi bị đánh tứ phân ngũ liệt đám tu hành giả cấp tốc tản ra đế quân lê xuân nhanh như thiểm điện lướt tới phất tay cứ một đám tu hành giả huyền giặc đế quân quay đầu nhìn về phía hai người mừng rỡ hô lục các chủ lục châu gật đầu không sao chứ huyền giặc đế quân ngẩng đầu nhìn lên mây đen tức giận nói con súc sinh này phá hoại khắp nơi nếu nó phá hỏng huyền giặc điện bản đế quân nhất định không tha cho nó sau đó hắn ngượng ngùng đáp, ta không có việc gì, chỉ là hơi phí sức, thánh hung này có tu vi thấp nhất là đại trí tôn xác định nó là ứng long. Lục Châu hỏi chỉ là suy đoán, nếu thật là ứng long, vậy chuyến này chúng ta thu hoạch không nhỏ ngươi còn muốn có thu hoạch. Việc này, huyền giặc đế quân sửng sốt Lê Xuân cấp tốc bay tới, nhắc lại lời ban nãy Lục Châu vừa nói, rằng ứng long lợi hại như thế nào huyền giặc đế quân kinh ngạc nói, nếu thật vậy, thì hậu quả thật khó có thể tưởng tượng trước tiên phải xác định thân phận của nó. Lục Châu đề nghị huyền giặc, đế quân suy cho cùng cũng chỉ là vãn bối của ma thần. Kiến thức đương nhiên không nhiều bằng lão sư nghĩ tới sự cường đại của ứng long, trong lòng hắn hoảng sợ một trận oành. Lôi điện lại đánh xuống lui lại. Huyền giặc đế quân hạ lệnh đám huyền giáp vệ, lập tức bay trở về trường hợp chật vật thối lui rồi nói. Đế quân, huyền giáp vệ đã tổn thất ba người, tiếp theo nên làm như thế nào? Huyền giặc đế quân lắc đầu, chuẩn bị rút lui rút lui. Trường hợp cao mày nhìn về phía hư ảnh ẩn trong mây đen bây giờ rút lui chẳng phải là bị đánh không công cả nửa ngày rồi? Lê Xuân nói, người đánh nửa ngày nhưng nó chỉ mới chơi đùa làm nóng người thôi. Trường hợp cả kinh, bèn truyền lệnh xuống nhóm Huyền Giáp vệ lập tức thi hành mệnh lệnh lục châu, mặc niệm thiên nhãn thần thông, hai mắt biến thành lam sắc, hắn nhìn về phía hư ảnh ẩn trong mây đen, đúng thật là hình dáng của một con rồng vốn cho rằng có thể thuận tay thu hoạch mệnh cách chi tâm cao cấp hoặc thiên hồn châu. Nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể rút lui ứng long quá cường đại nhưng mà. Rút lui đâu có phải là phong cách của lão phu. Có nên thông chi cho thánh điện biết để bọn hắn tới một chuyến không? Trường hợp nói, nếu nó thật sự cường đại như vậy, e là chỉ có thánh điện mới có thể đánh hạ huyền giặc điện dù muốn đánh bại thánh hung, cũng không muốn tặng nó cho cửu điện còn lại lục châu nhìn lên thân ảnh trong mây đen, thầm nghĩ. Nếu thật là ứng long, vậy có phải nó cũng giống như mạnh trương, đều bị yếu đi nhiều rồi. Đều đừng động lục châu trầm giọng nói vù thân, ảnh hắn hóa thành một đạo lưu tinh bay về phía đám mây đen lục các chủ. Trương Hợp kinh ngạc hô lên đừng lo lắng hai mắt Huyền Giặc, đế quân tỏa sáng lấp lánh thân là học sinh, Huyền Giặc đế quân đương nhiên muốn nhìn thấy phong thái ngạo nghễ bá đạo của ma thần. Lão sư đúng lúc này, từ chân trời phía bắc bỗng xuất hiện thật nhiều tu hành giả khống chế phi kiếm và pháp thân bay tới vô số cương ấn đánh vào đám mây đen là người của thượng trương điện. Hắc, đám rùa đen này lại đến cướp thánh hung của chúng ta. Lê Xuân mắng Huyền Giặc Đế Quân kỳ quái nói, sao? người của thượng trương điện lại đột nhiên đến đây thái hư rộng lớn như vậy thượng trương điện sao có thể biết tin tức mà đến kịp lúc như vậy đạo đồng từ xa bay tới thở hổn hển lão tiên sinh lê xuân thấy thế bật cười ha hả tiểu bằng hữu không nghe lời lão nhân tất phải chịu thiệt thòi ca ca nói mang ngươi bay ngươi lại không chịu giờ oán trách ai chúng ta đã đánh cả nửa ngày đạo đồng nhíu mày sau đó lại giãn ra nói hổ thẹn hổ thẹn huyền giặc đế quân chỉ nhìn thoáng qua đạo đồng không hoài nghi gì hắn là điện chủ huyền giặc điện không thể nào rảnh rỗi tới mức để ý từng hạ nhân của mình Lục Châu đã dừng lại. Đạm Mạc nói, người của Thượng Trương Điện đến kịp thời cương ấn đầy trời đánh tan một phần mây đen đạo, đồng nhìn lên không trung, khẽ nói, ứng long. trà tiểu bằng hữu đúng là có kiến thức nha Lê Xuân, cảm thấy đạo đồng này rất thú vị đạo đồng lúng túng nói, có nghe nói qua, nhưng hình như không giống ứng long cho lắm không giống. Ứng long trưởng khống gió và lôi điện, ngoài ra còn nắm giữ một kiện vũ khí hư cấp có thể chiếu rọi thiên địa, thúc giục bốn mùa phát sinh khai thiên tích địa đạo đồng nói làm sao xác định có phải là nó hay không lục châu hỏi lúc này đám mây đen bỗng di chuyển về phía nam đạo đồng đáp bản ta biết rõ nhược điểm của nó mang ta qua bên kia lục châu gật đầu đi hắn vung tay lên mang theo đạo đồng cấp tốc bay về phía nam huyền giặc đế quân nghi hoặc nhìn theo đạo đồng này là người của lục các chủ lê xuân đáp trường hợp không chú ý tới điểm này mà hỏi đế quân chúng ta có đuổi theo không huyền giặc đế quân nhìn về phía đám mây đen chậm rãi nói cứ để người của thượng trương điện đi tiên phong cho bọn hắn nếm mùi của ứng long trước đã đế quân anh minh truy cập halesi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé huyền giặc đế quân và đám người trường hợp đã chiến đấu với thánh hung hồi lâu vẫn không thắng được ngược lại còn chịu thiệt thòi không ít trước mắt đám người thượng trương điện đến vậy thì cứ để bọn hắn xông pha chiến đấu nơi này là địa bàn của huyền giặc điện dù cho thánh hung đầu hàng thượng trương điện thì huyền giặc điện cũng có quyền mang nó đi đây là quy củ từ lâu của thánh điện nhằm giữ vững cân bằng trong thái hư bọn hán không dám áp sát quá gần chỉ đứng cách xa xa nhìn về phía đám mây đen nơi chân trời cho đến nay huyền giặc đế quân và trường hợp cũng không nhìn thấy được bộ mặt của thánh hung không biết lục các chủ có nắm chắc hay không trường hợp nói một khi có biến cố xảy ra tất cả các ngươi lập tức rút lui huyền giặc đế quân căn dặn vâng trường hợp gật đầu rồi nghi hoặc nhìn lên không trung vì sao thánh hung lại đột nhiên xuất hiện ở phía nam huyền giặc điện mọi người đều có cùng nghi vấn cùng lúc đó lục châu và đạo đồng đã tách ra xa khỏi đám người huyền giặc điện chỉ có như vậy thượng trương mới có thể ra tay thấy khoảng cách đã đủ xa toàn thân đạo đồng nở rộ quang hoa của đại đế bức lui đám mây đen giỏi cho một tên thánh hung dám làm loạn ở chỗ này bản đế không tha cho ngươi thượng trương ngẩng đầu hai mắt như điện lục châu hỏi ngươi có nắm chắc không cho dù là minh tâm tới đây cũng chưa chắc có thể bắt được ứng long nhưng ngươi vừa nói có thể nó không phải là ứng long thượng trương gật đầu ứng long có một thanh vũ khí tên là kim phủ hoàng việt hư cấp trước kia đặt ở thiên u khuyết phía nam huyền giặc không có vũ khí nó không thể trưởng khống lôi điện vậy đây là đồ giả. Suy đoán mà thôi, phải hay không thì để bản đế thăm dò một lần sẽ biết thượng trường đại đế. Hóa thành lưu tinh sông vào đám mây đen tinh bàn xuất hiện, 36 mệnh cách tỏa ra quang mang chói mắt, hóa thành 36 hồng sắc quang trụ vô số cương ấn quang trụ ẩn chứa đạo lực lượng, bắn thẳng vào tầng mây, lôi điện ầm ầm chấn động thương khung, đại địa rung động khiến người người kinh hãi không thôi các tu hành giả thượng trương, điện đồng loạt nhìn lên bầu trời, lộ vẻ nghi hoặc thủ đoạn này sao giống với đại đế bệ hạ thế nhỉ? đúng là rất giống nhưng đại đế bảo chúng ta đến giúp đỡ huyền giặc điện bản thân ngày ấy sẽ không đến lại đó nhìn xem vừa rồi ta nhìn thấy hai thân ảnh bay về phía nam tốc độ quá nhanh hẳn không phải là đại đế bệ hạ động tĩnh khổng lồ cũng khiến đám tu hành giả huyền giặc điện tán thán không thôi lục các chủ quả nhiên có năng lực của trí tôn trường hợp nói huyền giặc đế quân không có bao nhiêu bất ngờ lê xuân cười nói rất có phong thái của đại đế chỉ là chỉ là cái gì có hơi khoe khoang lê xuân mỉm cười trường hợp phản bác lục các chủ có năng lực này đương nhiên phải nhân cơ hội biểu diễn cho mọi người xem tạo dựng vị thế của mình nếu đổi lại là thượng trương đại đế chỉ sợ bầu trời cũng bị hắn đánh thành lỗ thủng có đạo lý huống hồ gì đây còn là địa bàn của huyền giặc điện đến lúc đó hắn sẽ lại càng thêm không kiêng nể gì khoe khoang vũ lực vừa so sánh đã thấy lục các chủ khiêm tốn hơn nhiều lê xuân thở giải đáp mặc dù đã đoán được thân phận của lục các chủ nhưng khi nhìn thấy hắn bày ra tu vi ai ai cũng phải kinh động không thôi ầm ô trong mây đen chuyển ra tiếng gào thét một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện lướt về phía chân trời thượng trương thu hồi tinh bản, xuất hiện ở bên cạnh Lục Châu cơ lão tiên sinh có nhìn rõ không? Trong khoảng thời gian này, Lục Châu vẫn luôn dùng thiên nhãn thần thông để quan sát tình hình chiến đấu, cũng đã nhận ra thân phận của Thánh Hung, bèn gật đầu đáp, lão phu còn tưởng là ứng long, hóa ra đã đánh giá cao no ồ. Thượng Trương cười nói, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của bản đế là đằng xà lục, lão tiên sinh có kiến thức rộng rãi, bội phục, bội phục Thượng Trương đại đế chắp tay nói trong ký ức của ma thần, có con đằng xà này lục châu chậm rãi giới thiệu đằng xà vốn là một con thánh hung có tướng mạo xấu xí thường xuyên làm chuyện ác nên được xếp vào hàng ác thú nó và câu trần cũng tương đương nhau xếp dưới tứ linh thời kỳ thượng cổ đằng xà không vừa lòng với địa vị của mình đến khiêu chiến ứng long xong lại đại bại phải chạy trốn về sau ứng long biến mất đằng xà thường giả mạo ứng long đi quấy phá khắp nơi thượng trương đại đế gật đầu nhìn lục châu bằng ánh mắt phức tạp lão tiên sinh cũng sinh ra vào thời kỳ thượng cổ sao lục châu không phủ nhận nếu muốn dùng thân phận ma thần để trở về thái hư thì việc này là đương nhiên thượng trương đại đế nói biết rõ những tích này thì chỉ có nhân loại sống từ thời kỳ thượng cổ hắn thở dài một tiếng nữ nhi của bản đế có số mệnh không tốt cũng may nàng có thể bái lão tiên sinh làm thầy đời này bản đế không còn tiếc nuối nữa thượng trương đại đế không phải đầu ngốc nếu còn không biết thực lực và địa vị của lục châu thì đúng là sống uổng phí hải loa có sư phụ mạnh mẽ như vậy hắn cũng yên tâm bắt đằng xà lại trước đã lục châu hóa thành lưu tinh đuổi theo bản đế giúp ngươi một tay hai người hóa thành lưu tinh trong phút chốc đã bay suốt mấy ngàn dặm để đến thiên u khuyết đám mây đen cũng đã kéo tới bầu trời thiên u khuyết nhiệt xúc ngươi không có tư cách cầm kim phủ hoàng việt đâu đằng xả thua kém ứng long rất nhiều thượng trương bay lên cao gọi ra pháp thân lục châu sử dụng tam đại thần thông để cảm ứng biến hóa xung quanh tay cầm vị danh kiếm hai vị trí tôn giáp công mà đến mây đen tản ra thân thể đen nhánh dài đến mấy ngàn trượng của đằng xà xuất hiện giữa trời nó há to miệng phun ra huyết vụ rồi nhào về phía thượng trương đại đế thượng trương bắn ra mấy chục đạo hồng quang đánh về phía đầu đằng xà bị ăn đau đằng xà gào thét không ngừng lục châu yên lặng bay lên lưng nó dùng vị danh kiếm đâm thẳng vào vị trí yếu hại ẩm cương khí văng tư tán đằng xà phẫn nộ vũ động không gian bị xé thành từng mảnh nhỏ không gian giam cầm thượng trương đại đế mang theo tòa pháp thân khổng lồ treo ngược giữa không trung trong lòng bàn tay hiện ra trận văn hình tròn không ngừng bành trướng toàn bộ không gian như bị trói chặt đằng xa liều mạng dãy ruộng bỗng rắc một tiếng, làn da đen nhánh của nó từ từ chóc ra đằng xà lột xác thuế biến. Thượng Trương kinh ngạc hô lên, cờ lão tiên sinh, hóa ra con nghiệt xúc này, chạy đến huyền giặc là vì muốn thay thế vị trí của ứng long, chúng ta không nên chậm trễ thời gian. Lục Châu hử lạnh một tiếng, lực lượng thiên tướng và lực lượng thiên đạo bao trùm lấy vị danh kiếm, dài đến ngàn trượng hỏa diễm bốc lên đan sen vào vị danh kiếm Thượng Trương Đại Đế, không khỏi tán thưởng, khí tức của Nam Ly chân hỏa, nghiệp hỏa đã biến thành thần hỏa rồi thần hỏa vũ động trên lưỡi kiếm lục châu dùng sức đâm mạnh vào lưng đằng xà xoẹt đằng xà điên cuồng gào lên huyết dịch bắn tung tóe giữa trời mỗi giọt tiên huyết đều nóng rực như liệt hỏa thiêu đốt tứ phương một kiếm của lục châu rốt cuộc đã chọc giận nó toàn thân đằng xà hiện ra hồng quang điên cuồng càn quét cả bầu trời vô số thụ mộc và hung thú không kịp trốn tránh đều bị tận diệt thượng trương đại đế lăng không bay lên trầm giọng quát súc sinh bản đế muốn mạng ngươi tòa pháp thân từ trên trời giáng xuống liên tọa đập ầm ầm vào thân đằng xà đằng xà bị trọng thương lăn lộn ra xa trốn vào trong thiên u khuyết cẩn thận nó liều chết chống trả thượng trương đại đế nói lục châu cầm vị danh kiếm bay lên không trung kiếm cương đầy trời mang theo lực lượng thiên tướng bắn về phía đằng xà như thủy triều dâng cao lam sắc điện hồ tỏa quang mang lập lòe thượng trương đại đế kinh ngạc trong lòng đại địa lực lượng quả nhiên lúc ở dưới vực sâu lão tiên sinh đã thu hoạch được kỳ ngộ hắn tán thán nói không ngờ thủ đoạn của lão tiên sinh lại kinh người đến thế phanh 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 vô số kiếm cương đâm vào thân thể đằng xà đúng lúc này nó đột nhiên bay vọt lên há cái miệng khổng lồ như mái vòm phun ra vô số huyết vũ máu tươi đỏ rực bắn đầy trời yêu diễm động lòng người thượng trương đại đế hô lên mau tránh vèo một tiếng thân ảnh thượng trương đã biến mất rồi xuất hiện cách đó vạn mét thấy lục châu vẫn chưa đi hắn không khỏi lo lắng nhíu mày cơ lão tiên sinh đây là tinh huyết chi độc của đằng xà tốt nhất không nên chạm vào đừng lo lắng lục châu thản nhiên đáp huyết vũ giáng xuống khi sắp chạm vào người lục châu thì tự động bốc hơi biến mất hả? Thượng trương kinh ngạc, nguyên khí bám vào hai mắt để nhìn cho rõ ràng lúc này, lục châu đang đứng chắp tay giữa không trung, không hề điều động nguyên khí ngăn cản sao có thể. Thượng trương tròn mắt cho dù là chính hắn khi đối mặt huyết vũ của đằng xà, cũng phải thi triển cương khí hộ thể mới được loại huyết độc này có năng lực ăn mòn, cực mạnh, không hề yếu hơn đại đạo lực lượng đây, cũng là một trong những đòn sát thủ của đằng xà hắn nhìn kỹ lại, thực lực gia tăng đến cực hạn rốt cuộc phát hiện trường bào trên người Lục Châu đang rung động là do trường bào. Thượng Trương Đại Đế muốn tiếp tục nhìn rõ hơn, nhưng khoảng cách quá xa mà huyết vũ lại ngập trời, nên đành thôi hắn chỉ nhìn thấy trên trường bào lóe lên quang hoa nhàn nhạt, nhạt, rồi biến mất đúng lúc này. Đám người Thượng Trương Điện chạy tới, nhìn thấy đạo đồng bèn tiến lên nói, tiểu bằng hữu, đứng xa một chút nơi này rất nguy hiểm hả. Thượng Trương chắp tay sau lưng, quay đầu trừng mắt nhìn đám thuộc hạ của mình. Người dẫn đầu trong Thượng Trương Điện thấy bộ dáng của hắn bèn cười nói, đây chính là Thánh Hung, Ngươi không muốn sống nữa à? Làm càn. Đạo đồng quát nha, nóng nảy như vậy sao? Tiểu huynh đệ có biết chúng ta là ai không? Chúng ta phụng mệnh thượng trương đại đế đến giúp đỡ huyền giặc, điện các ngươi diệt trừ thánh hung đừng coi hảo tâm của người khác thành lòng lang dạ sói, chứ. Thượng trương đại đế nghiêm túc trừng mắt, có mắt không tròng. Bốn chữ này khiến đám người thượng trương điện nhướng mày vừa định mắng đạo đồng mấy câu, thì người của huyền giặc, điện đã bay tới đế quân các hạ, chúng ta phụng mệnh đại đế, đến giúp đỡ các vị một tay người dẫn đầu thượng trương điện nói huyền giặc đế quân gật đầu đa tạ các vị ra tay tương trợ đế quân đúng là đế quân tầm nhìn và cách cục vượt xa đám tiểu nhân vật lê xuân nghi hoặc hỏi ý ngươi là gì một người trong thượng trương điện đáp chúng ta hảo tâm đến giúp đỡ huyền giặc điện vậy mà đạo đồng này lại mắng chúng ta có mắt không chỏng lẽ nào lại như thế còn có việc này lê xuân nhíu mày quay đầu hỏi đạo đồng ngươi thật sự nói như vậy đạo đồng giật mình nhận ra mình đang đứng giống hệt như huyền giặc đế quân đều là tư thái cao cao tại thượng tay chắp sau lưng nhìn đi, thái độ của hắn cứ như thế đó đám người thượng trương điện càng thêm bất mãn Lê Xuân. Đạo thánh kéo tay đạo đồng nói, mau xin lỗi các vị bằng hữu này đi xin lỗi. Đạo đồng nhíu mày bảo bản đế xin lỗi đám thuộc hạ ngu ngốc này hà. Hừ. Đạo đồng hừ lạnh một tiếng, suýt chút nữa đã nổi khùng lên hửm. Lê Xuân nghi hoặc dù ngươi là người của lục lão tiên sinh, cũng không nên làm như thế đạo đồng không thèm để ý tới hắn Lê Xuân lại nói tiếp, nếu không xin lỗi ta sẽ đuổi ngươi khỏi huyền giặc điện rời khỏi huyền giặc như vậy đâu còn được gặp hải loan nữa vậy thì không được nha đạo đồng liếc nhìn đám người thượng trương điện thôi vậy mặt mũi không quan trọng xin lỗi đạo đồng chắp tay nói với đám người chuyện nhỏ đám người thượng trương điện cũng không phải loại cứ níu mãi không tha lúc này đám người mới tập trung tinh thần nhìn về phía chân trời đằng xà vẫn đang phun huyết vũ mà lục châu đã cầm vị danh kiếm vọt tới lục các chủ huyền giặc đế quân cao mày nói đây là đạo đồng hiểu được lục châu định làm gì hắn muốn thừa dịp đằng xà thi triển huyết vũ Tấn công vào điểm yếu hại của nó tài cao gan lớn. Huyết Vũ tầm tã, tầm nhìn không rõ ràng lục châu hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua huyết vũ, kiếm cương phóng lên tận trời, điện hồ và lực lượng thiên đạo, đồng thời bộc phát kiếm cương cường thế xuyên thủng yết hầu đằng xà, đâm xuyên qua gáy nó rồi bắn vọt lên bầu trời phốc. Huyết Vũ dừng lại đằng xà bị trọng thương, máu tươi rơi xuống như thác đổ thành công rồi. Đám người kinh hãi tán thán lúc này, mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt đằng xà toàn thân nó sần sùi như vỏ cây khô hai mắt đen nhánh như hắc sắc minh châu, tứ chảo bắn ra hàn quang, thân hình dài mấy ngàn trượng từ từ phủ xuống đất đằng xà, vẫn lạc vũ khí từng bước tán đi, tầm nhìn càng lúc càng rõ ràng lục châu tay cầm vị danh kiếm, cương khí hóa thành chiếc ô tre, trên đầu ngăn trở máu tươi thiên địa rốt cuộc trở nên yên tĩnh, chiến đấu kết thúc thủ đoạn thật tinh chuẩn thì ra nó là đằng xà, chứ không phải ứng long yết hầu là bộ vị yếu ớt nhất của nó, đương nhiên muốn đánh giết thánh hung cũng không đơn giản trước đó hai vị trí tôn đã vây đánh hồi lâu lại đánh tan một trái tim của nó, khiến năng lực chống cự của nó yếu dần đi. Nếu không một kiếm này không thể xuyên thủng yết hầu nó đơn giản như thế lục châu. Nâng kiếm lên xoẹt vị danh kiếm tàn nhẫn chém phá bộ ngực đằng xà một viên thiên hồn châu, lóng lánh bay. Ra trôi về phía lục châu lục châu thu hồi thiên hồn châu và vị danh kiếm. Thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện trước mặt đám người huyền giặc đế quân chắp tay nói. Chúc mừng lục các chủ đại thắng trở về. Chúc mừng. Không ngờ huyền giặc điện còn có cao thủ bậc này đám người thượng trương điện tròn mắt tán thưởng huyền giặc đế quân hào hùng vạn trượng nhân cơ hội chế nhạo một tiếng tuy các bằng hữu thượng trương điện không phát huy được năng lực nhưng bản đế quân vẫn nhận phần tâm ý này trở về hãy nói với thượng trương đại đế đừng lo lắng không có việc gì thì đừng chạy lung tung đến huyền giặc điện đạo đồng đám người thượng trương điện đương nhiên không hiểu thâm ý trong lời của huyền giặc đế quân tuy lời này khiến bọn hắn không quá vui vẻ nhưng cũng không dám nói thêm gì đành gật đầu đáp đã vậy chúng ta xin cáo từ nói xong đám người thượng trương diện quay đầu rời đi lê xuân nhìn theo bóng lưng bọn hắn nghi hoặc nói lão đầu thượng trương sao lại phái người đến giúp chúng ta nhỉ vô sự hiến ân cần không phải gian thì cũng trá phải đề phòng một chút huyền giặc đế quân nói mặc kệ hắn có mục đích gì chúng ta cũng phải đề phòng cẩn thận vâng đạo đồng lục châu nói đằng xà đã bị lão phu xử lý những thứ khác thuộc về các ngươi lời này ý là thiên hồn châu là của lão phu đừng hòng có ai tranh giành huyền giặc đế quân gật đầu đa tạ lục các chủ các ngươi đi thu thập đi đám cao thủ huyền giặc điện bay về phía thi thể đằng xà tuy đã chết nhưng toàn thân nó vẫn là bảo vật đạo đồng hỏi trường bào của lão tiên sinh chú ý thân phận của ngươi huyền giặc đế quân đi tới nhắc nhở đạo đồng đành phải gật đầu đế quân dạy phải huyền giặc lão nhi cho ngươi đắc ý một đoạn thời gian bản đế nhị huyền giặc đế quân nói lần này may nhờ có lục các chủ xuất thủ nếu không hậu quả khó mà lường được đây chỉ là đằng xà không phải ứng long các ngươi bị nó lừa thôi vì sao đằng xà lại xuất hiện ở huyền giặc điện trường hợp bay tới hỏi thiên u khuyết chấn áp vũ khí của ứng long có lẽ nó muốn đoạt vũ khí này để trở thành rồng chân chính. Đúng là dã tâm không nhỏ huyền giặc đế quân nói Lê Xuân nói, vũ khí kia đã chìm vào thiên u khuyết không biết bao nhiêu năm, chỉ sợ không còn nữa, nó đúng là chấp nhất vậy thì ứng long đã đi đâu. Trường hợp hỏi đám người lắc đầu không ai biết câu trả lời nghe đồn ứng long, vì thủ hộ đại địa nên thi triển lực lượng vô thượng, sau đó biến mất không thấy nữa chẳng ai biết nó đã đi đến nơi nào huyền giặc. Đế quân đáp việc này phải hỏi thánh điện hoặc là đại uyên hiến Lê Xuân, lắc đầu nói thánh hung đã bị xử lý, trở về thôi vâng cùng lúc đó trong thánh điện cán cân công chính sau khi sao động một lúc đã trở nên yên tĩnh lại hoa chính hồng quay đầu nhìn về phía minh tâm chắp tay nói điện chủ đã ổn định nhìn phương hướng này có vẻ là bên phía huyền giặc điện xuất hiện thánh hung minh tâm đại đế gật đầu nói gần đây huyền giặc mới tấn thăng đại đế quân có lẽ nên mời hắn đến thánh điện một lần đại đế quân với tu vi đó hắn muốn giải quyết thánh hung bình thường cũng không thành vấn đề nếu tấn thăng lên thiên trí tôn đạt tới cảnh giới đại đế thì có đủ năng lực để hỗ trợ cân bằng thái hư rồi hoa chính hồng gật đầu điện chủ anh minh chỉ tiếc trên mông ô tổ quá không biết điều lại mưu toan đánh phá ràng buộc hủy hoại cân bằng trong thiên địa minh tâm đại đế hỏi thất sinh đâu không rõ hắn đang bận cái gì ta cảm thấy điện chủ ngài cho hắn quá nhiều tự do hoa chính hồng nói minh tâm đại đế không để ý tới đề nghị của hoa chính hồng bản đế muốn gặp hắn vâng hoa chính hồng đành rời khỏi thánh điện vừa ra tới bên ngoài giọng minh tâm đại đế lại truyền tới gọi cả chư hồng cộng vâng khoảng nửa canh giờ sau hoa chính hồng thất sinh và chư hồng cộng từ bên ngoài đi vào thánh điện cung kính hành lễ thất sinh trước tiên mở miệng không biết đại đế bệ hạ gọi chúng ta đến là có việc gì phân phó minh tâm đại đế đứng lên ánh mắt nhìn lướt qua hai người rồi nói theo lý thuyết ngươi vốn là điện thủ đồ duy điện chuyện của đồ duy điện bản đế không muốn nhúng tay nhưng ngươi lại rất có tài bản đế gọi ngươi tới là có chuyện thương nghị mời đại đế nói chư hồng cộng cũng cười hắc hắc đại đế bệ hạ người một nhà không cần nói vòng vo ngài có việc gì cứ phân phó dù lên núi đao hay xuống biển lửa ta cũng nhất định hoàn thành cho bằng được minh tâm đại đế gật đầu từ khi bản đế trưởng khống thái hư tới nay thiên hạ thái bình tu hành giới yên tĩnh phồn hoa hiện tượng mất cân bằng khiến thập đại thiên khải chi trụ xuất hiện ba động thánh điện có lòng muốn duy trì thiên hạ nhưng lực bất tòng tâm nay chỉ có thể dựa vào thập điện mong chư vị đồng tâm hiệp lực bảo vệ thái hư chuyện được đọc bởi kênh haleji audio vị trí điện thủ không thích hợp bỏ trống thêm nữa việc này giao cho người phụ trách an bài bản đế hy vọng người giữ chức điện thủ đều là người có hạt giống thái hư thất sinh không hề bất ngờ không người đáp đó là đương nhiên tuy nói người người đều có cơ hội tranh đoạt vị trí điện thủ 12 đạo thánh thái hư cũng đều là nhân tài nổi bật nhưng càng về sau này thì càng không so được với người nắm giữ hạt giống chỉ có trí tôn tương lai mới có thể ngồi vững trên vị trí điện thủ hơn nữa thánh điện muốn trưởng khống thập điện và cửu liên thì phải có đám thuộc hạ cường đại nói theo một cách nào đó đồ duy đại đế vẫn lạc cũng phù hợp với lợi ích của thánh điện cho nên minh tâm đại đế mới đồng ý với bạch đế cho thất sinh trở thành điện thủ tân nhiệm trước mắt đến xem thì thánh điện rõ ràng đang càng lúc càng phát triển chuyện thứ hai minh tâm thản nhiên nói bản đế biết rõ giữa thập điện luôn bất hòa sau khi đổ duy đại đế quy thiên không còn ai chiếu cỗ cho đổ duy điện ngươi làm việc bên ngoài cũng phải cẩn thận một chút chư hồng cộng không hiểu hỏi đại đế bệ hạ thất sinh điện thủ làm việc theo lệnh ngài đối địch với hắn có khác nào đối địch với ngài đâu ai lại có lá gan lớn như vậy minh tâm đáp không đứng ở vị trí này thì không rõ nội tình rất nhiều chuyện bản đế cũng thân bất do kỷ, ngươi có hiểu không? Không hiểu chư hồng cộng gãy đầu, ta chỉ hiểu một đạo lý, ai đụng đến ta, ta đấm gãy răng hắn hoa chính hồng ho khan, khụ khụ. Chư hồng cộng nhách miệng cười, ta nói đùa thôi, phải lấy đức phục người, lấy lý lẽ để làm việc minh tâm đại đế tiếp tục nói. Chuyện thứ ba, phía huyền giặc điện có ba động chư hồng cộng, bản đế phái ngươi đến đó điều tra nguyên do huyền giặc sao. Thật là xa chư hồng cộng buồn bực nói, trực tiếp bảo đám người huyền giặc điện báo cáo là được mà, tại sao phải đi tới đó? Hoa chính hồng đứng bên cạnh nói, rất nhiều chuyện phải tự mình đi xem mới biết thật giả hiểu rồi, việc này cứ giao cho ta, đảm bảo sẽ hoàn thành thuận lợi đi đi minh tâm đại đế. Vùng tay áo nói thất sinh và chư hồng cộng, đồng thời rời khỏi thánh điện đi ra một đoạn xa, chư hồng cộng mới dừng lại nói với thất sinh, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ làm đúng theo kế hoạch, không ngươi chuyện đầu thất sinh gật đầu, có thể trở thành người đứng đầu thập điện hay không, thì phải dựa vào cố gắng của các ngươi ta chỉ đưa ra đề nghị thôi hơn nữa thái hư cũng không bình tĩnh như ngươi nghĩ đâu khoảng thời gian này ngươi hành động có hơi khoe khoang chư hồng cộng lườm hắn một cái bất dùng loại khẩu khí này để giáo huấn ta nhớ cho kỹ phải lấy được toàn bộ trấn thiên sử của thiên khải chi trụ nếu không ta chỉ có thể bảo vệ các ngươi được một lúc không bảo vệ được một đời thất sinh lại căn dặn lại nữa chư hồng cộng vừa phi hành vừa quay đầu lại nói yên tâm đi ngươi và thất sư huynh ta đúng là giống nhau thật sự cho rằng ta là đồ khờ sao ngay sau đó, thân ảnh hắn biến mất ở chân trời thất sinh gật đầu, xoay người rời đi thái dương ngả về tây trong đạo trường huyền giặc, điện lục châu lấy thiên hồn châu, của đằng xà ra, băng lãnh khí tức tản ra tứ phía như ám dạ minh châu, ẩn chứa năng lượng cường đại hiện tại lục châu đang đối mặt với một vấn đề, cho kim pháp thân hay lam pháp thân sử dụng đây. Kim liên còn thiếu bốn viên mệnh cách chi tâm là đầy, nhưng lam liên lại thiếu quá nhiều, ảnh hưởng đến việc để thăng thực lực huống hồ tu vi lục châu, lại không dựa vào kim liên quá nhiều nghĩ vậy, Lục Châu gọi ra Lam Pháp Thân, Khảm Thiên Hồn Châu của đằng xả vào liên tọa kết tòa, Lam Liên giống như một vũng nước động hút lấy Thiên Hồn Châu bởi vì không có ý định sử dụng lại lần thứ hai nên Lục Châu không lấy Thiên Hồn Châu ra, chỉ quan sát quá trình liên tọa lúc này, giống như một chiếc gương chiếu rọi tinh hà mênh mông mệnh cách, có thể tùy ý di động. Lục Châu kinh ngạc nghĩ tự do chi thân có thể lý giải được, nhưng tự do đến mức di chuyển cả mệnh cách thì đúng là biến thái nếu Lam Pháp Thân có thể tự do tách rời, vậy có phải là bất tử không suy nghĩ lớn mật này khiến ánh mắt lục châu sáng lên vị danh kiếm xuất hiện trong tay hắn cầm kiếm chĩa thẳng vào lam pháp thân cảm giác như đang tự sát suy nghĩ một chút lục châu hôi nhẹ vị danh kiếm về phía rìa liên tọa xoẹt lưỡi kiếm như chém vào mặt nước tòa lam lên cấp tốc khép kín lại trở về hình dáng ban đầu việc này lục châu lại huy kiếm lần nữa xoẹt liên tọa xuất hiện một vết nứt nhưng rất nhanh đã khôi phục toàn bộ quá chi chỉ mất một hơi thở pháp thân bất diệt lục châu thu hồi vị danh lòng bàn tay đẩy ra một trường quả nhiên pháp thân cảm nhận được áp lực, trên liên tọa xuất hiện một thủ ấn, nhưng rất nhanh, sau đó lại khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ ban đầu, sau mấy lần khảo sát, Lục Châu hiểu được lam pháp thân có thể tránh đi các loại tổn thương, nhưng khi đối mặt với quy tắc vẫn cảm thấy áp lực mà đây, mới chỉ là pháp thân 7 mệnh cách, nếu để thăng tới 36 mệnh cách thì còn mạnh thế nào. Ông liên tọa xoay tròn đến giai đoạn 2. Lục Châu hài lòng gật đầu, trăm năm tu hành dưới vực sâu mang lại ích lợi không nhỏ khiến hắn thuận lợi khai mệnh cách nhanh gấp mấy lần trước kia lục châu hài lòng nhắm mắt lại tiếp tục tham ngộ thiên thư mãi cho đến khi trời tối lục châu nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở tinh lĩnh hội thiên thư thiên tự quyển 100 lần thu hoạch được thẻ để thăng thần thông x một thẻ để thăng mỗi lần sử dụng có thể tăng đẳng cấp cho một loại thần thông thiên thư để thăng thần thông cho tới nay lục châu vẫn cho là thần thông sẽ tùy theo loại lực lượng thiên thư mà để thăng không ngờ cũng có thể sử dụng thẻ đạo cụ lục châu chú ý thấy bên cạnh còn có một hàng ghi chú nhỏ thần thông để thăng thành chân thần thông, mà chân thần thông sẽ được tăng cường khi lực lượng thiên đạo tăng lên ghi chú này tựa như một liều thuốc trợ tim Lục Châu khẽ gật đầu, thẻ để thăng xuất hiện trong tay để thăng thần thông nào đây? Trước mắt Lục Châu nắm giữ 10 loại thần thông, chúng sinh ngôn em, pháp diệt tận trí, thần thông trị liệu, thần thông thiên nhĩ, thần thông thiên nhãn, thần thông khứu giác, vô lượng thần ẩn, thần thông thôi diễn, thần thông đại na di hiện tại lựa chọn nâng cấp loại nào cũng rất phiền não hoặc là nghe được rõ hơn, nhìn được xa hơn, sóng âm mạnh hơn về phần vô lượng thần ẩn thì có lẽ sẽ tiến vào trạng thái ẩn náu cực hạn thần thông thôi diễn có hiệu quả gì thì lục châu không dự đoán được thần thông đại na di hiện tại đại na di có thể di chuyển cách một m khắp bốn phương tám hướng rất có ích lợi trong chiến đấu so với các loại thần thông trước chỉ có đại na di là mang lại hiệu quả rõ ràng nhất lựa chọn xong lục châu bóp nát thẻ đạo cụ mặc niệm một tiếng để thăng thẻ đạo cụ hóa thành từng điểm tinh quang bám vào người lục châu trên không trung đạo trường hình thành một vòng xoáy lực lượng cuồn cuộn truyền vào trong đạo trường cảm nhận được năng lượng ba động mãnh liệt đám người trường hợp bay ra khỏi đại điện quan sát không trung đạo trường lục các chủ đây là đang tu luyện huyền giặc đế quân gật đầu thở dài nói bản đế quân vốn tưởng rằng hắn chỉ mới sơ nhập trí tôn nhưng trải qua một trận chiến với đằng xà và tình huống bây giờ bản đế quân mới biết mình đã đánh giá thấp hắn tuy biết thân phận lục châu nhưng huyền giặc đế quân vẫn cho rằng lão sư chưa trở lại trạng thái đỉnh phong nên mới lưu lại huyền giặc điện trường hợp kỳ quái nói ta không hiểu lắm, vì sao Bạch Đế lại phái hắn đến đây? Bạch Đế, huyền giặc đế quân cao mày nhìn trường hợp ý thức được mình nói sai, trường hợp vội đáp, ta, ta không cố ý nói ra thân phận của hắn, mong đế quân thứ tội kỳ thực ta đã sớm biết việc này, cho nên ngươi mới kính trọng hắn như vậy. Trường hợp gật đầu, việc này là Lê Xuân nói cho ta biết chỉ là, thái độ của đế quân đối với hắn khiến ta có hơi nghi hoặc dù là Bạch Đế, đích thân tới ngài, cũng không cần phải. Huyền giặc đế quân nhướng mày, nói tiếp đi không cần phải nịnh nọt như thế trường hợp thấp giọng đáp huyền giặc đế quân uy nghiêm nói bản đế quân làm việc còn tới lượt ngươi khoa tay múa chân không dám ta chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng mình một lòng trung thành với huyền giặc điện có nhật nguyệt chứng giám huyền giặc đế quân nhìn lốc xoáy trên bầu trời đạo trường ý vị thâm trưởng nói rất nhiều chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu nhân tài như lục các chủ xứng đáng để bản đế quân kính trọng đế quân đại nhân nói đúng ta hiểu ngươi không hiểu ta hiểu thật mà cút sắc mặt huyền giặc đế quân đen như đáy nồi vâng trường hợp đáp gọn gàng chờ đã huyền giặc đế quân bỗng gọi hắn lại mời đế quân phân phó phong bế toàn bộ thông đạo đến huyền giặc trong khoảng thời gian này không cho ai đến gần huyền giặc đế quân nói vâng chỉ có phong tỏa huyền giặc thì ngoại giới mới không dễ dàng cảm giác được ba động này cho dù là cán cân công chính của thánh điện cũng không thể cảm ứng được quá rõ ràng tùy tiện lấy cớ để không mở thông đạo người của thánh điện có tới cũng phải phi hành mất một đoạn thời gian đây là nguyên nhân cho đến nay thập điện vẫn tồn tại được bởi vì không gian quá lớn một khắc đồng hồ sau vòng xoáy biến mất không trung lại trở nên yên tĩnh huyền giặc đế quân không đến đạo trường chào hỏi mà trở về huyền giặc điện cùng lúc đó lục châu cảm nhận được thần thông biến hóa bèn hít sâu một hơi nhưng liên tọa vẫn đang xoay tròn sau khi hấp thu thiên hồn châu nên lục châu chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt lại tham mộ thiên thư sáng hôm sau mặt trời dâng lên chiếu rọi cả thái hư bên tai truyền tới sóng chấn động khẽ khàng lục châu mở mắt ra nhìn về phía liên tọa hà hắn cẩn thận quan sát phát hiện có 12 khu vực mệnh cách đang lưu chuyển tỏa ra quang hoa lập lòe 12 mệnh cách từ 7 mệnh cách trực tiếp để thăng lên 12 mệnh cách. Lục Châu mừng rỡ không thôi, đúng là kiếm lớn chân đại na di Lục Châu thầm mặc niệm, thân hình lập tức tiêu thất trong đạo trường, sau đó xuất hiện trên không trung cách đó vạn mét, nếu chỉ để di chuyển thì dùng chân đại na di không có lời, quá hao phí lực lượng thiên tướng nhưng nếu dùng trong chiến đấu thì có thể bộc phát ra năng. Lực cực lớn phải biết hung thú trong thế giới này đều là quái vật khổng lồ, nếu không có chân đại na di thì rất khó đánh thắng được đám hung thú cường đại như côn bằng tiếp đó Lục Châu thử nghiệm lực lượng tinh bàn của lam pháp thân sau khi san bằng mấy ngọn núi thành bình địa hắn mới hài lòng thu hồi tinh bàn lục châu trở về đạo trường nhìn thấy đạo đồng đang đứng chờ ở bên ngoài cười nói không ngờ lão tiên sinh còn có trái tim trẻ thơ như vậy cuồng loạn oanh tạc khắp nơi cảm giác thoải mái không ngươi thấy rồi chỉ cảm giác được mà thôi đạo đồng nói mới có cảm ngộ không khỏi ngứa tay một chút đạo đồng gật đầu cười nếu có thể chúng ta hãy cùng nhau luận đạo có lẽ sẽ học tập được thêm rất nhiều hắn vừa dứt lời cách đó không xa bỗng chuyển tới thanh âm, luận cái gì mà luận, còn không mau giúp ta vác đồ. Theo tiếng kêu nhìn lại, đạo đồng thấy Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đang ôm một đống đồ vật, bèn lập tức chạy lại, đến ngay. Lục Châu cảm thán lắc đầu đường đường là, thượng trương đại đế mà lại lưu lạc đến bước đường này, thật đáng buồn thay đạo đồng đi tới bên cạnh hai nàng, rẻ dặt hỏi, các ngươi có tu vi cao thâm, vì sao không dùng cương khí ngự vật, ngươi không hiểu. Chỉ có như vậy người ta mới cảm thấy vui vẻ Tiểu Diên Nhi cười nói, Ngươi nhìn hải loa xem, mỗi ngày nàng đều dùng tay gảy đàn rõ ràng vẫn, có thể dùng cương khí cách không đàn tấu. Nhưng làm như vậy có gì thú vị đâu hải loa gật đầu đồng ý. Nói đúng lắm, dùng cương khí đàn tấu thì sẽ mất đi hỏa hầu. Tiếng đàn không có linh hồn đạo đồng cũng cảm khái nói. Không ngờ hai vị cô nương lại có lĩnh ngộ tu hành sâu. Như thế cái gì mà lĩnh ngộ? Không hiểu nổi tiểu diên nhi lườm hắn một cái. Chúng ta đi đạo đồng, hóa ra là do bản đế nghĩ nhiều rồi. Hải loa quay đầu nhìn đạo đồng, hiền lành nói, người đừng tức giận, Cửu sư tỷ là người rất tốt, không có việc gì đạo đồng mỉm cười với nàng ba người đi. Trên hành lang, từ từ khuất dạng lục châu bất đắc dĩ lắc đầu thôi, như vậy cũng tốt. Có siêu cấp bảo tiêu cấp bậc đại đế ở bên cạnh, hắn không cần lo lắng. Cho sự an toàn của hai đồ đệ nữa mười ngày sau tại phía bắc cách huyền giặc, điện khá xa chư hồng cộng vừa phi hành vừa mắng mỏ, hay cho huyền giặc điện, lại dám phong bế toàn bộ thông đạo, cho là làm vậy sẽ ngăn được ta sao. Từ khi lĩnh mệnh đến huyền giặc điện điều tra, chư hồng cộng không ngờ được huyền giặc, lại dám đóng cửa phủ văn thông đạo không cho ai tiến, vào hắn đành phải phi hành liên tục 10 ngày mới tới được đây, cuối cùng cũng tới địa phận huyền giặc tiếp theo, vẫn phải phi hành mấy ngày mới có thể tới được trung tâm huyền giặc, điện chư hồng cộng, dừng lại nghỉ ngơi một chốc rồi tiếp tục bay về phía trước đúng lúc này, trên ngọn sơn phong phía xa có khoảng 10 tu hành giả đang bay lướt tới đến chỗ ta. Chư hồng cộng cảm thấy không đúng, lập tức quay đầu nhìn lại muộn rồi phía sau lưng truyền tới thanh âm, ngay sau đó 10 tên tu hành giả đã vây quanh chư hồng cộng một người. Trong đó trầm thấp nói, chờ ngươi 10 ngày, rốt cuộc cũng xuất hiện 10 ngày. Chư hồng cộng cao mày nói, lão tử không quen biết các ngươi không sao, chúng ta quen ngươi là được hai mắt chư hồng cộng sáng lên, vui vẻ hỏi, các ngươi có phải là fan hâm mộ của ta không? Chẳng trách, ta có thể hiểu được tâm tình của các ngươi nha người kia lửa mắt, ngươi nghĩ nhiều sau đó hắn lấy một bức tranh ra, so sánh một lần rồi gật đầu nói, đã xác nhận là người nắm giữ hạt giống thái hư bắt, lấy hắn vâng hơn 10 người cấp tốc nhào về phía chư hồng cộng chư hồng cộng cả kinh nói, lớn mật. Các ngươi đã biết rõ thân phận của ta mà còn dám làm vậy. mau mau cút đi. Lệ ngân quyền sáo xuất hiện, cương khí bắn ra tứ tán mười người kia chỉ dừng lại một chút, trong tay lại xuất hiện một sợi dây thừng tỏa quang hoa bọn hắn, không chút kiêng kỵ cầm dây thừng vây lấy chư hồng cộng tốt nhất là, đừng phản kháng thân ảnh tên thủ lĩnh lóe lên, xuất hiện phía trên chư hồng cộng, trưởng ấn đánh xuống chư hồng cộng nâng quyền đánh lên không trung oanh. Mười người lao vào chiến đấu với chư hồng cộng trà tên thủ lĩnh khích lệ, không hồ là người nắm giữ hạt giống thái hư, còn có thể bộc phát ra lực lượng bậc này. Chỉ mới bắt đầu thôi. Chư hồng cộng thi triển cửu kiếp lôi cương, thân ảnh như con thoi xuyên toa, giữa đám người đám người lấy cứng đối cứng va chạm nhau liên tục nửa canh giờ, nhưng vẫn không bắt được chư hồng cộng tên thủ lĩnh dừng lại lùi về sau trăm mét, tức giận nói là tên nào cung cấp tình báo sai lệch. Mấy người còn lại lắc đầu biểu thị không biết chư hồng cộng cười ha hả nói, các ngươi thật sự cho rằng lão tử chỉ là phường già áo túi cơm tu vi ngươi không tệ vì sao phải giả vờ làm đồ ngốc ở thánh điện người kia hỏi giả vờ ông nội nhà ngươi tính cách lão tử vốn là như vậy nha chư hồng cộng tức giận mắng quyền cương bay nhanh không gian bị xé rách lão đại có nên rút lui không làm việc theo kế hoạch ngăn hắn lại người người lại ùa lên lần nữa trong tay cầm dây thừng phi loạn trên không trung mỗi khi không gian bị vặn vẹo dây thừng đều có thể vuốt phẳng mặt không gian đó lại lại thêm một canh giờ chư hồng cộng càng đánh càng hăng song quyền bộc phát ra uy lực cực mạnh ăn một quyền của lão tử phanh 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 từng người một bị đánh bay tên thủ lĩnh thấy không ổn lập tức hạ lệnh lui về sau dáng vẻ phách lối hoàn toàn biến mất chư hồng cộng cùng quyền cương vẫn dùng lực đánh tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thương khung nứt ra thành một khe nứt màu đen từ trên trời giáng xuống một thân ảnh tách hai người sang hai phía một đạo hắc mang đánh bay chư hồng cộng cao thủ chư hồng cộng âm thầm kinh hãi lúc này phải học tứ sư huynh chạy là thượng sách Vù, Chư Hồng Cộng vội vàng lẩn trốn tên thủ lĩnh không dám truy kích, chỉ nhìn về phía khe nứt hư không, một hư ảnh từ trong khe nứt bước ra, cầm bào đen như mực rủ xuống, vương miện trên đầu khí thế bức người, mày kiếm mắt hổ, không nộ tự uy tên thủ lĩnh khom người hành lễ, tham kiến bệ hạ hư ảnh liếc mắt nhìn về phía Chư Hồng Cộng đang đảo vong, khẽ phất tay áo hắc mang bay ra đuổi theo Chư Hồng Cộng, Chư Hồng Cộng vừa quay đầu lại đã giật nảy mình, vội vàng đạp mạnh chân, trong chớp mắt đã bay ra xa vạn mét tu hành giả mặc cầm bào đen nhìn ra phương xa, chỉ là đạo thánh sao có thể trốn khỏi tay bản đế. Hắn hóa thành lưu tinh đuổi theo trí tôn dù sao cũng là trí tôn, cho dù là về phương diện nào cũng mạnh hơn chư hồng cộng, rất nhiều chỉ sau mấy hơi thở, một tòa hắc sắc pháp thân xuất hiện phía trên đầu chư hồng cộng, ngạo thị thương khung khi đạt tới cảnh giới trí tôn, độ cao của pháp thân thường không thể đo đếm khi khai 31 mệnh cách, pháp thân đã cao 415 trượng, về sau mỗi khi thêm một mệnh cách, lại gia tăng chiều cao khác nhau một tòa pháp thân trí tôn thông thường thấp nhất, cũng cao mấy ngàn trượng chư trư hồng cộng ngẩng đầu nhìn lên, há mồm mắng, nhanh như vậy. Hắn không chút do dự hạ thấp độ cao, chui tọt vào trong rừng, thân ảnh biến mất không thấy đâu nữa ngươi to hả. Lão tử chơi trốn tìm với ngươi. Tu hành giả mặc cẩm bào đen thu hồi pháp thân, quan sát đại địa lúc này, người tu hành giả kia đã đuổi kịp tới nơi xuống dưới lục soát đại đế bệ hạ, người này rất giảo hoạt, nếu tìm thấy có nên diệt trừ ngay tại chỗ không? Không vội hắn thản nhiên nói trong ánh mắt bễ nghễ ẩn chứa một cỗ lánh y đám thuộc hạ lập tức tản ra tứ phía mở rộng lục thức ngũ giác để cảm ứng tung tích chư hồng cộng truy cập haleyji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé mà lúc này tu hành giả mặc cầm bào đen lại vươn tay ra một đoàn quang mang dập dờn bắn ra tứ phía càn quét trăm dặm không gian khiến đám phi cầm tẩu thú sợ hãi chạy tứ tán tất cả vật thể có sự sống đều không thoát khỏi cảm giác của hắn sau đó hắn mỉm cười nhàn nhạt nói ra đây không ai đáp lời bốn phía hoàn toàn yên tĩnh bản đế cho ngươi một cơ hội đầu hàng vẫn không người hồi đáp tu hành giả mặc cầm bào đen hừ lạnh một tiếng pháp thân lại mở ra đỉnh thiên lập địa vô số đạo hắc mang như hồ điệp bắn ra bốn phương tám hướng mẹ nó nơi xa một hư ảnh từ trong vũng bùn vọt ra tốc độ còn nhanh hơn heo rừng gấp trăm ngàn lần bắt hắn lại mười tu hành giả lập tức đuổi theo tu hành giả mặc cầm bào đen lộ ra ý cười nhìn theo bóng chư hồng cộng đầy bùn đất bay về phương xa cầm được thì buông được người này đúng là nhân tài không gian xuất hiện rung động và cảm giác bị xé rách, tòa pháp thân lại hiện ra trên đầu chư hồng cộng sao không chạy nữa đi. Thanh âm uy nghiêm nói vọng xuống chư hồng cộng ngừng đầu, có bản nói, thật là đen nha. Vù một đạo lôi kiếp hình thành trên bầu trời rồi đánh vào tòa pháp thân, nhưng lại chẳng khác gì đang gãi ngứa, cho nó hắc sắc pháp thân lại bắt đầu bắn ra hắc mang. Như hồ điệp đúng lúc này, nơi xa chuyển đến tiếng nói lăng lệ nhuốm vẻ tức giận, chấp quang kỷ, ngươi đang làm loạn gì ở huyền giặc vậy hả? Thanh âm kia từ nơi xa xôi chuyển đến, vượt ngàn dặm núi non sông ngòi để rơi vào tay hắc đế chấp quang kỷ thu hồi pháp thân không gian trở nên yên tĩnh hắn nhìn về phía huyền giặc điện nói bản đế tình cờ đi ngang qua nhìn thấy một con heo rừng nên muốn bắt sống trở về sao lại gọi là làm loạn heo rừng chúng ta vốn đều là tu hành giả có thể ích cốc trong thời gian rất dài nhưng đương nhiên vẫn có ham muốn nếm mỹ thực nha từ lần cuối bản đế nhấm nháp mỹ vị nhân gian đã hơn ngàn năm hiện tại gặp được một con heo rừng tráng kiện như vậy sao có thể không động tâm Chấp Quang Kỳ thản nhiên nói: "Ngươi đúng là, có thú vui tao nhã xin hỏi đã bắt được con heo rừng kia chưa?" Chấp Quang Kỳ lắc đầu nói: "Hình như nó trốn vào huyền giặc điện của ngươi rồi ông." Huyền giặc đế quân xuất hiện trên không trung cách đó ngàn mét, chắp tay nói với Hắc đế: "Ngươi chạy một quãng đường xa như vậy đến huyền giặc chỉ để bắt một con heo rừng. Heo rừng là tiện tay bắt mà thôi bản đế tới đây, chủ yếu vì muốn bái phòng huyền giặc điện, một lần Chấp Quang Kỳ đáp bái phòng, không chào đón bản đế sao?" Chấp quang kỷ cười nhạt khiến người ta cảm giác được tâm cơ hắn rất sâu, không phải bản đế quân, không chào đón ngươi, mà là đoạn thời gian này huyền giặc xảy ra nhiều việc, không tiện tiếp đãi khách quý đây không phải là vấn đề. Bản đế chỉ muốn đến ngồi một lát hư ảnh chấp quang kỷ lóe lên, xuất hiện trước huyền giặc điện sau lưng hắn, người tên tu hành giả cũng cấp tốc bay lướt tới hắc đế quan sát huyền giặc, đế quân rồi nói, không ngờ ngươi đã tấn thăng đại đế quân. Thật đáng mừng so sánh với các vị đại đế, thì vẫn còn kém xa lắm vẫn mạnh hơn đám thập điện không có điện chủ chấp quang kỷ đột nhiên nói một câu khiến người ta không kịp đề phòng huyền giặc. Đế quân nhíu mày thập điện đương nhiên là có 10 vị điện chủ nhưng đáng tiếc là, bốn vị điện chủ đã vẫn lạc từ 100.000 năm trước sau cuộc chiến với ma thần. Ngoài ra đồ duy đại đế, cũng đã hôi phi yên diệt từ trăm năm trước chấp quang kỷ lại nói, bản đế không có ý trao phúng, chỉ là cảm thấy muốn sống sót trong thái hư thật là khó khăn không còn cách nào khác, vì cân bằng trong thiên hạ thôi đây cũng là sứ mệnh của huyền giặc điện cân bằng. Chấp quang kỷ cười ha hả nói, Thế giới cực độ không cân bằng này mà cũng dám tự xưng là cân bằng. Thập điện chỉ còn có 5 vị điện chủ, minh tâm muốn đưa người mới lên thượng vị, lại ném bỏ 4 vị đại đế ra khỏi thái hư, đây gọi là cân bằng. Hắc đế chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngấm ngầm hại người, huyền giặc đế quân đương nhiên nghe không hiểu tâm lý người bất ổn hả. Huyền giặc đế quân hỏi chấp quang kỷ nhìn hắn bằng ánh mắt thâm thúy, đều là người thông minh, nói chuyện thẳng thắng đi đừng quanh co lòng vòng làm gì bản đế chỉ hỏi ngươi một câu, thân là chủ nhân huyền giặc điện, Ngươi thật cho rằng toàn bộ thiên hạ này đang cân bằng sao? Hay nói đúng hơn, có công bằng sao? Huyền giặc đế quân trầm giọng đáp, trên đời này không có tuyệt đối công bằng dù gì ngươi cũng là đại đế một phương, chẳng lẽ đạo lý này cũng không hiểu rõ? Cho tới bây giờ bản đế, cũng không hề đòi hỏi công bằng tuyệt đối chấp quang kỳ cao giọng nói huyền giặc, đế quân kềm chế cảm xúc, bình tĩnh cười nói, lập trường khác biệt, không có gì để nói cho nên. Ngươi vẫn cam tâm tình nguyện bán mạng cho minh tâm. Chấp quang kỳ hỏi huyền giặc đế quân hử lạnh, ta bán mạng cho huyền giặc ta bán mạng cho vô số dân chúng nơi này nói thật hay chấp quang kỷ đi về phía trước khí thế trên người càng lúc càng cường thịnh nếu như thái hư muốn hy sinh cả huyền giặc để đảm bảo cân bằng thì ngươi nguyện ý sao huyền giặc đế quân lắc đầu đáp đương nhiên không nguyện ý vậy ngươi còn to tiếng ở đây cái gì bản đế quân không cho rằng mình là kẻ đại nghĩa huyền giặc và chiêu dương ở phía bắc như triệu và cường ngữ ở phía nam bốn phương tạo thành thế cân bằng bất kỳ bên nào xảy ra chuyện cũng sẽ khiến thiên địa dung chuyển hắc đế dừng lại một chút nhìn lên bầu trời trong xanh vạn dặm mà nói thiên khải chi trụ đôn tang đã sập những trụ khác còn chống được bao lâu huyền giặc đế quân không quá thích chủ đề trời sập bè nói ngươi đã không còn ở thái hư cho dù trời sập thì cũng liên quan gì đến ngươi hắc đế lắc đầu bản đế tuy đã rời đi nhưng sâu trong lòng vẫn luôn hy vọng thái hư có thể trở nên ngày càng tốt đẹp nếu thái hư sập bản đế sẽ không còn nhà để về huyền giặc đế quân cẩn thận quan sát hắc đế thấy biểu tình hắn nghiêm túc không có vẻ gì là đang đùa giỡn bèn nói ngươi còn định trở lại thái hư đồng thời trong lòng hắn không khỏi mắng một câu muốn về thái hư thì đến thánh điện mà gây sự chạy tới huyền giặc làm gì chấp quang kỷ rất thẳng thắn cười mấy tiếng bản đế chưa từng từ bỏ ý định trở về thái hư vậy ngươi đi mà tìm thánh điện huyền giặc không chào đón ngươi huyền giặc đế quân phất tay áo trường hợp tiễn khách phía huyền giặc điện truyền tới ba động đặc thù từ chân trời có một đạo lưu tinh bay vọt tới đứng bên cạnh huyền giặc Đế quân trường Hợp không người đưa tay ra hiệu với Hắc Đế, mời ngài Hắc Đế không tức giận, ngược lại còn mỉm cười nói, bản đế đã tới thì sẽ không gấp gáp rời đi như vậy. Nói xong hắn bước lên một bước huyền giặc, đế quân biến sắc, dồn khí vào đan điền cao giọng nói, người muốn xông vào. Không khí chỉ trong phút chốc trở nên dương cung bạt kiếm trên đỉnh huyền giặc điện, một viên minh châu sáng lên Hắc Đế nhìn viên minh châu một lúc rồi dừng lại nói, bản đế có thể rời đi, nhưng mà phải lấy lại đồ của mình đã nơi này không có đồ gì của ngươi huyền giặc đế quân đáp là con heo rừng kia hắc đế chỉ tay về phía huyền giặc điện huyền giặc đế quân cười ha ha nói heo rừng đường đường là hắc đế mà lại không bắt được một con heo rừng lấy cớ này có phải quá qua loa rồi không hắn vừa định kiên quyết đánh trả hắc đế đã cười nói bản đế đã lưu lại ấn ký trên người hắn vậy ngươi tìm thử xem huyền giặc đế quân không hề buông lỏng cảnh giác hắc đế chấp quang kỳ nâng tay hắc sắc hồ điệp bay đầy trời rồi chui vào từng ngóc ngách để truy tung heo rừng bỗng nhiên cách đó không xa trên một cây cổ thụ truyền tới tiếng mắng, ngươi mới là heo rừng, cả nhà ngươi đều là heo rừng. Vù bóng người kia vọt vào đại điện. Đám người mộng bức không thôi Huyền Giặc Đế Quân cao mày nói, heo rừng biết nói chuyện à? Hắc Đế cười đáp, chẳng lẽ không phải. Huyền Giặc Đế Quân quay đầu nhìn về phía thân ảnh kia, đúng là có chút giống heo rừng thật, nhưng người này hiển nhiên là một tên tu hành giả sao người này lại chạy tới Huyền Giặc điện? Huyền Giặc Đế Quân hỏi người bên cạnh Hắc Đế đáp, là vãn bối truy kích hắn bất đắc dĩ chạy tới huyền giặc hắc đế nói bổ sung, nếu không giao ra người này, bản đế tuyệt đối sẽ không rời đi bản đế quân làm sao biết người này có phải, do ngươi cố ý phái tới, hay không? Ngươi muốn dùng lý do này để tiến vào huyền giặc. Hắc đế lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều năm ngón tay hắc đế phát sáng, hắc sắc hồ điệp hóa thành lưu quang, không gian vạn vẹo ba động. Phía huyền giặc điện phát ra tiếng kêu thảm thiết hắc đế trầm giọng nói, bản đế đã lưu lại ấn ký, không ai có thể trốn được ngươi cho rằng trốn trong huyền giặc, thì sẽ thoát khỏi tay bản đế chỉ cần bản đế động một ngón tay ngươi sẽ tan thành cho bụi bản đế đếm đến ba nếu ngươi còn không ra mẹ nó tiếng mắng truyền ra oang oang ngươi đúng là đồ ác độc chư hồng cộng không hiểu mình đã bị đánh dấu ấn ký từ bao giờ rơi vào đường cùng hán đành bay lên không trung đám người nhìn sang bộ dạng chật vật của chư hồng cộng đúng là không thể chịu nổi lão tử tới từ thánh điện phụng mệnh thánh điện đi chấp hành nhiệm vụ các ngươi dám động vào lão tử chư hồng cộng nghiến răng nghiến lợi nói thánh điện không uy hiếp nổi bản đế hắc đế trầm giọng nói ha ha Bớt có giả vờ, ngươi mới là kẻ sợ hãi thánh điện hơn ai hết." Trư Hồng Cộng chỉ tay vào mặt Hắc Đế, hung ác nói ngươi mà dám động đến ta, đại đế nhà ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Hắc Đế nhíu mày không biết con hàng này nói thật hay giả, nhưng thánh điện và minh tâm, đúng là không dễ trêu chút nào loại người chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng này, sao lại có được hạt giống thái hư. Huyền Giặc Đế Quân kỳ quái nhìn Trư Hồng Cộng, không rõ người này là ai hắn vừa định mở miệng, Hắc Đế đã trầm giọng nói: vậy thì để thánh điện tự mình tới tìm bản đế năm ngón tay co lại ấn ký khóa chặt lực lượng cường đại trói buộc chư hồng cộng đem hắn bay về phía hắc đế huyền giặc đế quân vốn định ngăn cản không ngờ chấp quang kỷ lại dùng toàn lực ứng phó không tiếc vận dụng lực lượng cường đại để bắt chư hồng cộng chư hồng cộng không cách nào phản kháng bị trói gô đến trước mặt hắc đế ngươi ngươi trong mắt chư hồng cộng lóe lên vẻ hung ác nhưng một giây sau đã biến thành gương mặt đau khổ buồn bã hiểu lầm hiểu lầm vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi tiền bối, ngài là đại nhân đừng chấp tiểu nhân, có thể thả ta ra không? Ta nhất định sẽ nói tốt về ngài trước mặt đại đế. Hắc đế, hình tượng nhân tài còn sót lại chút ít, trong lòng hắc đế đã ẩm ẩm sụp đổ hiện tại hắn, chỉ muốn đạp cái tên phế vật này ra thật xa, nhưng vẫn cố nhịn xuống chấp quang kỷ chắp tay nói với huyền giặc đế quân, bản đế không quấy dày nữa không tiễn huyền giặc, đế quân cũng chẳng muốn nhúng tay vào mâu thuẫn giữa hắc đế và thánh điện làm gì, còn ước gì bọn hắn đánh nhau to ngay lúc hắc đế vừa định xoay người rời đi, tiếng đàn du dương bỗng từ xa chuyển đến tiếng đàn êm tay từ từ phiêu đãng trong không trung lan tràn ra khắp mọi không gian tên tu hành giả đứng bên cạnh hắc đế thấp giọng nói là nha đầu kia là nàng hai mắt hắc đế sáng lên người chắc chứ thuộc hạ chắc chắn mười năm nay thuộc hạ vẫn luôn nghe ngóng và bí mật quan sát những người này hắc đế chấp quang kỷ gật đầu cười huyền giặc đế quân ngươi đúng là tham lam huyền giặc đế quân không thèm để ý tới hắc đế mà xoay người rời đi hắn đã nhận ra hắc đế có chút âm mưu hắc đế nhìn về phía viên minh châu trên đỉnh huyền giặc điện ông pháp thân mở ra tòa hắc sắc pháp thân khổng lồ lấp lánh che khuất cả bầu trời tiếng đàn lập tức im bặt hắc đế nhanh như thiểm điện lao về phía huyền giặc điện huyền giặc đế quân quát lớn ngươi đừng khinh người quá đáng hắn lách mình bay tới đỉnh huyền giặc điện điều động viên minh châu bắn quang mang ra bốn phía ý đồ bức lui hắc đế hắc đế trầm giọng nói đế quân cũng chỉ là đế quân phá đại thủ như thiên đánh vào bình huyền giặc điện bình chướng mở ra một lỗ hổng trong dây lát hắc đế chấp quang kỷ lập tức vọt về phía tiếng đàn cùng lúc đó tiểu diên nhi và hải loa đang luận đạo gầy đàn trên lầu các tiếng đánh nhau làm các nàng nghi hoặc nhìn lên vừa định đứng lên tìm tòi thực hư thì một lực hút cường đại xuất hiện hút lấy hai người hải loa cửu sư tỷ hai người tóm chặt lấy nhau cố gắng dãy dụ đúng lúc này đạo đồng lách mình xuất hiện đánh ra một đạo sóng gợn chấn bay toàn bộ lực hấp dẫn thân hình tiểu diên nhi và hải loa rốt cuộc cũng dừng lại đạo đồng ngăn ở trước mặt hai nàng tiểu Diên Nhi kỳ quái nói, "Tiểu Đạo Đồng, sao ngươi mạnh như vậy?" Đạo Đồng không quay đầu lại đáp, "Ta thích lặng lẽ tu hành." Tiểu Diên Nhi cười nói, "Không ngờ đó nha, Huyền Giặc đúng là nơi ngọa hổ tàng long." Đạo Đồng nhìn lên không trung giọng chấp quang kỳ vọng tới, thì ra Huyền Giặc điện có cao nhân không ngại ra đây gặp mặt một lần chứ. Huyền Giặc Đế Quân lăng không cười nói, "Ngươi cũng xứng, có thể để Huyền Giặc Đế Quân coi trọng, bản đế lại càng thêm hiếu kỳ người này là ai, ngay cả bản đế cũng không xứng gặp." đạo đồng tiểu diên nhi và hải loa bay ra khỏi lầu cát xuất hiện tại tầng trời thấp nhìn về phía pháp thân đen như mực kia đạo đồng thấp giọng nói là hắc đế các ngươi hãy tránh đi trước tiểu diên nhi bây giờ không còn là tiểu cô nương điêu ngoa tùy hứng ngày xưa nữa nàng kéo cánh tay hải loa gật đầu nói chúng ta đi sư muội đứng cách đó không xa chư hồng cộng đột nhiên kêu lên a tiểu diên nhi giật mình quay đầu nhìn lại chư hồng cộng hô to là ta bát sư huynh của các muội đây sư muội mau cứu ta Đạo đồng quay đầu lại hỏi, ngươi nhận ra người kia. Tiểu Diên Nhi đột nhiên xua tay nói, không quen chư hồng cộng. Hắc đế nói, mặc kệ các ngươi có quen biết, hay không đều phải đi theo bản đế đạo đồng ngẩng đầu nhìn trời. Thản nhiên nói, chấp quang kỷ, ngươi còn có gan trở lại thái hư. Huyền giặc đế quân, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa, đều kỳ quái nhìn đạo đồng dũng khí này đúng là khó có được nha. Hắc đế nói, một đạo đồng nho nhỏ cũng dám nói xem vào. Cút! Hắc đế phất tay vung ra một đạo sóng âm lúc này, Đạo đồng mới nhớ tới thân phận của mình bây giờ không phải là thượng trương đại đế. Nếu hắn xuất thủ thì sẽ lập tức bị bại lộ, không còn cơ hội ở bên nữ nhi thôi, vì nữ nhi, ta nhị. Sóng âm đánh tới, đạo đồng ngửa mặt bay ra ngoài tiểu diên nhi lầm bầm nói, còn tưởng ngươi lợi hại lắm, hóa ra chỉ đến thế này. Đạo đồng, đạo đồng che ngực giả vờ đau đớn khó chịu hắc đế chấp quang kỳ thản nhiên nói, mời cao nhân ra đây cho bản đế gặp mặt một lần cả huyền giặc, điện yên tĩnh không người hồi đáp đạo đồng rất muốn nói, cao nhân kia chính là bản đế nha, nhưng nghĩ tới hải loa hắn đành thôi mời cao nhân ra gặp bản đế một lần chấp quang kỷ lại truyền âm nói lần này âm thanh của hắn vang vọng khắp huyền giặc điện hơn ngàn huyền giáp vệ và đám thủ vệ huyền giặc điện đều cao mày nhìn về phía tòa hắc sắc pháp thân như lâm đại địch đáng tiếc vị cao nhân kia vẫn không xuất hiện hắc đế thở dài lắc đầu huyền giặc đế quân thủ đoạn dọa người của ngươi đã đề cao không ít tòa pháp thân di chuyển về phía trước bản đế đã nói đế quân chỉ là đế quân dù là lúc nào bản đế cũng có thể khiến ngươi thần phục mái tóc pháp thân dài như sóng ngợn, tản ra lực lượng cường đại. Sau lưng pháp thân xuất hiện hắc sắc vầng sáng thánh nhân có thánh nhân chi quang, đạo thánh có quang mang càng cường đại hơn, mà đến trí tôn sẽ hóa thành vầng sáng vô cùng trói mắt tâm cảnh, và ý chí của tu hành giả cấp thấp khi đối mặt với vầng sáng trí tôn, đều sẽ bị chinh phục chấp quang kỷ. Phía huyền giáp điện bỗng chuyển đến một giọng nói lãnh đạm hắc đế. Đám người quay đầu nhìn lại thân ảnh lục châu đột ngột xuất hiện ở giữa trời lục châu, vốn đang ở trong đạo trường tham ngộ thiên thư trước đó hắn có cảm thấy bên ngoài ầm ĩ nhưng không để ý tới cho rằng huyền giặc đế quân có thể xử lý được không ngờ người tới là chấp quang kỷ lục châu thản nhiên nói kẻ quấy giày lão phu tu hành chính là chấp quang kỷ nhà ngươi hắc đế nhíu mày hỏi vừa rồi người ngăn trở thủ đoạn của bản đế là ngươi vừa dứt lời chư hồng cộng đã kêu to sư phụ sư phụ là đồ nhi nè cứu mạng đồ nhi hu hu lục châu nhìn chư hồng cộng toàn thân đều là bùn đất kẽ nhớ mày tiểu diên nhi dụi dụi mắt rồi hô lên là bát sư huynh sao a à, thật là bát sư huynh nha vừa rồi toàn là bùn ta không thấy rõ ràng xin chào bát sư huynh Chư hồng cộng kích động đến chảy nước mắt sư phụ sư muội ta nhớ mọi người muốn chết luôn mau bảo hắn thả ta ra đi chấp quang kỷ nghe vậy xoay người nói vừa rồi ngươi luôn mồm nói mình chỉ nghe lệnh thánh điện thần phục minh tâm sao bây giờ lại như thế muốn mượn gió bẻ mang à nói hưu nói vượn sao ta lại là loại người như thế được chớ có ly gián tình cảm sư đồ chúng ta thả ta ra mau. Trư Hồng cộng hét lớn hắc đế nhìn về phía Lục Châu bất đắc dĩ thở dài nói bản đế cảm thấy bi ai thay cho ngươi Lục Châu nhàn nhạt, nhạt nói ngươi đã không coi trọng hắn vậy thả hắn ra đi e là không được hắc đế đáp lý do trên người hắn có hạt giống thái hư lý do này còn chưa đủ thẳng thắn những lời lấy cớ hoa mỹ hay giải thích rông dài cũng không có ý nghĩa Lục Châu gật đầu nói rất thẳng thắn nhưng mà ngươi vẫn phải thả hắn hắc đế là người duy nhất trong bốn vị đại đế không có được người nào sở hữu hạt giống thái hư trong lòng rất không cân bằng trong một khoảng thời gian dài hắn vẫn luôn nghĩ cách cướp người từ tay các đại đế khác nay vất vả tóm được chư hồng cộng đương nhiên không có khả năng thả đi chấp quang kỷ nhìn vị cao nhân trước mặt cười nói hắn là đồ đệ của ngươi nhưng lại hiệu lực cho thánh điện loại người hai mặt này để bản đế thay ngươi thanh lý môn hộ chuyện được đọc bởi kênh haleji audio lục châu lắc đầu lão phu muốn xử trí hắn thế nào không đến lượt ngươi chỉ tay năm ngón càng không có tư cách nhúng tay lão phu chỉ hỏi một câu, có thả người hay không? Uy hiếp bản đế. Chấp quang kỷ nhíu mày huyền giặc đế quân cảm thấy không khí hết sức căng thẳng, nghĩ tới tu vi lão sư còn chưa trở lại đỉnh phong. Nếu thật sự đánh nhau thì rất dễ bị bại lộ thân phận, kéo theo đám người thánh điện để mắt tới. Hắn bèn nói xen vào, chấp quang kỷ, khuyên ngươi một câu, tốt nhất, nên thu tay lại chỉ sợ ngươi chịu không nổi thủ đoạn của lục các chủ đâu hắc đế. Sống đến từng tuổi này cũng chưa bị ai dọa bao giờ, bật cười nói, vậy bản đế phải lĩnh giáo một phen đến cũng đến rồi nếu không thử giao thủ, mà đã nhận thua rời đi thì hắn không phải là, hắc đế huyền giặc đế quân hừ một tiếng, người hãy suy nghĩ cho kỹ ở trước mặt lục các chủ, dù là lão gia hòa thượng trương kia, cũng phải lễ nhượng ba phần nếu quá phận sẽ khiến đám người thánh điện, chú ý tới nơi này đây là thái hư, không phải nơi hắc đế ngươi có thể diễu võ dương oai đạo đồng. Liên quan gì ta? Hắc đế nhíu mày nhìn lục châu, ý đồ muốn cảm ứng tu vi đối phương nhưng chỉ thấy một đại dương minh mông không cách nào phán đoán chính xác trong lòng hắn, cũng rất hồ nghi nếu thượng trương thật sự cũng phải lễ nhượng người này thì hẳn đây, phải là đại nhân vật, tại sao hắn chưa từng nghe nói tới. Thế là hắc đế khinh thường nói, trong thái hư, số người lọt được vào mắt bản đế không tới một bàn tay ngươi là ai chứ. Vầng sáng trí tôn trên người hắc đế càng lúc càng cường thịnh, gần như bao trùm toàn bộ không trung kỳ thực lục châu, cũng không muốn giao thủ với đại trí tôn, và thiên trí tôn thứ nhất là vì tu vi hắn còn chưa đủ nghiền ép đối phương, thứ hai là vì sợ bại lộ thân phận thật sự nhưng sự tình phát triển không quá thuận lợi lục châu không trả lời câu hỏi của chấp quang kỷ mà nói chỉ bằng ngươi vừa nói xong lục châu hóa thành lưu tinh tay cầm vị danh đâm xuyên chín tầng mây đám người ngừng thở không ai ngờ được lục châu lại đột ngột xuất thủ ai nấy đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời sắc mặt hắc đế trở nên ngưng trọng lòng bàn tay đẩy về phía trước ẩm trong khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào lòng bàn tay hắc đế lực lượng không gian trở nên vạn vẹo huyền giặc đế quân cực kỳ hoảng sợ hiệu lệnh cho đám người huyền giặc điện lui về sau thật xa thượng trương đại đế lăng không bay lên bảo hộ trước người tiểu diên nhi và hải loa đưa các nàng lùi về phía sau xoẹt em thanh bén nhọn kích thích màng nhĩ đám người ai cũng phải đưa tay lên bịt tay lại hắc đế nhíu mày nhìn vị danh kiếm hư cấp trên mũi kiếm xuất hiện lam sắc điện hồ như du long rồng lượn hạ. trực giác nói cho hắc đế biết thứ này rất nguy hiểm thân ảnh hắn lập tức lấp lóe trong chớp mắt xuất hiện cách đó ngàn mét giam cầm hắc đế hét lớn một tiếng, âm thanh như kinh lôi dập dờn tản ra bốn phía. Trong phương viên ngàn mét xuất hiện một không gian bị giam cầm, hắc sắc bình chướng vây bọc ở xung quanh hắc đế vỗ ra một trưởng, đáng tiếc đánh hụt lục châu và vị danh kiếm, đồng thời biến mất chân đại na di ở đây này. Trên đỉnh đầu ngàn mét cũng chính là phần rìa của không gian bị giam cầm, lục châu cầm kiếm đứng giữa trời lực lượng thiên tướng và lực lượng thiên đạo, bắn ra thiểm điện, đâm thủng khu vực giam cầm oanh. Ngươi, rốt cuộc là ai? hư ảnh hắc đế vọt lên, lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Châu, mà lúc này, trong không gian đã hiện ra từng đóa hắc lên ngăn trở tầm nhìn của mọi người sư phụ. Tiểu Diên Nhi hô to một tiếng huyền giặc, đế quân kinh ngạc nhìn phong gian giam cầm kia lão sư. Vậy mà có thể giao thủ với đại đế rồi. Đây chính là hắc đế chấp quang kỳ đại danh đỉnh đỉnh nha. Oanh! Lại một âm thanh va chạm vang vọng giữa thiên địa, không gian giam cầm khoách trương ra gấp trăm lần. Cả huyền giặc, đều bị một màu đen u ám bao trùm hết bầu trời hắc đế trầm giọng nói người đã bị bản đế giam cầm tiểu trí tôn trung quy cũng chỉ là tiểu trí tôn vô số hắc liên bay lượn trong không gian lục châu xuyên toa giữa đám hắc liên không lui mà tiến ngược dòng hắc đế vừa định ra tay đã cảm thấy thời gian đột nhiên bị chỉ hoãn sau đó ngừng lại rồi tua ngược về trước hắn kinh ngạc hô lên quy tắc thời gian thời gian một khi bị khống chế các loại quy tắc khác chỉ có thể cúi đầu đứng phía sau nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để phá vỡ thời gian trói buộc hắc đế nổi giận gầm lên một tiếng hắc sắc cầm bào trên người tung bay hai tay giang ra cùng lúc đó vị danh kiếm cũng lặng yên đâm tới phá một kiếm giữa trời đâm thẳng vào lồng ngực hắc đế hắc sắc pháp thân xuất hiện ngăn ở phía trước hắc đế tránh thoát thời gian trói buộc dùng hai tay kẹp vị danh kiếm lại ngươi phá không được hắn mỉm cười nói không ngờ tiểu trí tôn lại có thể phát huy ra uy lực bậc này bản đế thừa nhận ngươi có chút bản sự nhưng mà còn chưa đủ. ầm hai tay hắn xoay ngang, cưỡng ép vị danh trở nên vặn vẹo vị danh, lại biến thành hình thái ban đầu là một hòn đá màu xám xịt lục châu phất tay, vị danh trở về trong tay hắn trong vòng ba chiêu, lão phu tất giết ngươi. Lục châu cao giọng nói vù thời chi xa lậu bay ra định. Nếu nói trước đó hắc đế tin chắc người trước mặt chỉ là một tiểu trí tôn, thì khi thời chi xa lậu xuất hiện, con người hắn đột nhiên co rụt lại, toàn thân chấn động, thanh âm run run hỏi, đồ vật của lão ma đầu. Thời chi xa lậu quá đặc thù, năng lực đình chỉ thời gian khiến nó trở thành thần vật đỉnh cao lam sắc điện hồ như nước chảy xuôi khắp bốn phương tám hướng hắc đế lập tức tránh né nhưng thời gian vốn chính là quy tắc cường đại nhất trên đời này không có ai tránh khỏi bị thời gian ăn mòn đây là chân lý bất biến của tu hành giới hắc đế bị ngưng đọng ở giữa không trung lục châu truyền tất cả lực lượng thiên tướng và lực lượng thiên đạo vào một trưởng tuyệt thánh khí trí ngũ chỉ như sơn tỏa ra lam sắc điện hồ bay về phía hắc đế đập ầm ầm vào lồng ngực hắn gần như cùng lúc đó hai mắt hắc đế trợn trừng lên thân thể tránh thoát sự khống chế của thời chi xa lậu kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến hắn làm ra phản ứng chính xác nhất hắn lăng không bay về sau hai tay không ngừng vung ra hắc quang trùng thiên liên tục chống cự lại trường ấn đáng sợ kia một trường này chấn vỡ không gian giam cầm chỉ trong khoảnh khắc hắc đế đã bay ra xa ngàn mét thời gian khôi phục thời khắc mấu chốt hắc đế không thể không đánh ra đạo lực lượng bành chứng tạo thành bát quái đạo ấn vầng sáng bao phủ bầu trời đánh nát tất cả lực lượng một trường tuyệt thánh khí trí mới miễn cưỡng kết thúc tầm nhìn trở nên rõ ràng đám tu hành giả bên dưới, ngây người, người nhìn cảnh tượng này, trong mắt bọn hắn, Lục Châu chỉ dùng một chiêu nhẹ nhàng đã đánh bay Hắc Đế. Hắc Đế đứng yên không nhúc nhích, hàng chân mày thẳng thành một đường, hai mắt nhìn chừng chừng Lục Châu sư phụ uy vũ. Sư phụ thần công cái thế, thiên hạ vô địch. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy chư Hồng cộng đang bị trói, như bánh trưng vừa dãy dụa vừa hò hét cảm nhận được ánh mắt đám người, tiếng kêu của chư Hồng cộng càng ngày càng thấp hắn xấu hổ cười một tiếng, kìm lòng không được, thứ lỗi, thứ lỗi. Cùng lúc đó hư ảnh lục châu lóe lên, chân đại Nazi giúp hắn xuất hiện ngay trước mặt hắc đế hai mắt hắc đế mở to, biểu tình càng thêm ngưng trọng hắn làm sao làm được. Bản đế xem nhẹ ngươi rồi hắc đế hít sâu một hơi lục châu không thèm trả lời, thản nhiên nói, chiêu thứ hai hả? Lục châu bay lên cao, động tác như nước chảy mây trôi hắc đế co mày nhìn theo, dưới chân xuất hiện một tòa hắc liên khổng lồ đám người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong tay lục châu, xuất hiện một vòng xoáy cỡ nhỏ lần trước đánh giết thánh hung lục châu thu được một số điểm công đức hiện tại dùng hết để mua một tấm một kích trí mạng càng về sau này hệ thống càng ít tác dụng cũng không mấy khi phát ra thông báo nữa đúng như lúc để thăng quyền hạn có nói khi lục châu cảm ngộ thiên tự quyển sâu hơn thì hệ thống sẽ càng trở thành một bộ phận của lực lượng thiên đạo đây không phải tổn thất mà là hắn càng thêm mạnh mẽ thẻ một kích trí mạng hóa thành kim sắc lực lượng như kim long mang theo lực lượng đỉnh phong của ma thần một kích này kế thừa toàn bộ ý chí của ma thần trước đó hai mắt hắc đế tóe lửa tản ra quang mang đen nhánh hai tay giao nhau bản đế không thua một viên minh châu đen đến cực hạn xuất hiện ở giữa hắc sắc pháp thân hắc đế nhìn kim long đang đánh tới quát lớn tới đi hoàng kim cự long đâm vào người hắc đế thiên địa chấn động không gian vặn vẹo sụp đổ oanh hắc sắc pháp thân nở rộ quang hoa ra sức trèo chống lực lượng của kim long kim long cường hoành đến không thể địch nổi mỗi lần di chuyển là đại địa rung động không gian xé rách đám người không thể không lùi lại để tránh bị thương tu vi sư phụ sao lại mạnh đến thế rồi tiểu diên nhi kinh ngạc nói ta cũng không ngờ vốn cứ tưởng sư phụ chỉ là đạo thánh như chúng ta hải loa nói tiểu diên nhi vừa mừng vừa sợ lại bắt đầu phàn nàn sư phụ làm chúng ta lo lắng muốn chết đạo đồng thu hồi tâm tư rung động thấp giọng hỏi đây thật sự là sư phụ của các ngươi hỏi nhảm tiểu diên nhi lườm hắn một cái đạo đồng vốn định truy hỏi nhưng nghĩ lại điều đó sẽ bại lộ rất nhiều tin tức nên đành thôi kỳ thực mặc kệ đối phương là ai hay có mục đích gì chỉ cần nữ nhi của mình sống tốt là được hắn còn muốn truy cứu cái gì huống hồ gì hắn cũng không có tư cách truy cứu thân phận vào bối cảnh của ân nhân huyền giặc đế quân xem chiến mà tâm tình kích động không nói nên lời trường hợp đứng cạnh thấp giọng hỏi không phải người này chính là bạch đế đó chứ oanh kim long khổng lồ đâm xuyên qua hắc sắc pháp thân hắc đế vội vàng chập tay lại há miệng nuốt trừng thiên hồn châu vào bụng pháp thân hóa thành hư ảnh tiêu tán giữa thiên địa kim long bay xuyên qua phía sau lưng hắc đế trăm mét rồi tự động tiêu tán hắc đế khẽ ngẩng đầu nhìn về phía lục châu phiêu phủ trên không trung dáng vẻ vẫn vân đạm phong khinh như chẳng tiêu tốn bao nhiêu sức lực mà hắn thì đã tóc tai rối bời trường bào rách nát sắc mặt tái nhợt không ai mở miệng không ai di chuyển cũng không ai dám tiến lên xem tình hình chiến đấu thế nào chỉ dám đứng tại chỗ nhìn về phía hai người hắc đế là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng ngươi ngươi không phải tiểu trí tôn rốt cuộc ngươi là ai lục châu hờ hững nhìn hắn khinh thường nói đón đỡ một chiêu này của lão phu còn có thể bình an vô sự chỉ là kim long còn chưa làm gì được bản đế hắc đế hừ lạnh một tiếng lão phu đã từng nói trong vòng ba chiêu sẽ giết ngươi hiện tại đã xong hai chiêu lục châu nhắc nhở hắc đế trầm giọng quát đừng nói ba chiêu cho dù là mười 10 chiêu một trăm chiêu ngươi cũng không thắng được bản đế lục châu vươn tay ra hắc đế đột nhiên ngẩng đầu nói nhưng mà trước đó bản đế muốn biết ngươi rốt cuộc là ai nhân sĩ kim liên vô danh tiểu tốt lục châu đáp tại kim liên đúng là lục châu rất huy hoàng nổi danh thiên hạ nhưng ở thái hư thì quả thật là vô danh tiểu tốt hắc đế bật cười ha hả ngươi cho rằng bản đế dễ bị lừa gạt như vậy bản đế nhận ra món đồ kia thời chi xa lậu nghe hắn nhắc tới thời chi xa lậu lục châu cũng không kỳ quái nhạc kỳ vốn là ngự thú sư thái hư tuy hắn sử dụng vật này nhưng đáng tiếc lại không thể phát huy ra thực lực chân chính của nó để cho hắn dùng là lãng phí của trời hắc đế nói làm sao ngươi lấy được thứ này từ tay nhạc kỳ lục châu thản nhiên đáp giết là được hắc đế không nhịn được vỗ tay nói hay cho câu giết là được ngươi lớn mật như thế không sợ thái hư truy cứu trách nhiệm còn huyền giặc đế quân ngươi chứa chấp trọng phạm bản đế đúng là háo hức muốn đến thánh điện để tố cáo ngươi đây huyền giặc đế quân nhíu mày đó vốn là đồ của lão sư mà oan ức muốn chết lục châu lắc đầu trầm giọng nói xem ra hôm nay lão phu không thể để ngươi còn sống rời đi chỉ có người chết mới, không đi cáo trạng lung tung Hắc Đế cũng lắc đầu, không kiêu ngạo không tự ti nói, ngươi nghĩ nhiều bản đế làm việc quang minh lỗi lạc, khinh thường làm loại chuyện đê tiện như thế nói xong hắn đè thấp giọng, ngươi muốn giết bản đế là không dễ dàng như vậy bản đế bế quan nhiều năm, thần công sơ thành, lĩnh ngộ đại đạo quy tắc nếu không phải vì e ngại thương sinh ở huyền giặc, vừa rồi ngươi vốn không có cơ hội xuất thủ. Lão phu cũng chỉ mới dùng ba thành lực lượng mà thôi, Lục Châu nói Hắc Đế không cho là đúng, cười nói, người không dám, toàn lực ứng phó cuộc chiến cấp đại đế sẽ khiến đại đạo quy tắc bị dao động, thiên đạo sụp đổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng ở thái hư thiên khải chi trụ, mà sập thì thái hư cũng ngã, đến lúc đó vô số sinh linh đều tử vong hơn nữa, dù không đến mức đó thì thánh điện cũng sẽ không tha cho người người cảm thấy. Mình có thể chiến thắng minh tâm sao? Lục Châu bày ra vẻ không quan tâm thánh điện, đến hay không thì chẳng liên quan gì lão phu chỉ cần giải quyết ngươi là được hắc đế, Nhíu mày lúc này đám thuộc hạ của hắn cũng đã bay tới bên cạnh, nhìn Lục Châu như lâm đại địch hắn suy nghĩ một chút rồi nói, thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành, ngươi cho là bản đế sợ ngươi. Trong tay Lục Châu xuất hiện vị danh kiếm, không gian rung động đám người lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng căng thẳng cực kỳ huyền giặc đế quân liên tục lắc đầu, trong lòng rất không muốn nhìn thấy chiến đấu cấp bậc đại đế nếu đánh thật, chỉ sợ trời cũng sập mất nhưng cũng không thể thả hắc đế đi như thế xoắn suýt, mâu thuẫn lúc này đạo đồng đứng chắn trước người tiểu diên nhi và hải loa bỗng nhiên lên tiếng hay là hai người đều lui một bước đi soạt tất cả mọi người đều nhìn về phía đạo đồng người này là ai lại dám nói xen vào đúng là không cần mạng không sợ bị cắt mất lưỡi à đế quân còn chưa nói chuyện sao tới lượt một đạo đồng như hắn đúng là gan to bằng trời sắc mặt đạo đồng vẫn thản nhiên không vì mấy tiếng nghị luận khó nghe mà tức giận hắn chỉ là không nhịn được mà nói một câu đúng lúc này hắc đế bỗng nhìn về phía đạo đồng giọng điệu vẫn ngoan lệ bá khí như trước bản đế nể mặt ngươi, tha cho huyền giặc một con đường sống. Nói xong hắn phất tay áo xoay người. Mười tên thuộc hạ. Hắc đế đạp không hành tẩu như dẫm trên đất bằng đại đế bệ hạ. Người. Người. Tên thủ lĩnh chỉ tay về phía chư hồng cộng, lắp bắp hỏi hắc đế không quay đầu lại mà nói. Rất ít người có thể đánh ngang tay với bản đế bản đế nể mặt ngươi. Trả hắn lại cho người đó nói xong, hắc đế hóa thành một đạo lưu tinh bay vọt, về phương xa mười tên thuộc hạ hoang mang nhìn đám người, sau đó đạp không đuổi theo trên không trung. Lục Châu nhìn theo bóng bọn hắn rời đi, không hề ra tay ngăn cản. Hồi lâu sau hắn mới mở miệng, để mặt thương sinh khắp huyền giặc. Lão Phu cũng tha cho ngươi một con đường sống nói xong bàn tay nắm lại. Lam sắc điện hồ hoàn toàn biến mất cùng lúc đó, tại biên giới huyền giặc hư. Ảnh hắc đế xuất hiện, đáp xuống một ngọn sơn phong hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Đan điền khí hải bạo loạn, khí huyết sông lên đầu hắn vỗ ra một trường oanh. Tòa sơn phong bị một trường đánh nát lực lượng cuồng loạn bên trong kỳ kinh bát mạch, rốt cuộc được tống ra ngoài, Hắc Đế thở phào một hơi, thấp giọng nói: Nguy hiểm thật danh tiếng của Hắc Đế ở phía bắc vô tận hải ai ai cũng biết, là một trong ngũ đế trong thiên hạ một trăm ngàn năm trôi qua, hắn bế quan rất lâu rất dài. Tu Vi cũng tiến bộ thêm một bước từ sau khi Minh Tâm đăng đỉnh, ngũ đế không còn vị trí gì ở Thái hư, phải rời ra thất lạc chi địa mà thập điện cũng bị thánh điện cố ý dìm xuống, trăm ngàn năm qua không có ai quá nổi bật xuất hiện cho nên Hắc Đế vẫn rất có lực uy hiếp hôm nay hắn trở lại huyền giặc ngoại trừ để cướp đoạt người có hạt giống thái hư thì còn muốn tuyên cáo một điều hắc đế chấp quang kỷ hắn muốn trở về đáng tiếc kế hoạch này lại thất bại trong tay người đó sau khi tống khứ lực lượng cường thế của lục châu ra khỏi cơ thể thất khiếu hắc đế đổ máu không ngừng thổ nạp nguyên khí vì sao lại có bóng dáng của hắn trong lòng hắn rất không cam tâm đồng thời còn có nghi hoặc và kinh hãi tác phong làm việc thời chi xa lậu lại thêm một kích như lôi đình vừa rồi đều cực giống với vị cường giả hoành hành khắp thái hư trăm ngàn năm trước đại đế bệ hạ. Sau lưng, đám thuộc hạ cũng đã đuổi kịp tới hắc đế ngừng thở mạnh, đứng thẳng sống lưng lên, khí tức trở nên ổn định, máu trên mặt đều bốc hơi tiêu tán, tựa như vừa rồi không có gì phát sinh đại đế bệ hạ. Ngài, ngài không sao chứ? Tốc độ phi hành của hắc đế vừa rồi quá nhanh, cứ như là đang chạy trốn hắc đế hử lạnh một tiếng, uy nghiêm nói. Bản đế không muốn đại khai sát giới huyền giặc ỷ có thánh điện làm chỗ dựa, chúng ta không thể hành động lỗ mãng vậy người vừa giao thủ với ngài là ai thế, Kẻ đó quá lớn lối, chúng ta nên nhổ cỏ tận gốc Hắc Đế lắc đầu, tu vi kẻ đó kém xa bản đế, nhưng bản đế phát giác được Huyền Giặc còn có cao nhân khác cao nhân. Ánh mắt tên thủ lĩnh khẽ biến đại đế bệ hạ anh minh. Thuộc hạ vẫn luôn bí mật quan sát, cảm thấy Huyền Giặc có điểm nào đó là lạ nghe bệ hạ nói vậy mới hiểu, ra nhiều điều Hắc Đế, cười lạnh chỉ vào ngọn sơn phong vừa bị đánh nát bản đế tạm thời, để cho bọn hắn đắc ý một lần, nếu giết chết bọn hắn thì có khác gì thành toàn cho minh tâm, bản đế sẽ không mắc lừa bệ hạ nhìn xa trông rộng, thuộc hạ đúng là quá mức nông cạn. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Trước trở về nhược thủy đã, chờ thời cơ chín mùi, bản đế tất sẽ giết bọn hắn không còn một manh giáp truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Vâng thuộc hạ cảm thấy năm ngày sau là, thời cơ tuyệt hảo điện thủ chi tranh đã đến rất gần, thánh điện sẽ không có thời gian chiếu cố thập điện. Không hắc đế đưa tay lên, nghiêm túc nói, việc này phải bàn bạc lại kỹ hơn năm ngày quá ngắn vậy. 10 ngày. Tên thủ lĩnh thăm dò 5 năm, năm hắc đế nghiêm túc nói, trong 3 ngày tiếp theo bất luận kẻ nào cũng không được phép quấy dày bản đế. Vâng nói xong đám người bay ra khỏi địa phận huyền giặc, thân ảnh lóe lên rồi biến mất huyền giặc điện thân ảnh lục châu, đáp xuống đất nhẹ như lông hồng trương hợp thuận tay giải khai trói buộc cho chư hồng cộng, đồng thời hạ xuống chư hồng cộng phun ra một đám bùn, không thèm để ý tới ánh mắt khác thường của mọi người, hắn quỳ xuống thành kính lễ bái lục châu, đồ nhi bái kiến ân sư, ân sư lục châu bình tĩnh nhìn chư hồng cộng thản nhiên nói trong mắt ngươi còn có vi sư a à. chư hồng cộng ngẩng đầu lên oan ức nói ân sư người đang nói gì thế trong mắt đồ nhi không chỉ có ngài mà trong tim cũng có nha hoa ngôn xảo ngữ còn không mau đứng lên lục châu trầm giọng nói tạ ơn ân sư chư hồng cộng bò dậy nhè răng cười với mọi người huyền giặc đế quân có chút ngây ngẩn cả người hắn đi tới bên cạnh lục châu thấp giọng hỏi người này thật sự là đồ đệ của lục các chủ lục châu gật đầu thở dài nói nhiệt đồ không nên thân khó mà lên được nơi thanh nhã nào có nào có huyền giặc đế quân xua tay nói đại trượng phu co được giãn được mới thật là anh hùng bản đế quân lại cảm thấy người này rất có thiên phú chư hồng cậu giơ ngón tay cái lên với huyền giặc đế quân cảm động đến nước mắt tuôn rơi vẫn là huyền giặc đế quân hiểu ta vừa nói hắn vừa đi tới gần huyền giặc đế quân ngươi làm gì huyền giặc đế quân cảm thấy có chút không ổn cảm tạ ngài đã bênh vực lẽ phải nha ờ ừm Lúc này, Lục Châu lườm Chư Hồng cộng một cái rồi phất tay nói, người đi theo vi sư Đồ Nhi tuần mệnh sư phụ bảo Đồ Nhi đi hướng đông, Đồ Nhi tuyệt đối không đi về hướng tây. Chư Hồng cộng vừa khoa môi múa mép vừa lẽo đẽo đi theo sau lưng Lục Châu tiến vào đại điện, thấy sư đồ nhà người ta muốn nói chuyện riêng, không ai đi theo vào trong không bao lâu sau, trong đại điện chuyển ra tiếng kêu quỷ khóc sói gào thảm thiết vô cùng, đi kèm tiếng đấm đánh bôm bốp quá trình dạy dỗ kéo dài một khoảng thời gian ngắn, mới yên tĩnh trở lại đạo đồng cao mày quay đầu hỏi tiểu diên nhi và hải loa sư phụ các ngươi thường táo bạo như vậy sao trước đó tiếp xúc vẫn luôn cảm thấy hắn rất ôn hòa bình dị mà gần gũi nha tiểu diên nhi và hải loa gật đầu như gà mổ thóc nhưng sau đó cảm thấy không ổn lập tức lắc đầu hai nha đầu cứ như đã thương lượng xong hành động giống hệt nhau tiểu diên nhi nói có lẽ là bát sư huynh cảm động vì gặp sư phụ đó sư phụ đã rất lâu rồi không có đánh người rất lâu rồi không có đánh người đạo đồng tóm được lỗ thủng trong lời khai của nàng tiểu diên nhi chống nạnh hầm hừ ngươi thật phiền sao cứ hỏi lung tung này nọ đạo đồng ý thức được mình lại suýt làm lộ thân phận bèn xấu hổ cười không đáp huyền giặc đế quân hạ lệnh lệnh cho huyền giáp vệ thu dọn hiện trường không ai được phép chuyển chuyện này ra ngoài nếu có người vi phạm bản đế quân tuyệt không khoan dung vâng đám tu hành giả huyền giáp vệ lập tức tản ra ngoài dọn dẹp tàn cuộc trong đại điện lục châu đứng chắp tay nhìn chư hồng cộng toàn thân dơ bẩn chư hồng cộng sờ sờ vết thương trên mặt oan ức nói sư phụ người hiểu lầm đồ nhi rồi đồ nhi bán mạng cho thánh điện cũng là vì muốn giữ mạng thôi đó là diễn cho bọn hắn xem diễn lục châu nghi hoặc nhìn hắn chư hồng cộng gật đầu như gà mổ thóc đồ nhi xin thề nếu đồ nhi thật có lòng phản bội sư phụ đồ nhi đã không đến huyền giặc ngươi biết rõ vi sư đang ở đây lục châu hỏi không biết nhưng đồ nhi biết hai vị sư muội đang ở huyền giặc vậy ngươi đến đây làm gì thánh điện muốn đồ nhi điều tra xem huyền giặc điện có động tĩnh gì cắn cân công chính có thể cảm giác được bên này có ba động đồ nhi thật không ngờ lại gặp người ở đây đồ nhi còn tưởng là chư hồng cộng không dám nói tiếp tưởng là vi sư chết rồi lục châu nói hết câu giúp hắn đồ nhi không dám chư hồng cộng quỳ xuống đất nói ngày đó sư phụ đi cùng tứ sư huynh và không nguyên rời khỏi văn hương cốc sau khi xảy ra đại sự tứ sư huynh nói người không cẩn thận bị cuộc chiến giữa đồ duy đại đế và ma thần lan tới rơi vào vực sâu lão tứ nói đúng vậy, ma thần đúng là quá mức tàn ác, không phải là thứ gì tốt, còn dám đánh lén đoan một thánh nhân ở đôn tang. Chư Hồng Cộng nói như đúng rồi hửm. Lục Châu nhướng mày đây là do chính miệng đoan một thánh nhân nói với đồ nhi á. Lục Châu khiển trách, ma thần tàn ác hay không, cũng chẳng đến lượt người bình xét cả ngày chỉ biết nghe lời đồn đãi, không làm nên chuyện gì. Chát, Chư Hồng Cộng cấp tốc và miệng mình sư phụ dạy phải. Sau này lời người khác nói đồ Nhi chỉ nghe một chút, không thể tin tưởng. Lục Châu hỏi, người đã gặp đoan mộc điển, Chư Hồng cộng mỉm cười gật đầu, hắn đã về Thái Hư, còn rất chiếu cố Đồ Nhi Lục Châu, cũng gật đầu ngày đó đánh nhau với Đồ Duy đại đế một trận, Lục Châu thuận tay bảo vệ Đoan Mộc Điển về sau nhìn thấy bia mộ của mình, Lục Châu biết Đoan Mộc Điển vẫn còn sống, chỉ là không ngờ hắn đã trở lại Thái Hư như vậy cũng tốt, mọi người đều có thể chiếu cố lẫn nhau, Lục Châu hỏi, hiện tại hắn đang ở đâu? Sau khi đôn tang sụp đổ, thánh điện niệm tình hắn thủ hộ Thiên Khải chi trụ nhiều năm nên điều hắn đến Đồ Duy, điện nơi đó đang thiếu nhân thủ, Chư Hồng cộng đáp Đồ Duy điện Chư Hồng Cộng gật đầu, nhìn quanh một chút rồi nhẹ giọng nói với vẻ thần bí, "Sư phụ, hiện tại hắn đang làm việc dưới trướng Thất sư huynh hai mắt lục châu, có thần nhìn chằm chằm, chằm Chư Hồng Cộng không chuyển mắt, nhìn đến mức Chư Hồng Cộng phải run rẩy không thôi đồ nhi thể với trời, nếu có nửa lời dối trá thì thiên lôi đánh xuống." Chư Hồng Cộng lập tức giơ tay lên thề độc lục châu, không biết mình đã nghe bao nhiêu người nhắc tới thất sinh phán đoán của lão tứ và lão bát hoàn toàn ngược nhau, mà trông Chư Hồng Cộng cũng không có vẻ gì là dám nói dối hiện tại thất sinh đang ở đâu lục châu hỏi hắn đang là điện thủ đồ duy điện là người tổ chức điện thủ chi tranh chính hắn bảo chúng đồ nhi không được để lộ sự tồn tại của ngài tuân theo kế hoạch tranh đoạt chức điện thủ thập điện chư hồng cộng nói kế hoạch chính là kế hoạch điện thủ chi tranh hắn nói chỉ có trở thành điện thủ mới có tư cách làm điện chủ đồng thời lấy được trấn thiên sử và tiến vào không gian bên trong thiên khải chi trụ để lĩnh ngộ quy tắc tấn thăng trí tôn trấn thiên sử lục châu nghĩ tới trấn thiên sử lấy được từ tay vũ hoàng ở đại uyên hiến cho đến nay hắn vẫn không biết tác dụng của vật này là gì các ngươi tìm chấn thiên sử làm gì biểu tình của chư hồng cộng có vẻ sầu não vò đầu bứt tai đáp việc này phải hỏi thất sư huynh hắn nói là có tác dụng lớn thập đại thiên khải chi trụ ứng đối với thập đại chấn thiên sử về phần ích lợi là gì thì đồ nhi không biết ngài cũng biết tính thất sư huynh đó thường nói ra đủ loại kiến giải trên trời dưới đất huynh ấy nói cái gì mà trời sập rồi nhân loại gặp nguy cơ sớm tối muốn chư hồng cộng hiểu rõ mấy thứ này đúng là làm khó hắn phải rồi Chư Hồng Cộng đột nhiên hô lên, vỗ đùi nói, thất sư huynh đã có được 5 phần chấn thiên sử dựa theo tốc độ này, thì rất nhanh sẽ đầy đủ thôi 5 phần. Lục Châu kinh ngạc từ thái độ của Vũ Hoàng có thể thấy được thứ này, không phải là phàm vật, người tên thất sinh sao lại có năng lực cướp đoạt 5 phần chấn thiên sử. Chẳng lẽ hắn thật sự là lão thất phục sinh? Ba điện át phùng, chiên mông, cường ngữ là chủ động đưa tới, đồ duy điện thì hắn tự lấy được, sau khi đồ duy đại đế quy thiên, thất sư huynh chính là chủ nhân lớn nhất ở đó còn một phần nữa là, chư hồng cộng nhìn ra bên ngoài rồi thấp giọng thì thào sư phụ ta hoài nghi thất sư huynh và lam hi hòa có vấn đề vả miệng chát chư hồng cộng cực kỳ thành thạo và miệng mình chăn chát đồ nhi chỉ đoán mo không có chứng cứ rõ ràng sau khi có được năm phần chấn thiên sử thất sư huynh bảo đồ nhi tới huyền giặc để thăm dò thái độ của đế quân đây chẳng phải là làm khó đồ nhi sao lục châu khoanh tay nhìn chư hồng cộng nói ngươi có từng nghĩ nếu người này không phải thất sư huynh của ngươi thì các ngươi đều bị hắn lợi dụng rơi vào bẫy của hắn rồi không chư hồng cộng khẽ giật mình nửa ngày cũng nói không nên lời hắn phán đoán giống như bốn vị trưởng lão từ các loại dấu hiệu quen thuộc mà kết luận rằng người này là thất sư huynh trong số các đồng môn hắn ở cạnh tư vô nhai khá lâu nên tự nhận là mình rất hiểu tư vô nhai chỉ là nếu tất cả những điều trên đều là giả thì thất sinh luôn vô tình hay cố ý lộ ra mình là tư vô nhai nhưng lại chưa từng thẳng thắn thừa nhận thân phận đó không ai biết rõ nguyên nhân tại sao bây giờ nghĩ lại lời sư phụ nói cũng rất có lý ra hỏa này. Thì ra là đồ lừa gạt. Chư Hồng Cộng đột nhiên chửi ẩm lên, uổng cho ta một đời anh danh lại suýt bị tiểu nhân lừa dối Lục Châu nói. Bây giờ kết luận thì còn quá sớm ý của vi sư là, làm việc gì đều phải chuẩn bị sẵn đường lui, ngươi có hiểu không? Sư phụ dạy phải chư Hồng Cộng đáp, nếu người này thật sự chỉ là đồ giả mạo thì sư phụ hãy nghiêm trị hắn, xả giận cho chúng đồ nhi nha. Mấy chục năm nay hắn sai xử chúng đồ nhi không ít lần. Hắn đã có được năm phần chấn thiên sử, đương nhiên sẽ nghĩ cách cướp đoạt những phần còn lại chấn thiên sử đại uyên hiến đang nằm trong tay lục châu sớm muộn gì đôi bên cũng đụng độ nhau người này hết sức giảo hoạt chư hồng cộng chỉ tay về phía thánh điện mà tố cáo chuyện mới xảy ra gần đây ở chiên mông điện đều do một tay hắn sắp đặt đại vu thần thái hư là nhân vật bậc nào thế mà hắn nói giết là giết lục châu lạnh nhạt nói ngươi thật sự cho rằng hắn có bản lĩnh giết ô tổ hắn chỉ lợi dụng lực lượng của thánh điện mà thôi sư phụ nói đúng lắm chư hồng cộng cười hắc hắc đầu óc đồ nhi vốn hồ đồ sau khi nói chuyện với sư phụ đột nhiên trở nên minh mẫn hơn rất nhiều sư phụ đúng, là nói một câu để tỉnh người trong mộng nha. Trước đó đồ nhi đúng là đồ ngu xuẩn thôi đi lục châu lười nghe hắn vỗ mông ngựa, mặc kệ thất sinh có mục đích gì, tạm thời ngươi đừng rêu ra việc này cứ trở về thánh điện trước đã, xem như chuyện hôm nay chưa có phát sinh khi chưa khai đủ 36 mệnh cách, thì lục châu chưa muốn gây ra động tĩnh quá lớn hơn nữa, hắn luôn có cảm giác minh tâm đại đế đang mưu tính điều gì đó đồ duy đại đế, đại vu thần loại nhân vật cấp bậc này vẫn lạc mà minh tâm chẳng hề quan tâm thậm chí còn để mặc cho tứ đế tùy ý dẫn người nắm giữ hạt giống thái hư đi minh tâm là trưởng khống giả thánh điện cũng là người có địa vị tối cao ở thái hư theo lý thuyết hẳn phải coi trọng những việc này mới phải thế nhưng ngoại trừ trông chừng cân bằng trong thiên địa thì hắn chẳng quan tâm đến cái gì khác đây rõ ràng là tâm thái không phù hợp với người có địa vị cao hắn rốt cuộc có âm mưu gì sư phụ chư hồng cộng lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của lục châu khom người hành lễ vậy Đồ Nhi xin cáo từ Lục Châu phất tay áo đi đi đột nhiên, Chư Hồng cộng bước lên một bước dài, nhào tới trước người Lục Châu rồi ôm chặt đuổi hắn, vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, Đồ Nhi không nỡ xa ngài. Chúng ta vừa mới gặp nhau, lời còn chưa đủ đã phải chia ly, lòng Đồ Nhi đau như dao cắt. Sư phụ ơi! Tiếng ơi kéo dài khiến Lục Châu nhíu chặt mày, da gà da vịt nổi hết toàn thân hắn tức giận nhấc chân đá một phát cút. Chư Hồng cộng ngừng khóc lóc, sụt xịt mấy tiếng rồi lau nước mắt nói, Đồ Nhi tuân mệnh hắn xoay người đi ra khỏi đại điện Lục Châu cũng đứng thẳng người lên, chắp tay sau lưng bước ra ngoài bên ngoài đại điện có một đám người đang chờ, ai nấy đều nhìn Chư Hồng cộng với vẻ kỳ quái tiểu Diên Nhi, Hải Loa, Đạo Đồng, Trương Hợp, Lê Xuân, lại thêm một nhóm huyền giáp vệ, người nào người nấy đều nhìn hắn lom lom như đang xem xét khỉ, muốn cười mà cố nhịn Chư Hồng cộng nhướng mày nói, "Cười đi, các ngươi, cứ cười đi. Chờ lát nữa sư phụ mà biết các ngươi không tôn trọng ta, thì xem kết cục của các ngươi thế nào." Đám người lập tức ngưng cười hay vào đó không phải là sợ hãi hay lo lắng, mà chính là biểu tình sao người này lại thiểu năng như vậy, lục các chủ sao có thể thu đồ đệ rác rưởi thế này. Nói xong, chư hồng cộng ngây ngang bay lên không trung rồi biến mất ở chân trời cứ thế mà đi, rồi. Chuyện gì xảy ra? Đám người đưa mắt nhìn nhau còn đang nghi hoặc thì thấy lục châu đã bước ra ngoài huyền giặc, đế quân đi tới, thấp giọng hỏi, lục các chủ, vì sao ngài lại để hắn rời đi? Lục châu dặn dò. Chuyện hôm nay nhớ dặn mọi người trong huyền giặc đừng tiết lộ ra ngoài bản, đế quân đã phân phó có một số việc lão phu không tiện nói rõ chấp quang kỷ ăn một trưởng của lão phu hẳn là rất khó chịu trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến quấy nhiễu nữa huyền giặc đế quân cười nói thủ đoạn của lục các chủ kinh người ta bội phục lục châu rời khỏi huyền giặc điện trở về đạo trường phụ cận huyền giáp điện tiểu diên nhi hải loa và đạo đồng muốn đi theo nhưng bị lục châu cự tuyệt hiện tại lục châu muốn xác nhận lại một chuyện vô cùng quan trọng phương pháp phục sinh mặt trời xuống núi tia nắng cuối cùng dọi vào đạo trường lục châu đặt phục sinh họa quyển Trước mặt lần cuối cùng hắn lĩnh ngộ phục sinh họa quyển, là khi vận dụng phương pháp phục sinh để làm nữ nhi khâm nguyên sống lại như vậy. Lần trước sử dụng lên người tư vô nhai có tính là thành công không? Lục Châu nâng tay đặt lên bức họa, điều động ý thức và nguyên khí một vòng, xoáy cỡ nhỏ xuất hiện hấp thu ý thức hắn vào phục sinh họa quyển vù. Quang cảnh xung quanh biến hóa, sơn hà hiện ra, chim thú bay đầy trời, trên trời đầy sao nhưng không có nhật nguyệt Lục Châu, biết mình hiện tại chỉ là một đoàn ý thức, bèn vươn tay ra điều động nguyên khí lần nữa quả nhiên, trước mặt hắn lại xuất hiện một vòng xoáy nhỏ ý thức lại bị hút vào trong soạt lần này lục châu tiến vào một vùng biển đen vô tận hải vực quen thuộc tối đen như mực giơ tay không thấy ngón ngay cả hải thú cũng không có lục châu bắt đầu phi hành trong nước một lúc lâu sau bên tai hắn chuyên tới giọng nói của ma thần vẫn là lời khiển trách quen thuộc truyền đạo cái gì lục châu vẫn tiếp tục phi hành trong hắc ám quả nhiên hắn nhìn thấy phía trước có một vật thể hình vuông lóng lánh kim quang là công đức thạch khi hắn bay lại gần bên tai lại truyền tới tiếng cảnh cáo thực lực không đủ, đừng đến gần tiếng cảnh cáo vang lên ba lần. Lục Châu cảm giác được phía trước có cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm một bước chẳng lẽ phải dừng lại. Ở đây, Lục Châu có chút không cam lòng nhìn công đức thạch công đức thạch trong phục sinh họa quyển, có lẽ chỉ là hình chiếu, không phải thực thể thật sự Lục Châu không ngừng suy tư mọi thứ nơi này, hẳn chỉ là giả tượng tồn tại trong phục sinh họa quyển, dùng để nhắc nhở Lục Châu không nên đi tìm công đức thạch, khi chưa đủ thực lực Lục Châu nhìn quanh bốn phía chẳng lẽ công đức thạch thật đang ở trong biển. Suy đoán này khiến trong lòng Lục Châu, khẽ động hắn cố gắng đọc mấy chữ triện tỏa kim quang trên công đức thạch, nhưng cách quá xa nên không nhìn thấy rõ ràng chẳng lẽ lúc trước ma thần, tìm kiếm công đức thạch đã phải dừng lại ở bước này, cho nên hình chiếu trong phục sinh họa quyển chỉ hiện ra đến thế thôi. Vù, Lục Châu mở to mắt, trong lúc bất chi bất giác, trời đã sáng ánh nắng xuyên qua cửa sổ dọi vào sàn nhà Lục Châu có chút ngơ ngác như người vừa tỉnh ngủ sau giấc mộng dài nghịch thiên đạo, tức là đi trên con đường nghịch thiên phương pháp phục sinh lục châu nhẹ giọng thì thào chẳng lẽ lão thất đã thật sự phục sinh rồi cùng lúc đó chư hồng cộng đã sử dụng phù văn thông đạo trở về thánh điện tối đó hắn không đến tìm thất sinh sáng hôm sau thất sinh đã đến tìm hắn điện thủ đồ duy điện cầu kiến chư tiên sinh bên ngoài truyền đến thanh âm không gặp chư hồng cộng dấm rằng nói nhưng vừa dứt lời thất sinh đã đi vào trong tay chắp sau lưng hỏi xảy ra chuyện gì mà nóng nảy như vậy chư hồng cộng giật nảy mình mắng to ngươi làm sao thế hả không thèm gõ cửa đã xông vào đây rồi ra ngoài thất sinh không thèm để ý tới mà bước thẳng vào trong, trực tiếp ngồi xuống việc ta nhờ ngươi làm đến đâu rồi. Coi như xong chư hồng cộng đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi cho rằng mình đã lừa được ta. Hử, thất sinh cảm giác được thái độ của chư hồng cộng đã khác, trước nhiều thu hồi chút tâm tư đó, của ngươi đi chư hồng cộng đường đường chính chính nói, nể mặt minh tâm đại đế, trước đó ta chịu thiệt mặc cho ngươi sai xử đủ điều, cũng vì không muốn làm xấu đi quan hệ giữa chúng ta ta không hiểu ngươi. Đang nói cái gì thất sinh nghi hoặc nói đừng giả vờ nữa chư hồng cộng, hừ một tiếng, ngươi không phải thất sư huynh của ta, có giả vờ thế nào cũng là không phải thất sinh khó hiểu nói, ngươi có phải hiểu lầm gì rồi không? Chư Hồng Cộng vẫn sụ mặt nói, không có hiểu lầm gì cả, ngươi còn muốn tiếp tục gạt ta. Chỗ này của ta không chào đón ngươi, mau đi đi nếu ngươi không đi ta sẽ mép với điện chủ đó. Thất sinh đạm nhiên đáp, trước tiên, ta vốn không biết thất sư huynh mà ngươi nói tới là ai, sau đó, ta cũng chưa từng nói ta là thất sư huynh của ngươi cuối cùng là, nếu ta muốn hại ngươi thì khoảng thời gian này ta đã có vô số cơ hội, mà ngược lại trong nhiều năm qua ta đã trợ giúp ngươi rất nhiều lần chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy ta không biết ngươi nghe được mấy tin tức này từ ai, nhưng cẩn thận đừng để người khác châm ngòi ly gián nhưng nghĩ kỹ lại, thì giữa chúng ta hình như có châm ngòi cũng chả ích gì lui một bước mà nói. Ngươi có thể không cần coi ta là bạn, chúng ta vốn là lợi dụng lẫn nhau, chúng ta đều có chung mục tiêu và lợi ích thất sinh nói xong. Lặng lặng nhìn chư hồng cộng chư hồng cộng vốn không am hiểu công phu mồm mép, muốn biện luận cũng không nói lại thất sinh nhưng quả thật thất sinh nói rất có lý không coi nhau là bằng hữu thì cũng là người cùng chung lợi ích ngữ khí chư hồng cộng hòa hoãn trở lại ngươi đã có năm chấn thiên sử mục đích ngươi sưu tập thứ này là để làm gì lần trước ta đã giải thích với ngươi thất sinh kiên nhẫn nói thiên đạo sụp đổ là chuyện sớm muộn chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian trước lúc đó chúng ta cần phải chuẩn bị các thủ đoạn để tự bảo vệ mình đồng thời cố gắng để thăng tu vi ngươi có lòng tốt như vậy chư hồng cộng nói không tính là lòng tốt ta cũng chỉ vì chính mình nếu ta không cho các ngươi chút chỗ tốt, thì sao các ngươi chịu giúp ta làm việc? Quan hệ giữa chúng ta là lợi dụng lẫn nhau, người nên thực sự thu hồi chút tâm tư kia chính là các ngươi mới đúng chứ hồng cộng. Á khẩu không thể đáp lời nghĩ kỹ lại, hình như từ đầu tới đuôi đều là, do hắn tự mình đa tình người ta rất thẳng thắn thừa nhận quan hệ lợi dụng lẫn nhau, hắn còn có thể làm sao? Một quyền đấm chết người, thất sinh liếc nhìn chư hồng cậu, cười ha hả mấy tiếng nếu ngươi thật sự lo lắng ta lừa gạt ngươi, vậy chúng ta kết thúc hợp tác ở đây cũng được chúng ta phân rõ giới hạn, ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta thấy thế nào? Nói xong hắn lại bồi thêm một câu, về sau ngươi ở thánh điện gặp phiền phức nhớ đừng đến tìm ta đấy thất sinh, đứng dậy đi ra ngoài hắn vừa đi tới cửa, chư hồng cộng đã nhịn không được nói, chờ đã còn có việc gì? Đùa chút thôi mà, làm gì nghiêm túc dữ vậy? Chư hồng cộng cười cười nói, ngươi thẳng thắn như vậy, sao ta có thể ngưng hợp tác với ngươi được chứ? Thất sinh không xoay người lại, nhưng trong mắt hắn hiện lên ý cười chư hồng cộng tiếp tục nói, lần này đến huyền giặc điện chấp hành nhiệm vụ ta bị người của hắc đế mai phục nên tâm tình không quá vui vẻ ngươi bỏ qua cho ta nhà lúc này thất sinh mới xoay người lại nói ngươi xác định là bị mai phục chứ không phải nghe người khác hoa ngôn xảo ngữ chư hồng cộng nghiêm mặt nói sao ta có thể tin lời tiểu nhân nói bậy ta là loại người đó sao chúng ta hợp tác đã bao nhiêu năm ta còn không tin được ngươi đám người ngu ngốc kia có nói gì cũng không thể giao động tín nhiệm ta dành cho ngươi đâu thật chứ thất sinh nghi ngờ nhìn chư hồng cộng đương nhiên là thật nếu có nửa lời nói dối, thiên lôi đánh xuống. Thất sinh gật đầu hài lòng, vậy thì tốt nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta đã dự liệu được hắc đế sẽ phái người mai phục ngươi chư hồng cộng cả kinh nói, đã dự liệu trước sao không nói. Suýt chút nữa ta đã bị bọn hắn bắt về làm thịt rồi yên tâm, hắc đế còn không có lá gan đó, ta đã điều tra chấp quang kỷ thất sinh vui cười nói, chấp quang kỷ ngoài mặt có vẻ hung ác bá đạo nhưng lại là người rất tâm cơ, tính toán cực kỳ cẩn thận nếu đầu óc hắn giống như người ta mới là lo lắng hả? Chư Hồng cộng nhướng mày, ngươi đang khen ta hay đang mắng ta? Đương nhiên là đang khen ngươi cả thái hư này có mấy người đánh đồng được với hắc đế. Thất sinh nói chư Hồng cộng hài lòng gật đầu, đó là đương nhiên vậy thái độ huyền giặc đế quân thế nào? Hắn hả? Toàn thân ta đều là bùn đất, còn chưa kịp đề cập tới chuyện chấn thiên sử, thì hắc đế đã xuất hiện gây chuyện không cần vội thất sinh gật đầu. Hôm nay tới tìm ngươi còn có hai việc, một là điện thủ chi tranh đã sắp diễn ra, ngươi nhìn chúng điện nào thì cứ nói ta đảm bảo ngươi không cần khiêu chiến ai cũng có thể ngồi vững trước điện thủ hai mắt chư hồng cộng sáng lên thật hả thất sinh ta chưa từng thất tín với ai thất sinh nói bằng giọng vô cùng tự tin chư hồng cộng hơi sững sờ trong khoảnh khắc đó hắn bỗng cảm thấy đây chính là thất sư huynh của mình nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo vậy thì huyền giặc điện đi bên huyền giặc điện có sư phụ bỏ bọc lại còn có thể ôm đùi thất sinh hai đầu đều được bảo kê mẹ nó ta quả nhiên là thiên tài thất sinh sửng sốt sao thế đổi điện khác đi thất sinh nói không phải ngươi nói bảo đảm ta làm được điện thủ sao bây giờ lại nói không chư hồng cộng lào bào không phải ta không làm được mà là sợ ngươi ăn thiệt thòi không thể nào chư hồng cộng vỗ ngực nói ta muốn đi huyền giặc điện vị trí điện thủ này ta ngồi chắc rồi thất sinh bất đắc dĩ thở dài vậy được rồi để ta gửi thư khiêu chiến cho thanh đế chờ một chút thanh đế gì ở đây chư hồng cộng đột nhiên ngẩn ra người của thanh đế đánh bại trường hợp huyền giặc điện ngươi phải giao thủ với bọn hắn mới được thắng thua không quan trọng, nhưng đây là quy củ thất sinh bình tĩnh nói ách. Chư Hồng cộng gãi đầu, thôi ta chọn át phùng điện, bên đó hình như không có ai nắm giữ hạt giống thái hư khiêu chiến. Ừm, chọn át phùng, không đổi nữa. Xác định. Xác định được thất sinh nghiêm túc nói, chấn thiên sự át phùng đã nằm trong tay ta, đợi ngươi đạt tới cảnh giới đại đạo thánh đỉnh phong, ta sẽ giúp ngươi tiến vào nội hạch thiên khải chi trụ, để lĩnh ngộ đại đạo quy tắc thành giao, Chư Hồng cộng mỉm cười nói còn chuyện thứ hai Thất Sinh quay người lại, tay áo khẽ phất, đại môn đóng sầm lại thập điện thái hư luôn không hợp nhau, thường xuyên nội đấu ngươi đừng trông mong thánh điện sẽ quản việc này cho nên, khoảng thời gian sắp tới ngươi và ta đều phải cẩn thận vì sao chứ? Chư Hồng cộng nghi hoặc khó hiểu, còn ai dám xuống tay với chúng ta? Thất Sinh nói, chỉ có người chết mới không tranh đoạt điện thủ chi tranh ta đã điều tra tư liệu, về điện thủ chi tranh được trước, lần nào cũng có người chết, mà đều là người khiêu chiến vị trí điện thủ thánh điện về sau cũng có xử lý vài lần xử phạt hung thủ nhưng người thì cũng đã chết rồi Trư hồng cộng hít sâu một hơi chợt cảm thấy vị trí điện thủ không thơm như lúc trước thất sinh nói tiếp nếu không có việc gì quan trọng đừng nên tùy tiện rời khỏi thánh điện nhớ kỹ thánh điện mới là nơi an toàn nhất đối với người hắn nhất rất mạnh hai chữ an toàn nói xong thất sinh xoay người rời đi để lại Trư hồng cộng ngồi ngẩn người bên trong đạo trường giữa không trung thất sinh vừa phi hành vừa quan sát đại địa tên thuộc hạ cấp tốc bay theo sau thấp giọng hỏi, điện thủ, vì sao ngài không nói cho hắn biết thân phận thật. Thời cơ còn chưa đến, làm như vậy chỉ mang đến phiền phức thôi chứ hồng cộng, nhìn như ngốc nghếch nhưng kỳ thực lại rất giảo hoạt. Hôm nay nói chuyện với hắn, nhìn như ta thuyết phục hắn, nhưng sự thật không phải như thế chỉ là hắn có một khuyết điểm rất rõ ràng. Miệng không kín kẽ thất sinh nói điện thủ cao kiến thất sinh và mấy tên ngân giáp vệ, không ngừng phi hành, nhưng mục đích không phải là phù văn. Điện khi bọn hắn bay qua vài dãy núi vân vụ lượn lờ thất sinh bỗng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, lên mặt trời chói trang giữa các ngọn núi xuất hiện mây mù vần vũ có cảm giác quái dị nói không nên lời thất sinh nâng tay lên ngăn lại dừng sao thế điện thủ có cạm bẫy chúng ta đi đường vòng vâng thất sinh cảm giác được giữa các dãy núi có dị động nhưng không rõ ràng là cạm bẫy gì hắn là người cẩn thận không thích mạo hiểm biện pháp tốt nhất chính là đi đường vòng dẫn theo đám ngân giáp vệ thất sinh bay đường vòng cách đó trăm dặm trời trong xanh không một gợn mây có thể nhìn rõ đám núi non ở đằng xa hừng thất sinh lại dừng lại điện thủ có phát hiện gì sao có trận pháp thất sinh nhíu mày trận pháp đang từ từ biến mất, hết lần này đến lần khác lại chọn ngay lúc hắn đi đường vòng đi mau. Thất sinh dẫn đám người lao về phía chân trời bay chừng hai ngàn dặm, khi không còn thấy dãy núi đó nữa, thất sinh mới thả chậm lại tốc độ điện thủ, hẳn là an toàn rồi thất sinh gật đầu, nếu ta không nhìn nhầm thì đó hẳn là thần sát đại trận ngân giáp vệ, lộ vẻ kinh ngạc, dãy núi đó trông không có gì lạ, sao lại ẩn tàng trận pháp tà ác như thế? Có người cố ý ở đó chờ chúng ta thất sinh phán đoán sao lại có thể như thế? bọn hắn không chỉ biết rõ lộ tuyến mà còn hiểu rõ phong cách làm việc của ta thất sinh không thích sử dụng phù văn thông đạo công cộng một phần là không tin tưởng những thông đạo kia một phần là vì không muốn bại lộ hành tung của mình đối phương bày thần sát đại trận ở đó rõ ràng là biết hắn sẽ đi ngang qua thất sinh đột nhiên hỏi chừng nào đến ngân giáp vệ bay phía trước quay đầu đáp còn nửa canh giờ nữa sẽ đến thái trạch bên đó là phù văn thông đạo gần đây nhất hắn vừa nói xong thất sinh bỗng trầm giọng nói sao ngươi biết ta muốn đến thái trạch Tên ngân giáp vệ vừa trả lời bỗng ngẩng đầu ba tên ngân giáp vệ, còn lại lập tức ý thức được vấn đề, cấp tốc vây quanh đối phương, Trường Mâu chĩa thẳng vào người hắn, Thất Sinh còn có một thói quen, mỗi khi đi ra ngoài cũng chỉ có mình hắn biết lộ tuyến, thỉnh thoảng hắn sẽ đánh dấu lên bản đồ đặt trong thư phòng điện thủ, oan ức quá. Chúng ta chẳng phải đang phi hành về phía Thái Trạch sao? Trước đó thì phải, bây giờ thì không. Tên ngân giáp vệ đứng bên phải hừ lạnh một tiếng, phản đồ. Thất Sinh đi tới trước mặt người kia, trên mặt nở nụ cười thản nhiên các ngươi lui ra vâng ba tên ngân giáp vệ lập tức đứng sang một bên, để lại không. Gian đơn độc chỉ còn hai người thất sinh nhìn kẻ phản bội, mỉm cười hỏi, nói đi, ai là chủ nhân của ngươi? Oan ức quá. Tên ngân giáp vệ này vẫn tiếp tục kêu oan thất sinh lắc đầu, vươn tay tóm lấy cổ hắn nói điện thủ, ngài. Ngài am hiểu công tâm, chỉ sợ đã trúng kế ly gián của địch nhân thuộc hạ, thuộc hạ. Bị oan mà. Ta đã cho ngươi cơ hội nằm ngón tay thất sinh dùng lực, càng siết càng chặt, tên ngân giáp vệ mặt đỏ tới mang tai, toàn thân run lên, trong mắt như muốn bắn ra ngoài lúc này thất sinh bỗng thấp giọng nói một câu, bản đồ đánh dấu ở thái trạch, là ta cố ý làm ra. Rắc ngón tay co lại, cổ tên ngân giáp vệ đứt đoạn, liên tọa bị bức hiện ra thất sinh giơ tay chém xuống, đánh nát liên tọa ẩm. Vừa nhanh vừa hung ác liên tọa tan thành mây khói thi thể tên ngân giáp vệ, rơi xuống thất sinh lại nhỏ giọng nói tiếp, chỉ để diệt trừ ngươi mà thôi. Ba tên ngân giáp vệ còn lại quay trở về, không nói một câu thất sinh không gấp gáp rời đi mà đứng ở không trung chờ đợi một lúc khoảng một khắc đồng hồ sau phía chân trời chuyển đến giọng nói tán thưởng bội phục bội phục một đoàn tu hành giả hơn ngàn người xuất hiện bọn hắn đông như châu chấu không ngừng bay đến gần không bao lâu sau đã bay tới cách thất sinh trăm mét người cầm đầu khôi ngô cao lớn làn da đen đúa ánh mắt lăng lệ hắn trầm giọng nói ngươi chạy không thoát đâu ban hiệt đạo thánh của át phùng điện lần đầu gặp mặt xin hỏi có gì chỉ giáo thất sinh lễ phép chào hỏi ban hiệt khẽ nhíu mày trong mắt lóe lên tia kinh ngạc ngươi nhận ra ta ai mà chẳng biết danh tiếng ban đạo thánh thất sinh nói từ khi vào thái hư thất sinh đã âm thầm ghi nhớ chân dung và bối cảnh của các nhân vật có tiếng tăm ban hiệt nói ta đúng là đã xem thường ngươi mà không cũng không tính là xem thường chỉ giáo cho loại người như ngươi rất tự phụ thông minh quá sẽ bị thông minh hại ban hiệt nói bên phía tiểu phong sơn chỉ là một chút khói xanh do người của ta an bài đốt lên mà thôi không có thần sát đại trận nào cả nơi này mới là nơi ta âm thầm phục kích ngươi ba tên ngân giáp vệ lui lại mấy bước có vẻ khẩn trương mà thất sinh thì vẫn đạm nhiên đứng đó khẽ gật đầu ban hiệt tiếp tục nói điểm thứ hai ngươi giết nhầm người ha ha thất sinh vẫn bình tĩnh vô cùng thấy hắn không nói chuyện ban hiệt lên tiếng chất vấn từ khi thái hư lên trời tới nay luôn có một số đám tiểu sử muốn bước chân vào thập điện ngươi rõ ràng đã là điện thủ đồ duy điện vì sao còn muốn thò tay tới át phùng lâu ngày rồi nên đổi chỗ thất sinh thản nhiên cười đáp thay đổi một chút có lẽ sẽ càng tốt hơn đáng tiếc ngươi không chờ được tới lúc đó ban hiệt nói đồ duy đại đế đã quy thiên ngươi là cái thá gì mà dám làm trời làm đất ở đây hôm nay nơi này chính là nơi trôn thây ngươi vù vù hơn ngàn tên tu hành giả cấp tốc vây quanh thất sinh ban hiệt quan sát thất sinh và ba tên ngân giáp vệ trước khi chết ngươi còn có di ngôn gì thất sinh giang tay ném áo choàng đi hai tên ngân giáp vệ tiếp lấy áo choàng thức thời lùi lại thất sinh ngẩng đầu mặt nạ trên mặt tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt hắn nói bằng giọng tràn đầy ý cười thứ nhất làm sao ngươi biết hôm nay ta không cố ý đợi ngươi ở đây hà ban hiệt nhíu mày thứ hai có phải nội gian hay không thì ngươi xuống dưới xem thi thể của hắn là biết ban hiệt nghe vậy tức giận nói đừng nói nhiều lời hôm nay ngươi vẫn phải chết thôi bắt hắn lại tu hành giả bốn phương tám hướng gọi ra pháp thân hắc liên kim liên hồng liên đều có đủ từng đạo quang ấn bay về phía thất sinh mặt nạ đỏ của thất sinh tản ra một đạo gợn sóng bao phủ lấy hắn, toàn thân như tắm trong một ngọn lửa đỏ rực, thân thể hư hóa, mọi đòn tấn công đều bắn xuyên qua người hắn, mà không tạo thành bất kỳ tổn thương nào ban hiệt cao mày nói, đây là bí pháp gì? Vù, thất sinh phóng lên chân trời, tay phải vung ra, một đạo quang hoa lấp lánh kim quang bắn ra, huy hoàng sán lạn, lộng lẫy đến chói mắt. Đó là cái gì? Ban Hiệt kinh ngạc nói hỏa diễm trùng thiên đám tu hành giả cảnh giác nói, cẩn thận chân hỏa. Ban Hiệt nhìn chằm chằm vào vũ khí trong tay Thất Sinh vũ khí kia trông như một cây kim châm vừa hẹp vừa dài. Vật này tên là Động Thiên Hư nói xong, Thất Sinh ném Động Thiên Hư ra ngoài Động Thiên Hư bay lên không trung, nở rộ quang hoa, dùng tốc độ đáng sợ đâm vào đám tu hành giả, đám tu hành giả muốn chống cự, nhưng lại phát hiện Động Thiên Hư như xuất hiện ở chiều không gian khác, căn bản không cách nào tránh né mỗi khi cương ấn bay tới, Động Thiên Hư sẽ nhảy qua cương ấn mà đâm thẳng vào người bọn hắn phốc phốc phốc. Từng tu hành giả bị đâm thủng trái tim và lồng ngực ban đầu Ban Hiệt chỉ thấy kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó khi thấy từng viên thiên hồn châu cũng bị động thiên hư không chút lưu tỉnh đâm xuyên hắn đã sợ hãi đến lạnh cả người vô số thi thể từ trên không trung rơi xuống những người chuyển hóa thiên hồn châu thành mệnh cách cũng trốn không thoát mũi châm đoạt mệnh động thiên hư bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ rồi vẫn lạc ban hiệt ngây ngốc hoàn toàn đầu óc mất đi năng lực suy nghĩ hắn trơ mắt nhìn động thiên hư không ngừng bay lượn giữa không trung với thị lực của hắn cũng không thể nhìn rõ chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn thất sinh toàn thân thất sinh bốc lên hỏa diễm hai mắt ẩn chứa lạnh lùng khiến người ta sợ hãi mặt nạ trên mặt giống như một vết sẹo khiến hắn trông vô cùng quái dị ngươi 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 là trí tôn ban hiệt khó có thể tin thốt lên thất sinh mỉm cười thản nhiên bây giờ biết cũng không tính là quá trễ ta sẽ thay ngươi chăm sóc át phùng thật tốt phốc động thiên hư cấp tốc đâm xuyên lồng ngực ban hiệt rồi lại sâu trở về như mũi kim đan qua đan lại ban hiệt chỉ có thể trơ mắt nhìn cây châm không ngừng đâm vào ngực mình hắn muốn động đậy muốn dãy ruộng, nhưng lại bị đông cứng đứng tại chỗ hồi tưởng lại câu nói ban nãy của thất sinh. Làm sao ngươi biết hôm nay ta không cố ý đợi ngươi ở đây? Ban hiệt bừng tỉnh đại ngộ, đáng tiếc đã muộn hoa chính hồng từ bên ngoài đi vào. Không người nói, điện chủ, đại uyên hiến truyền tin đến có việc gì. Trong thư vũ hoàng nói người hãy cẩn thận người bên cạnh minh tâm đại đế. Nhìn hoa chính hồng, người bên cạnh. Hoa chính hồng lập tức quỳ gối xuống nói. Hoa chính hồng đối với điện chủ một lòng trung thành có nhật nguyệt chứng giám bên ngoài cũng chuyển đến ba đạo thanh âm, đồng loạt biểu đạt lòng trung thành minh tâm đại đế vẫn bình thản, như trước trình lên hoa chính hồng cung kính dâng thư lên minh tâm mở thư ra, bên trên đúng là chỉ có một hàng chữ, cẩn thận người bên cạnh nhìn hàng chữ hồi lâu, minh tâm mới bóp nát nó thành bột phấn trả lời với vũ hoàng, bản đế đã biết vâng hoa chính hồng lĩnh mệnh rời khỏi thánh điện cùng lúc đó, trong đạo trường ở huyền giáp điện lục châu lơ lửng giữa không trung toàn thân chìm trong lực lượng thiên tướng mỗi khi hắn dừng lại một chốc sẽ có một phần lực lượng thiên tướng hóa thành từng điểm tinh quang rồi hình thành lực lượng mới, lưu chuyển khắp kỳ kinh bát mạch chờ lực lượng yên tĩnh lại, Lục Châu mới mở mắt hắn nhìn về phía giao diện hệ thống, thọ mệnh đã giảm đi 100.000 năm lam pháp thân không tăng thọ mệnh, tuy khai năm mệnh cách nhưng lại ít đi tới 100.000 năm cũng may Lục Châu, có tới hơn 250.000 năm thọ mệnh và một đống thẻ nghịch chuyển, mới chịu nổi đến lúc nên đi một chuyến tới Thái Huyền Sơn, rồi Lục Châu tự nhủ lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm Lục các chủ, bản đế quân có thể tiến vào không? vào đi lục châu nói đám người bên ngoài đạo trường đã quá quen với cảnh này đường đường là đế quân chủ nhân nơi này mà phải cầu kiến một vị khách nhân huyền giặc đế quân tiến vào đạo trường nói thẳng vào điểm chính đại sự không ổn thiên khải chi trụ thứ hai đã sập rồi lục châu nhíu mày đứng lên nói thiên khải chi trụ sụp đổ thiên khải chi trụ chiên mông điện đột nhiên sập thánh điện đã phái rất nhiều tu hành giả đến tứ đại trí tôn cũng đã xuất phát chiên mông đối ứng với thiên khải chi trụ nào lục châu hỏi xích phấn nhược thiên khải chi trụ ở xích phấn nhược Tán đồng đoan mộc sinh lục châu kỳ quái hỏi, thiên khải chi trụ, sụp đổ thì điện thủ tân nhiệm làm sao tiến vào nội hạch để lĩnh ngộ đại đạo. Về phương diện này thì đúng là lục châu không hiểu nhiều huyền giặc đế quân lo lắng nói, thiên khải chi trụ chỉ bị sập nửa đoạn dưới, nhưng bên dưới là nguồn suối của thái hư nửa phần trên vẫn còn lại lực lượng tồn đạo, đủ để duy trì thái hư một đoạn thời gian, nhưng vấn đề lớn nhất là thái hư không có thiên khải chi trụ, treo chống sẽ khiến thiên đạo sụp đổ nhanh hơn, tới lúc đó truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé lục châu không quá quan tâm hừ một tiếng sập thì sập huyền giặc đế quân xoay người phất tay áo phong tỏa không gian trong đạo trường rồi mới bất đắc dĩ nói lão sư ngài sao ngài có thể nói như thế lục châu nhìn hắn suýt nữa quên ngươi là huyền giặc đế quân đúng vậy a à, trời sập thì bản đế quân không còn nhà để về nữa huyền giặc đế quân lập tức gật đầu lục châu nói đừng gấp, sập hai cái thì vẫn còn tám cái chống đỡ mà. Thánh điện còn lo lắng hơn ngươi nhiều huyền giặc đế quân bất đắc dĩ thở dài nói, trước mắt cũng chỉ có thể làm thế ngài không đi xem thử sao. Lục Châu bỗng hỏi, ngươi vừa mới nói tứ đại trí tôn đều đến xích phấn nhược. Thiên khải chi trụ sụp đổ là chuyện vô cùng quan trọng, đương nhiên bọn hắn phải mang theo thánh điện sĩ, chạy tới một phần để điều tra nguyên nhân sụp đổ, một phần là để thử nghiệm chữa trị nhưng mà cơ hội chữa trị được quá thấp, đại địa lực lượng đã suy giảm hơn trước rất nhiều huyền giặc đế quân đáp lục châu khẽ gật đầu theo lão phu đến thái huyền sơn một chuyến a cho dù là người trường kỳ ở vị trí cao như huyền giặc đế quân cũng phải sửng sốt ngươi không muốn lục châu hỏi không phải không muốn mà là chỗ kia có rất nhiều hung thú thần bí khó lường cho dù là thánh điện cũng không dám đến gần nơi đó nổi danh là cấm địa trong thái hư cả thái hư đều không có phủ văn thông đạo nào thông tới thái huyền sơn cả lục châu nói lão phu biết một thông đạo nhỏ bí mật dẫn tới đó tứ đại trí tôn thánh điện vừa hay rời khỏi thái hư lúc này không đến Thái Huyền Sơn thì đợi tới khi nào? Huyền giặc đế quân hỏi, ngài định qua đó làm gì? Rất nhiều chuyện lão phu đã quên mất, luôn cảm thấy cần phải trở về một chuyến lục châu nói xa xăm huyền giặc. Đế quân có thể lý giải được tâm tình của lục châu dù sao nơi đó, từng là nhà của lão sư, một trăm ngàn năm trôi qua, cảnh còn người mất, ai chẳng muốn trở về nhà nhìn một lần. Huyền giặc đế quân gật đầu, được, ta đi cùng ngài một chuyến hắn giải khai phong tỏa, hai người đồng thời đi ra khỏi đạo trường ông. Mặt đất xuất hiện một chút rung động, chỉ có người tu vi cực cao mới cảm nhận được dưới các đạo thánh, thì năng lực lĩnh ngộ quy tắc không cao, rất khó có thể cảm thấy động tĩnh này Lục Châu nhìn thấy Tiểu Diên Nhi, Hải Loa và Đạo Đồng đang đứng ở gần đó, bên cạnh là Trương Hợp và Lê Xuân cùng một số huyền giáp vệ đế quân, Lục các chủ đám người hành lễ Lục Châu chỉ vào Tiểu Diên Nhi và Hải Loa, các ngươi đi theo vi sư một chuyến gọi hai nàng đi cùng là, vì cả hai đều đã là đạo thánh, hơn nữa trong tiềm thức Lục Châu cảm giác nên mang theo các nàng. Nguyên nhân vì sao thì hắn không biết Tiểu Diên Nhi vui vẻ vỗ tay, rốt cuộc cũng được ra ngoài chơi, ở huyền giặc điện mãi chán muốn chết đạo đồng đứng phía sau cũng lên tiếng, ta đi cùng các ngươi ngươi đi xem náo nhiệt cái gì. Tiểu Diên Nhi trừng mắt lục châu nói, ngươi muốn đi thì cùng đi siêu cấp bảo tiêu sao có thể bỏ lại ở đây, đúng là lãng phí đạo đồng không người đáp, đa tạ đoàn người ma thiên các không đi theo mà ở lại huyền giặc, điện chăm chỉ tu luyện, thỉnh thoảng lại giúp đỡ huyền giặc điện mấy bận lục châu dẫn đường, đám người từ huyền giặc điện xuất phát bay về phía nam sau nửa ngày đã đến một khu vực bị hõm xuống phía trước chính là hố trời, nghe đồn năm đó ma thần và các cao thủ chiến đấu song lưu, lại các ngươi đến đây làm gì? Đạo đồng hỏi tiểu diên nhi và hải loa quay đầu, vừa định phê bình hắn nói năng lung tung thì huyền giặc đế quân đã liếc mắt nói, người cũng biết chỗ này. Đạo đồng đáp, đâu chỉ biết rõ nói nghe một chút huyền giặc, đế quân nói đạo đồng nhớ lại hình ảnh năm đó, kềm lòng không được lộ ra vẻ mặt tăng thương, chuyện cũ không vui, không cần nhắc lại cũng được tiểu diên nhi, Hải Loa thì bình thản hỏi: "Ngươi từng gặp được ma thần?" Thời kỳ thượng cổ, không ai là không biết ma thần đạo đồng nói, nhưng trông ngươi rất trẻ Hải Loa, nghi hoặc nói ra rồi đạo đồng lắc đầu thở dài tiểu Diên Nhi, không nhịn được gật đầu như gà mổ thóc huyền giặc. Đế quân nhìn đạo đồng bằng ánh mắt kỳ quái nhưng không nói thêm gì, quay đầu bay về phía hố trời Lục Châu bay qua khu vực hố trời, nhìn cảnh tượng thủng lỗ chỗ trăm ngàn hố bên dưới, trong đầu hắn lại xuất hiện các loại hình ảnh kỳ quái. Thiên băng địa liệt, tinh hà dung chuyển, Thương Hải Tăng Điền có tòa pháp thân sừng sững giữa thiên địa chiến đấu, với rất nhiều tòa pháp thân khác bên dưới đúng, là có một tòa thông đạo huyền giặc đế quân dừng lại, nhìn xuống hố sâu đen kịt ẩn hiện đường vân bên dưới trường ấn bay, ra đánh tan một lượng lớn bùn đất, để lộ một tòa phù văn thông đạo đạo đồng nhíu mày nói, các ngươi muốn đi đâu? Thái Huyền Sơn huyền giặc đế quân đáp đạo đồng lập tức lắc đầu, tuyệt đối không thể vì sao? Tiểu Diên Nhi tò mò hỏi chỗ đó rất nguy hiểm, tu hành giả bình thường không thể bước chân vào Thái Huyền Sơn. Vốn là đạo trường của ma thần, sau khi hắn chết Thái Hư đã liệt nơi này vào cấm địa về sau không hiểu tại sao lại có vô số hung thú, trong đó có không ít thánh hung đến cư ngụ tại nơi này. Ngoài ra trước kia ma thần còn lưu lại trên Thái Huyền Sơn rất nhiều đại đạo cấm chế và trận pháp thượng cổ, ngay cả chính bản thân ma thần cũng chưa chắc có thể an toàn đi vào đạo đồng nói nha. Tiểu Diên Nhi có hơi nhút nhát nói, nghe có vẻ đáng sợ hải lo hỏi, mọi người cứ thường xuyên nhắc tới ma thần, rốt cuộc người đó là ai? đám người trầm mặc lục châu cũng không mở miệng mọi người ở đây đều chỉ biết về ma thần thông qua các truyền thuyết thượng trương coi như có hiểu một chút về quá khứ của ma thần nhưng không đi sâu vào nội tâm chỉ có lục châu là có được ký ức và đạo tu hành của hắn có lẽ trên đời này không có ai hiểu lục châu hơn ma thần nhưng nghĩ lại lục châu cũng không biết về quá khứ tướng mạo hay thân phận bối cảnh của hắn đạo đồng nói không ai biết tên thật của hắn là gì lúc đầu một số thuộc hạ gọi hắn là đế về sau trong vài quyển điển tịch lại gọi hắn là thiên vương nói tắt là Vương, sau nữa thì mọi người đều biết, ai ai cũng gọi hắn là Ma Thần Huyền Giặc Đế Quân lúng túng nhìn Đạo Đồng. "Bịa, ngươi cứ tiếp tục bịa đi." Lão sư đang đứng ngay trước mặt người đó, xem ngươi bịa thành dạng gì Đạo Đồng than nhỏ một tiếng, kỳ thực ta cảm thấy thế nhân gọi hắn như thế là không công bằng cái gì là ma, cái gì là thần. Mặc kệ là danh hào gì thì cũng chỉ là cách gọi mà thôi, nếu hắn thật sự là kẻ tội ác tày trời, vậy những tùy tùng đã trung thành đến chết ở Thái Huyền Sơn chẳng lẽ đều là đồ ngu? ta không cho là như thế có thể để nhiều người khăng khăng một mực đi theo như vậy, hắn tất có nhân cách hơn người đạo đồng tiếp tục nói, sau khi Thái Hư thăng thiên, ta đã điều tra rất nhiều tư liệu, nghiên cứu cuộc đời người này, ngoại trừ đạo tu hành vô cùng bí ẩn và khó giải thích ra, hắn không hề làm gì tà ác như trong lời đồn mà Thái Hư đã lan truyền ả à phải, thời viễn cổ ghi chép rằng có thể hắn họ cơ, đây chỉ là một trong những cái họ hắn từng sử dụng ta suy đoán hắn là một trong những nhân loại sinh ra đời đầu tiên, khi ấy chưa có chữ viết thống nhất nói xong đạo đồng nhìn về phía mọi người biểu tình ai nấy đều có chút nghi hoặc và kinh ngạc bọn họ từng nghe nói rất nhiều truyền kỳ về ma thần bây giờ cẩn thận ngẫm lại thật đúng là chẳng có ai biết ma thần đến từ đâu danh tính là gì tựa như người hiện đại luôn tìm kiếm nơi khởi nguyên của văn minh nhân loại văn tự còn chưa có làm sao có tên họ tiểu diên nhi chớp mắt nói cùng họ với sư phụ ta huyền giặc đế quân nhìn tiểu diên nhi sư phụ ngươi chính là ma thần hắn họ cơ là việc đương nhiên hiện tại lão sư họ lục hẳn là dùng tên giả đạo đồng nhìn thoáng qua lục châu, tiếp tục nói, cho nên ta không tán thành các ngươi đến Thái Huyền Sơn, chỗ đó vô cùng nguy hiểm huyền giặc đế quân quay đầu cười nói, lục các chủ, vị đạo đồng bên cạnh ngươi rất có kiến thức, hắn cũng đến từ Kim Liên sao. Câu hỏi này khiến đạo đồng sửng sốt, lúc này hắn mới nhận ra mình đã nói hơi nhiều sau này, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn đạo đồng gật đầu, đúng vậy tiểu diên nhi không chút lưu tình vạch trần, nói linh tinh, ta ở Kim Liên suốt có bao giờ nhìn thấy ngươi đâu. Đạo Đồng lộ vẻ xấu hổ, nhưng dù sao hắn cũng là lão quái vật sống hơn 100.000 năm, người trẻ tuổi như Tiểu Diên Nhi, sao có thể làm khó được hắn đạo đồng không chút hoang mang đáp, tuy Kim Liên không bằng bí ẩn chi địa và Thái hư nhưng cũng là một phương thiên địa, chẳng lẽ ngươi quen biết tất cả tu hành giả Kim Liên giới? Ừm. Tiểu Diên Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, được rồi, là ta trách oan ngươi Lục Châu lên tiếng ngắt lời đám người đang giao lưu, lên đường thôi đạo đồng thấy hắn kiên quyết đành thở dài một tiếng theo sau đám người bước vào phủ văn thông đạo huyền giặc đế quân nói phù văn thông đạo có hơi cũ kỹ không quá ổn định mọi người cố chịu đựng một chút hố trời này là vết tích chiến đấu còn lưu lại không có cây cỏ bao phủ chỉ có bùn đất đắp lên trồng chất mới tạo thành bộ dáng như ngày hôm nay ông huyền giặc đế quân điều khiển thông đạo bốn góc xuất hiện đường vân kết nối với nhau thành một thể đạo đồng đột nhiên hỏi làm sao lão tiên sinh biết thông đạo này lão phu giống như ngươi rất tò mò về ma thần nên cũng xem như có chút hiểu hắn Lục Châu nói đạo đồng này sinh hứng thú, đi tới bên cạnh Lục Châu nói, lão tiên sinh cũng thưởng thức người này. Quang hoa sáng lên, đám người tập thể biến mất Lục Châu không gật đầu, cũng không lắc đầu mặc kệ hắn là thần hay ma, lão phu cũng không để ý điều lão phu không hiểu được là vì sao thái hư, lại dồn hắn vào tử địa. Vấn đề này khiến đạo đồng lộ vẻ xấu hổ hắn thở dài một tiếng, chậm rãi nói, việc này nói ra rất dài dòng. Huyền giặc đế quân chớp chớp mắt nhìn hắn, vậy thì đừng nói đến nơi rồi những lời này không nói thì tốt hơn. Nếu cứ ở trước mặt lão sư mà nhắc tới mấy chuyện cũ không vui, thì có khác gì là tự rước bực vào người. Quang hoa tiêu tán đám người xuất hiện, trong một khu vực tràn ngập sương mù rừng cây rậm rạp che khuất tầm nhìn. Không trung cũng mờ mịt không nhìn thấy mặt trời tiểu diên nhi nghi hoặc hỏi, ở Thái Hư luôn có thể nhìn thấy Thái Dương, vì sao chỗ này lại giống bí ẩn chi địa thế. Bốn phía là rừng cây rậm rạp, cổ thụ che trời, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót làm người cảm thấy kềm nén nơi này, khá giống nguyệt quang lâm địa cũng giống với rừng cây bên ngoài đại uyên hiến huyền giặc đế quân chỉ tay về hướng nam hẳn là ở bên kia đi đám người đi ra khỏi thông đạo chim thú trong rừng cây phát hiện động tĩnh cấp tốc chạy trốn đạo đồng đi tới phía trước hải loa đi sau lưng ta không cần hải loa đáp cần thật sự không cần hải loa có chút ngượng ngùng ta đã là đạo thánh không cần ngươi bảo vệ cần lắm nơi này là cấm địa thái hư rất nguy hiểm đạo đồng khăng khăng nói hải loa dừng bước nghi ngờ hỏi đạo thánh cũng không được đạo đồng đột nhiên ý thức được câu nói vừa rồi của mình chứng tỏ tu vi mình áp đảo nàng bèn vội vàng giải thích nếu gặp phải nguy hiểm ta còn có thể làm bao cát chắn ở phía trước lục châu quay đầu nhìn hắn khẽ lắc đầu thảm thương thay lòng cha mẹ huyền giặc đế quân không hiểu nhưng cũng lời hỏi tới đám người bay qua một mảnh lâm địa huyền giặc đế quân nói mọi người chú ý phía trước chính là địa phận thái huyền sơn hắn chỉ tay về phía ngọn núi ở giữa một dãy sơn mạch ngọn núi kia chính là thái huyền sơn được tám tòa sơn phong vây quanh lại đi về phía trước ngoại trừ cổ trận thì còn có hung thú nguy hiểm rình dập tiểu diên nhi hỏi đám hung thú kia không sợ cổ trận nên chết đều đã chết hết còn lại chính là đám hung thú dùng để thăm dò tu vi người sông vào huyền giặc đế quân đáp kia là cái gì tiểu diên nhi tinh mắt nhìn thấy một vết cắt không gian nằm giữa hai tòa sơn phong đạo đồng nói không gian chi trận đúng lúc này trong cánh rừng bên trái xuất hiện một con biên bức khổng lồ sải cánh của nó dài tới trăm trượng hai mắt đỏ quạch móng vuốt sắc bén tỏa ra quang mang biên bức đạo đồng nói ngươi từng tới nơi này hải loa hỏi đạo đồng theo bản năng gật đầu từng tới rất nhiều lần cái gì à ta từng tới trong mộng ấy đạo đồng lúng túng nói ngươi có thể đáng tin cậy một chút không vậy toàn ăn nói bừa bãi tiểu diên nhi cạn lời nhìn hắn con biên bức khổng lồ bay xuyên qua vết nứt không gian xoẹt nó biến mất không còn bóng dáng thái huyền sơn nhìn có vẻ gần nhưng kỳ thực vô cùng xa xôi tám ngọn sơn phong xung quanh đều có đại trận thủ hộ nói xong đạo đồng lại nhìn tiểu diên nhi chốt hạ một câu tin tức đáng tin cậy đó cùng lên lục châu đạp không bay tới đám người gật đầu theo sát phía sau sau một chốc, đám người đã bay tới vết nứt không gian đạo đồng hỏi, thật sự muốn đi vào. Nếu ngươi sợ hãi, thì đứng chờ ở bên ngoài cũng được Lục Châu nói đạo đồng nghiêm mặt đáp, ta mà sợ gì. Hắn quay đầu nghiêm túc dặn dò Tiểu Diên Nhi và Hải Loa, lát nữa đừng đi lung tung, theo sát phía sau ta là được lần này hai nàng ngoan ngoãn không lên tiếng phản đối, cũng bởi hai nàng đã phát hiện ra đạo đồng có kiến thức phong phú này, hẳn là thủ đoạn cũng rất bất phàm Lục Châu tiến vào vết nứt không gian. Đám người lục tục theo sau bên tai truyền đến tiếng ông ông rung động, trong không trung ngập tràn những ký tự màu vàng óng đạo đồng nói, đại phản âm cổ trận của Phật gia. Mọi người điều chuyển nguyên khí, ý tại đan điền, thủ vững bản tâm nhìn cách hắn thành thạo ứng phó với cổ trận, rõ ràng đã đến nơi này không ít lần, Lục Châu và Huyền Giặc Đế Quân đã nhìn ra. Mà Huyền Giặc Đế Quân cũng không phải người đần độn, từ thái độ đối xử với hai nha đầu và khí tức hùng hồn thỉnh thoảng lại phát tán từ người đạo đồng, Huyền Giặc Đế Quân đã đoán được một số chuyện lão sư không vạch trần vậy hắn cũng vui vẻ phối hợp là được ông. Không gian bốn phía đột nhiên biến thành u ám như con đường đi xuống hoàng tuyền, hai bên lúc nào cũng có thể xuất hiện âm hồn quỷ sai, giữa rừng tràn ngập sương mù xám xịt âm trầm, mà đám ký tự phiêu phủ trên không trung thì không ngừng phát ra phản âm càng đi về phía trước, phản âm càng nặng đừng phân tâm. Đạo đồng quay đầu nhìn Tiểu Diên Nhi và Hải Loa, trầm giọng nói hai người nghi hoặc nhìn hắn, trên đầu hiện ra vô số dấu chấm hỏi Tiểu Diên Nhi gãi đầu nói, ta biết là nguy hiểm rồi, ta đang đi theo sau nà, không cần làm quá lên như vậy đạo đồng. vì sao hai nha đầu này lại tỉnh bơ như không bị hoàn cảnh xung quanh tác động? lục châu vừa đi vừa giải thích. hải loa tinh thông âm luật, hiểu rõ về âm thanh vượt xa người khác. phản âm lọt vào tai nàng, cũng giống như tiếng đàn mỹ diệu du dương mà thôi. hải loa gật đầu, cười hì hì nói. phản âm nghe rất thú vị đó. còn tiểu diên nhi tu hành thái thanh ngọc giản, pháp quyết này có thể khu trừ bất kỳ loại huyễn tượng và huyễn âm nào huyền giặc. Đế quân cũng cười bổ sung, quan trọng nhất là các nàng có hạt giống thái hư, là thứ có thể khắc chế phản âm đạo đồng. Vì không muốn mất mặt, đạo đồng bèn nghiêm túc đáp, ta biết rồi Diên Nhi, bên trái cách 300 mét là trận nhãn, xử lý một chút lục châu nói được. Tiểu Diên Nhi hứng thú bừng bừng bay ra ngoài đạo đồng kinh ngạc hô lên, không được. Nhưng đã muộn đi trên con đường xuống hoàng tuyển này đã rất khó khăn rồi, còn muốn nha đầu xử lý trận nhãn. Hắn thân là đại đế, còn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm đây lục châu không để ý tới đạo đồng, cũng không định nói, cho hắn biết mỗi người đều nhìn thấy một loại không gian khác nhau tiểu diên nhi bay qua rừng cây nhìn thấy dưới đất có một vòng tròn tỏa quang mang mà trong mắt đạo đồng thì phía trên vòng tròn có một bức tượng thần cực kỳ đáng sợ và hung tàn đang tản ra khí thức nguy hiểm oanh tiểu diên nhi đạp một cước trận nhãn biến mất ánh mắt đạo đồng trở nên phức tạp tượng thần biến mất rồi lục châu tiếp tục nói bên phải 300 trăm mét vâng tiểu diên nhi lại xuyên toa trong rừng rậm ông đạo đồng bỗng nhiên ù tai huyền giặc đế quân dừng bước sắc mặt có vẻ quái dị trên không trung có chi chít ấn phù đang lượn vòng tấn công hải loa đạo đồng theo bản năng xoay người gọi ra một lồng ánh sáng bao phủ hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía tiểu diên nhi trên không trung thân ảnh tiểu diên nhi như tinh linh phạm thiên lăng du tẩu như hồng long không ngừng xuyên qua đám kim sắc tự phù nàng không hề bị phản âm ảnh hưởng đến chỗ trận nhãn đánh ra một chiêu phá hủy nó oanh khi hai trận nhãn biến mất về vụ trong rừng ít đi một nửa sư phụ biến bức đến rồi tiểu diên nhi đã không bay về lơ lửng trước mặt mọi người lục châu vắt tay áo vung ra mấy đạo trưởng ấn đống phạn âm đầy trời bị đánh bay đạo đồng tán thưởng nói thủ đoạn thật hay trên không trung con biên bức khổng lồ chờ tới hai mắt nó phát sáng trong không gian mờ mịt như hai viên dạ minh châu nó há miệng nói tiếng người nhân loại không được đến gần lục châu hừ lạnh nói chỉ là một con thú hoàng cũng dám ngăn chờ đường lão phu ta không có bản sự đó chỉ muốn nhắc nhở các ngươi đừng tự tìm đường chết giọng nói của biên bức lanh lảnh đến chói tai cút đi lục châu âm trầm nói trước khi lão phu chưa đổi ý biên bức lập tức vỗ cánh quay đầu bay đi mất đạo đồng kỳ quái nói sao con biên bức này lại sợ lão tiên sinh như vậy nhỉ thật là kỳ quái lục châu khoanh tay đi tới đám người theo ở phía sau khi bọn hắn đi ra khỏi trận nhãn phía trước lại xuất hiện vết nứt không gian là lối ra huyền giặc đế quân mừng rỡ nói lục châu lắc đầu không phải lối ra mà là lối vào cổ trận khác đúng vậy cổ trận nơi này kết nối với nhau đạo đồng nói chuyện được đọc bởi kênh haley audio sao ngươi lại biết rõ như vậy đừng nói với ta là ngươi nằm mơ thấy đó Tiểu Diên Nhi hiếu kỳ hỏi đạo đồng đành phải tiếp tục bịa chuyện, ta xem trong cổ tịch vậy cổ tịch kia có hướng dẫn cách phá giải không? Mấy cổ trận này cực kỳ lộn xộn, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu phản âm chỉ là một trong số đó. Nha Tiểu Diên Nhi gật đầu tiến lên lục châu, dẫn đầu đi vào trong vết nứt không gian soạt trong đầu lục châu, xuất hiện vô số hình ảnh quen thuộc tựa như đã từng tới nơi này, lối đi xuống hoàng tuyền quen thuộc, huyễn cảnh và huyễn âm quen thuộc. Kể cả băng xương cự long khổng lồ ở trước mặt biên bức tay cầm trường mâu, như một tên thủ vệ đứng, dưới chân con băng xương cự long nó nghiêm túc nhìn về phía đám người lục châu, cao giọng nói, cảnh cáo các ngươi lần nữa, bất kỳ người nào cũng không được đến gần huyền giặc, đế quân cao mày không biết nên làm thế nào đây là băng xương cổ long, một sinh vật tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, không ngờ nó lại ở chỗ này. Đạo đồng tay trái bắt lấy tay hải loa, tay phải bắt lấy tay tiểu diên nhi, nghiêm trọng nói, đừng nhúc nhích tiểu diên nhi muốn dãy ra nhưng lại phát hiện. Trên cổ tay truyền tới một đạo lực lượng trói buộc làm nàng không thể dãy dụa hải loa, cũng hệt như thế đạo đồng ngẩng đầu nói, vì sao các ngươi lại canh giữ ở Thái Huyền Sơn? Biên bức lắc đầu, ngươi muốn biết đáp án thì hãy hỏi băng xương cổ long đạo đồng hừ lạnh nói, bớt có lấy băng xương cổ long ra uy hiếp ta nơi này là Thái Hư, không phải chỗ cho đám hung thú các ngươi làm càn Thái Hư, từ bao giờ lại thành nơi thuộc về riêng nhân loại các ngươi? Giọng của biên bức vang lên trói tai, ta nói lần cuối cùng, mau cút ra khỏi Thái Huyền Sơn. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, nhìn biên bức hỏi, trong Thái Huyền Điện có lực lượng thần bí băng xương cổ long, muốn hấp thu những lực lượng kia. Biên bức giơ trường mâu chĩa về phía đám người, 3, 2, 1. Sau lưng nó lập tức xuất hiện ngàn vạn băng chùy đâm, về phía mấy người lục châu năm, người gọi ra cương khí hộ thể ngăn cản băng chùy đạo đồng quay đầu hỏi, người thật sự muốn vào Thái Huyền Sơn. Đương nhiên lục châu đáp thấy lục châu vẫn khăng khăng một mực. Đạo đồng bèn nói, được, ta thành toàn cho ngươi trông chừng các nàng cho tốt hắn đẩy tiểu diên nhi và hải loa ra sau rồi đạp đất bay lên không trung thân ảnh như lưu tinh tay cầm tinh thần chi quang đâm thẳng vào mắt băng xương cổ long biên bức kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nhân loại trước mặt hoàn toàn không ngờ hắn lại có tu vi cao như thế nhân loại đáng ghét là do các ngươi tự tìm đường chết biên bức giơ trường mâu lên băng nhận xuất hiện sau lưng băng xương cổ long đâm về phía đạo đồng trên mũi nhọn tản ra quang hoa thần bí mà quỷ dị đạo đồng vung tay tinh bàn nở rộ ngăn cản toàn bộ băng nhận tiểu diên nhi và hải loa kinh ngạc quan sát cuộc chiến đây là tu vi hắn cao như vậy lục châu và huyền giặc đế quân đều hiểu rõ trong lòng sẽ không nói nhiều lời băng nhận bị lực lượng khổng lồ va chạm phải bắn ngược về sau biên bức kinh ngạc nói thì ra là trí tôn trí tôn tiểu diên nhi và hải loa khó tin thốt lên khoảng thời gian này đạo đồng vẫn luôn ở bên cạnh các nàng làm người hầu làm trợ thủ giúp đỡ việc vặt và việc nặng nhọc thế mà lại là trí tôn sao có thể chứ tiểu diên nhi lo lắng nói đạo đồng này sao lại lợi hại như thế thôi xong ta rồi bình thường ta đánh mắng hắn không ít làm sao đây nha mà hải loa thì không lên tiếng nàng nhìn tinh bản dạng dỡ trước mặt không biết đang suy nghĩ cái gì thượng trương đại đế dù sao cũng là đại đế trong lúc giơ tay nhấc chân sẽ thỉnh thoảng tản ra vầng sáng nhàn nhạt hắn bay tới phần đầu của băng xương cổ long minh châu trong tay bay về phía trước ầm ầm biên bức quát ầm lên đại nhân viễn cổ băng long vĩ đại cỗ lực lượng kia đâm trúng hai mắt băng long lập tức có một đạo lực lượng cường hoành bắn ngược trở về thượng trương đại đế xoay người lóe lên, vọt vào trong một vùng không gian xé rách, một giây sau đã xuất hiện trên đầu biên bức, trầm giọng nói, "Đây không phải nơi ngươi, nên ở giữa hai ngón tay hắn xuất hiện một đạo hồng kiếm biên bức giật nảy mình, quay đầu chạy trốn, miệng hô to, "Đại nhân Băng Long vĩ đại, mau cứu nô bộc trung thành nhất của ngài." Thượng Trương đại đế liếc nhìn tượng Băng Long đang chìm trong quang hoa, hồng kiếm trong tay bay ra ngoài đâm xuyên lồng ngực biên bức xoẹt. Hồng kiếm liên tục đâm vào ngực biên bức, liên tục mấy chục kiếm đã đánh giết toàn bộ mệnh cách của nó tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong thiên địa, nó bi phẫn hô to, ngươi phải trả giá đại giới. Oanh, thân thể biên bức trên năm xẻ bảy, tan nát giữa không trung huyền giặc đế quân tán thán nói, thủ đoạn thật bá đạo thượng trương đại đế phất tay, mấy viên mệnh cách chi tâm bay ra khỏi thi thể biên bức, rồi rơi vào tay hắn hắn trở lại trước mặt đám người, nói, ta đã đánh mù hai mắt băng long, nó sẽ không nhìn thấy chúng ta bội phục, bội phục huyền giặc đế quân gật đầu thừa dịp này. Mau chóng đi tới đi đạo đồng nói nhưng Lục Châu lại dội cho hắn một gáo nước lạnh, e là không được hả? Đạo đồng xoay người nhìn Lục Châu, vì sao? Con băng xương cự long chiếm cư chỗ này đã ít nhất 100.000 năm. Thời gian nó tồn tại trên đời không một ai biết rõ, nhưng trong thiên địa này không có sinh vật nào có thể vĩnh sinh Lục Châu thản nhiên nói. Nó cũng không phải là đang sống thật sự đám người không hiểu Lục Châu gọi. Hải loa có đồ nhí chiều thánh khúc, có thể chấn an ý chí và linh hồn nó ngươi làm đi Lục Châu nói ngao. Quả nhiên, trên không trung xuất hiện một hư ảnh khổng lồ mang theo lực lượng vô hình, và uy áp khiến người ta không thể thở nổi đây chính là long hồn huyền giặc đế quân kinh ngạc không thôi hồn phách chỉ là một loại định nghĩa sơ sài về lực lượng ý chí khi lực lượng ý chí đủ cường đại có thể điều động được nguyên khí có thể cảm giác gió thổi cỏ lay cũng có thể rời khỏi thân thể để quan sát thiên địa vạn vật lục châu nói vậy đây chính là ý chí huyền giặc đế quân hỏi lục châu gật đầu trong thái hư có rất nhiều thư tịch viết về thần ma nhưng trên đời này làm gì có yêu ma quỷ quái chẳng qua đó là định nghĩa của nhân loại dành cho các loại lực lượng ý chí mà thôi, long hồn gào thét một tiếng, không gian trở nên vạn vẹo, đám người lập tức gọi ra cương khí hộ thể, ổn định tâm thần đạo đồng nhìn băng long, nhíu mày nói, ta đã xem nhẹ nó rồi, cùng lúc đó hải loa lấy thập huyền cầm ra đặt trước người, cương khí bao phủ cả cây đàn, mười ngón tay nàng nhẹ lướt trên các dây đàn như dòng nước chảy trôi về tứ phương, du dương và êm tai, tới cực hạn tiếng đàn khiến thế giới đóng băng đến mức vạn vẹo trở nên yên tĩnh, hư ảnh băng long trên không trung cũng ngừng gào thét trở nên trong suốt dập dờn như thủy lãng hải loa chuyên chú đánh đàn gió nhẹ thổi lên nâng sợi tóc mai bay phất phơ trong gió thượng trương không kềm lòng được quay đầu nhìn nữ nhi trong mắt ánh lên thần sắc phức tạp lát sau long hồn tiêu tán đi lục châu dẫn đầu bay ngang qua chỗ băng xương cự long tiểu diên nhi hiểu ý dùng phạm thiên lăng quấn lấy hải loa bay theo mình mà thập huyền cầm trong tay nàng vẫn không ngừng phát ra chiều thánh khúc đám người cấp tốc bay lướt qua băng long phát hiện sau lưng nó lại là một vết nứt không gian khác lối ra huyền giặc đế quân kinh hỉ nói phanh đột nhiên trường mâu cắm trên mặt đất bay vút vào không trung đâm vào lưng băng long ngao tiếng rồng ngâm vang lên thiên địa dung chuyển cuồng phong tàn phá bừa bãi băng chùy bắn ra bốn phương tám hướng đạo đồng nói tình hình không ổn nó được giải phong rồi hắn vung tay lên bảo vệ hải loa và tiểu diên nhi các ngươi đi trước đi không lục châu dừng lại nói để lão phu xử lý ngươi tin tưởng lục các chủ huyền giặc đế quân nói có lão sư và thượng trương ở đây bản đế quân cũng chẳng cần xoắn suýt làm gì cho thêm phiền thượng trương gật đầu đứng chắn trước người tiểu diên nhi và hải loa băng chùy bị ngăn trở băng xương cổ long phá tầng băng bay ra viễn cổ long hồn từ trong thân thể phóng lên không trung hóa thành một đạo năng lượng khổng lồ hình rồng bay lượn khắp thiên địa nó đi đến đâu không gian vỡ vụn núi non sụp đổ đến đó lục châu đạp đất bay lên không tinh bàn xuất hiện bắn ra mấy đạo quang ấn xuyên thủng long hồn ngao tiếng rồng ngâm chói tai khiến đám người đau đầu muốn nứt thượng trương và huyền giặc đế quân không thể không phân ra một phần nguyên khí để chống cự quay đầu nhìn lại hai cô nương các nàng đều vô sự ngẩng đầu nhìn lục châu huyền giặc tán thán nói lục các chủ truyền cho hai người các ngươi công pháp thần kỳ thật sự có thể ngăn cản được âm công của viễn cổ long hồn huyền giặc đế quân rất tinh mắt tiểu diên nhi khen ngợi bản đế quân luôn thưởng thức cao thủ từ lần đầu tiên nhìn thấy tôn sư đã biết hắn bất phàm thế nên bản đế quân mới nhiệt tình đối đãi để tôn sư lưu lại huyền giặc điện cuồng phong thổi tới đám người đều nhìn về phía Lục Châu, hai mắt Viễn cổ Long hồn sáng lên, miệng nói tiếng người, ai quấy giày giấc ngủ của bản thân. Lục Châu đạm nhiên nói, ngươi vốn là sinh vật thời Viễn cổ, vì sao lại xuất hiện ở Thái Huyền Sơn? Nhân loại. Long hồn đánh giá nhân loại nhỏ bé như một hạt bụi ở trước mặt, sau đó không chút do dự điều động thân thể bay về phía Lục Châu hư, ảnh Lục Châu lóe lên, sử dụng chân Đại Na Di để xuất hiện phía sau lưng Viễn cổ Long hồn náo vồ hụt một trận nhân loại cường đại. Long hồn dùng thêm một từ để hình dung Lục Châu Thái Huyền Sơn, vốn là địa bàn của nhân loại, không phải chỗ một hung thú như ngươi nên đến Lục Châu. Đáp viễn cổ long hồn phát ra tiếng cười trầm thấp, nơi này đã 100.000 năm không có ai tới. Đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả thái hư hàng lâm, bản thân cũng không thèm để ý kẻ nên cút là các ngươi. ầm ầm, ba chữ cuối cùng như kinh lôi bạo tạc giữa không trung băng sơn ở phía xa sụp đổ, thượng trương và huyền giặc, cao mày ngăn trở âm công cường đại khi tiếng quát bay tới chỗ lục châu trường bào phiêu đáng bay nhẹ ngăn trở toàn bộ âm công lục châu, vẫn vân đạm phong khinh đứng đó hả? Viễn cổ long hồn hăng hái nhìn nhân loại, trước mặt bản thần đói nó cảm nhận được nhân loại cường đại này là món ăn, vô cùng thơm ngon, có thể giúp nó để thăng tu vi rất nhiều miệng nó há ra, toàn thân nhào tới thôn phệ lục châu, nuốt hắn vào bụng A. Tiểu Diên nhi kinh hô sư phụ. Hai nàng hoàn toàn không ngờ tới sư phụ lại bị nuốt dễ dàng như vậy đừng khẩn trương, hắn không sao thượng trương an ủi tu vi cấp bậc đại đế có thể cảm giác được lục châu rất cường đại quả nhiên phần bụng viễn cổ long hồn bộc phát ra kiếm cương vạn trượng đâm xuyên thân thể long hồn viễn cổ long hồn gào lên tan ra thành từng phần khí thể nó vốn là lực lượng ý chí không có thực thể lát sau viễn cổ long hồn lại hợp thành hình rồng một lần nữa nhào về phía lục châu đôi bên tới tới lui lui đánh nhau hơn trăm hiệp lục châu muốn tìm cách đánh tan mục tiêu long hồn cũng tìm cách thôn phệ nhân loại cường đại này lúc này viễn cổ long hồn thay đổi sách lược bay xuống dưới thấy thế thượng trương nhắc nhở không nên ham chiến nó muốn vận dụng bản thể ngao đúng như thượng trương đoán băng long dưới mặt đất đã bắt đầu chuyển động nó lăng không bay lên trong mắt tỏa ra quang hoa lực lượng ý chí dâng nanh múa vuốt gào thét nhân loại trở thành một phần của bản thân là vinh quang lớn nhất đời ngươi lui lại thượng trương đại đế hô lên mang theo tiểu diên nhi và hải loa lùi về phía sau huyền giặc đế quân cũng làm ra tư thế phòng ngự tình cơ hội thanh lý băng nhận để tiến vào vết nứt không gian thượng trương đại đế nói được hai người nhất trí ý kiến thượng trương đại đế có đủ lực lượng để bảo hộ tiểu diên nhi và hải loa hơn nữa hai nha đầu có tu vi đạo thánh nên cũng có năng lực tự bảo vệ mình hắn xoay người đánh ra vô số đạo cương ấn xua tan vô số băng nhận giữa không trung để lộ vết nứt không gian tu vi người rất mạnh hẳn là có thể đối phó với con ác long này huyền giặc đế quân nói không cần thiết thượng trương đại đế đáp ngắn gọn cho dù có tu vi đại đế thì hắn cũng lựa chọn tránh chiến không cần thiết phải lấy cứng đối cứng với viễn cổ cự long có đạo lý huyền giặc Đế quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng khẽ thở dài vẫn là, lão sư cứng trước kia nếu không phải vì đám phản đồ đó, ai có thể là đối thủ của lão sư. Bản thể của băng long xuyên qua hư không đến trước mặt lục châu, hàn ý cực hạn đánh tới, lực lượng ý chí cường thế giáng xuống ngao. Tiếng gầm chán động cổ trận, tinh hà trên bầu trời dường như, cũng run rẩy theo sắc mặt lục châu thong dong ném thời chi xa lậu, gia định không gian ngưng trệ, điện hồ càn quét bốn phương tám hướng thượng trường đại đế, nhìn thấy thời chi xa lậu cũng hơi nhíu mày, sau đó tiến vào trạng thái ngưng động lục châu, không chút lưu tình xuất hiện trên lưng băng xương cự long, vị danh kiếm phá không đâm xuống xoẹt, kiếm cương bộc phát ra quang hoa vạn trượng xuyên thủng thân hình khổng lồ của cự long, ghim thẳng nó xuống mặt đất ầm ầm, thân thể cự long tạo thành một hố sâu trên bầu trời, lục châu lại mặc niệm thần thông chúng sinh ngôn em bộc phát ra lực lượng thiên đạo, lui, không gian vạn vẹo đến cực hạn, viễn cổ long hồn còn chưa kịp thanh tỉnh đã bị sóng âm đánh bay về phía chân trời xa xôi thượng trương là người đầu tiên khôi phục khỏi quá trình ngưng đọng nhìn thấy thủ đoạn kinh người của lục châu cũng cảm thán vô cùng rõ ràng chỉ có thực lực tiểu trí tôn vì sao lại bộc phát ra lực lượng mạnh đến thế thời chi xa lậu bay trở về tay lục châu băng xương cự long bị đóng đinh trên mặt đất tiếng ngầm nghẹn ngào trầm thấp của nó quanh quẩn trong không gian cổ trận thượng trương nói tránh chiến đi hắn cảm thấy không cần phải dây dưa với băng xương cự long làm gì mục đích bọn hắn tiến vào thái huyền sơn cũng không phải để chiến đấu với đám chứng ngại vật này tránh chiến lối ra đã có chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào thượng trương nhắc nhở lục châu lắc đầu băng xương cự long này hữu dụng với lão phu giám dương oai ở thái huyền sơn lão phu không tha cho hắn chân đạp hư không lục châu phóng lên thật cao hai tay chập lại tòa phật tổ kim thân đứng vững vàng giữa thiên địa thượng trương nhìn chăm chú với thị lực của hắn có thể nhìn rõ độ cao của tòa pháp thân không khỏi kinh ngạc nghĩ vậy mà không phải trí tôn từ khi tiếp xúc với lục châu đến giờ ngay từ đầu hắn chỉ cho rằng lục châu là nhân vật vô danh bị cuộc chiến của đồ duy đại đế và ma thần lan sang mà rơi vào vực sâu về sau lấy được kỳ ngộ trở thành cao thủ mới có thể rời khỏi vực sâu tiến vào thái hư lại sau nữa lục châu thi triển thủ đoạn cường đại đánh lui hắc đế nên thượng trương vẫn cho rằng lục châu là trí tôn ít nhất cũng là đại đế quân nhưng màn trước mắt lại khiến hắn không thể hiểu nổi chẳng lẽ đây là một loại thủ đoạn ẩn giấu tu vi nào đó trước mắt cũng chỉ có thể giải thích như vậy nếu không phải trí tôn thì không thể nào giao thủ với băng xương cự long được. Đừng nói là viễn cổ sinh vật, cho dù là thánh hung thì cũng cần đến trí tôn ra tay chấn áp đúng lúc này, tòa Phật tổ kim thân bắn ra lam quang điện hồ, phản âm từ trên trời giáng xuống đại phản em thuật. Thượng trương đại đế gật đầu nói, không ngờ lão tiên sinh còn tinh thông thần thông của Phật gia huyền giặc đế quân đáp, thần thông Phật gia đều cần số đông người thi triển, để đạt tới uy lực lớn nhất lục các chủ dùng lực lượng một người, nhưng uy lực lại không nhỏ em công cường đại bắn ra bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo âm công, đều mang theo kim sắc ấn phù lập lòe bay đầy trời Lục Châu khép hở mắt, tập trung tinh thần mặc niệm tự phù trong thiên tự quyển đám, tự phù kia chuyển hóa thành phản âm Phật ra, càn quét khắp thiên địa và không gian cổ trận. Trong chớp mắt đã có vô số sinh linh chết dưới thần thông phản âm đám người nhìn, mà cảm xúc bành trướng không thôi bọn hắn làm sao biết được Lục Châu, đã phóng thích cả lực lượng thiên đạo trong đó từ khi lĩnh hội thiên tự quyển, Lục Châu đã cảm thấy lực lượng thiên đạo ngày càng nhiều hiện tại hắn có thể sử dụng cùng lúc hai loại lực lượng lực lượng thiên tướng bây giờ đã cuồn cuộn không dứt lực lượng thiên đạo thì còn khá ít nhưng có thể trong vòng ba chiêu giải quyết viễn cổ sinh vật phản âm không ngừng làm suy yếu lực lượng ý chí của băng xương cự long nó phát ra tiếng gầm thét sóng âm điên tiết phóng về phía lục châu oanh phật tổ kim thân đánh ra kết định ấn lóng lánh kim quang bảo vệ thương khung bao trùm cả đại địa còn có thể phản kích huyền giặc đế quân kinh ngạc nhìn nó đây là viễn cổ sinh vật ngoài mặt không khác gì thánh hung nhưng trên thực tế lại mạnh hơn rất nhiều đặc biệt là lực lượng ý chí của nó mới là thứ khó lòng phòng bị nhất thượng trương nói đúng lúc này viễn cổ long hồn đột nhiên biến mất không gian xuất hiện vết rách hả ánh mắt thượng trương đại đế khẽ biến là đại đạo quy tắc không gian đại đạo lực lượng thật là cường đại không kịp rồi hắn suýt nữa đã quên mất băng xương cự long là một trong những sinh vật am hiểu không gian pháp tắc nhất chẳng trách nó có thể lui tới tự nhiên giữa các cổ trận có thể bế quan dưới chân Thái Huyền Sơn và hấp thu lực lượng nhân loại hèn mọn. Long hồn biến lớn đến che khuất cả bầu trời, nó há mồm ra đấp xuống. Phật tổ kim thân vẫn không nhúc nhích lục châu không thi triển thời chi xa lậu, mà hư ảnh lóe lên, xuất hiện ở khu vực mi tâm Phật tổ kim thân, lạnh nhạt nói, loài bò sát ngu xuẩn ông. Lại một tòa pháp thân đột ngột xuất hiện toàn thân bốc lên lam sắc điện hồ, pháp thân rời khỏi liên tọa phóng tới viễn cổ long hồn, thân thể đột nhiên bành trướng lên gấp mấy lần một tay pháp thân cầm hàm trên, một tay còn lại cầm hàm dưới của long hồn thượng trương huyền giặc tiểu diên nhi và hải loa song pháp thân tòa lam liên thập tứ diệp truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé trong tu hành giới mỗi người chỉ có một tòa pháp thân là chân lý bất di bất dịch từ xưa tới nay chưa từng thay đổi khi tòa pháp thân thứ hai của lục châu xuất hiện thế giới quan của đám người hoàn toàn thay đổi viễn cổ long hồn cũng thán phục vô cùng nó trợn tròn mắt run rẩy nói nha tiếng nói tràn ngập vẻ phức tạp nói không nên lời cùng với sợ hãi lam sắc điện hồ như du long quấn quanh hai tay pháp thân cấp tốc vây khốn cự long lục châu hờ hững nói thu điện hồ buộc chặt xoẹt toàn bộ không gian cùng quy tắc của long hồn đều bị vây khốn lực lượng ý chí bị trói chặt không thể nhúc nhích băng xương cự long phun ra một chữ không viễn cổ long hồn cấp tốc thu nhỏ bản thể của nó cưỡng ép đánh tới mặc cho vị danh kiếm xuyên thủng thân thể mình nhào về phía lục châu hồi Lục Châu thu hồi pháp thân, năm ngón tay như lưỡi câu cong lại, tóm chặt lấy viễn cổ long hồn đã hóa thành một hình cầu nhỏ chấn. Phật tổ kim thân nhả ra một tự phù chấn áp viên cầu ngao. Băng xương cự long phát ra tiếng gào tê tâm liệt phế phong. Lục Châu tiếp tục phong ấn nó trường bào nở rộ quang hoa, tung bay trong gió thánh long chi cân. Viễn cổ long hồn run rẩy hô lên, ngươi là chủ nhân của Thái Huyền Sơn. Thượng Trương, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa. Hai tay Lục Châu nắm lại, long hồn bị hắn cưỡng ép nhấn, vào trong trường bào nó hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh thấm giao hòa. Với thánh long chi cân viễn cổ long hồn vốn là một loại lực lượng, khi tiến vào trong trường bào, nó bắt đầu dãy rụi chống cự bản thể băng xương cự long từ từ rơi xuống đất, ẩm vang một tiếng nện vào đại địa, mặt đất nứt ra chẳng chịt lan xa tám hướng cho dù nó là viễn cổ long hồn cường đại, cũng phải run rẩy trước mặt chủ nhân Thái Huyền Sơn Vị, kia là người từng tung hoành cả Thái Hư, vô địch thiên hạ, tại nơi này không ai là không biết, tới danh tiếng của hắn tiên hiền long tộc năm xưa bất hạnh rơi vào tay ma thần bị rút ra một sợi long cân làm trường bào thật không ngờ ma thần lại đang ở ngay trước mặt nó. Hắn đã trở về sau 100.000 năm. Viễn Cổ Long hồn tựa như tiến vào một không gian giam cầm, nó chạy loạn khắp trường bào hòng tìm ra lối thoát thả ta ra. Lục Châu không hề bị lay động, hai tay chập lại, đại tĩnh tâm thần thông Lục Châu không thường xuyên sử dụng thần thông của Phật gia, nhưng trong trường hợp này thì Phật gia sẽ cho ra hiệu quả tốt nhất từng âm phù tiến vào không gian giam cầm bên trong trường bào âm phù lóng lánh kim quang không ngừng nện vào long hồn mà cùng lúc đó một con quái vật khổng lồ từ chân trời bay lướt qua khiến viễn cổ long hồn run rẩy ngây ngốc đứng lại tại chỗ thánh long thiên ngân trường bào vốn được dệt từ sợi gân của thánh long cho dù thánh long chết đi thì trên trường bào vẫn còn lực lượng ý chí của nó những lực lượng còn sót lại này đã đủ để viễn cổ long hồn thần phục lực lượng của nó từ từ yếu bớt trường bào cũng chầm chậm rủ xuống cuối cùng ý chí lực lượng cường đại của viễn cổ long hồn đã bắt đầu hòa thành một thể với thánh long lục châu không ngừng ngâm tụng thần thông phật gia mãi cho đến khi thanh âm của viễn cổ long hồn hoàn toàn biến mất hắn muốn rèn đúc một kiện đạo y hoàn mỹ đạo đồng lầm bẩm đạo y huyền giặc đế quân nghi hoặc trước đó ta vẫn luôn chú ý tới trường bào của hắn tu hành giới có rất nhiều loại quần áo phòng ngự nhưng đa số đều nhờ khắc họa trận pháp mà bộ trường bào này lại không có vết tích của bất kỳ trận pháp hay phù văn nào chỉ là không ngờ nó lại làm từ long cân thánh long chi cân đây vốn là vật liệu vô cùng hiếm thấy có thể so với thần vật một khi dung hợp lực lượng ý chí của viễn cổ băng xương long, chúng nó là đồng loại sẽ từ từ dung hợp, khi đó bộ trường bào này sẽ có năng lực ngăn cản lực lượng quy tắc ba người còn lại, đều âm thầm kinh ngạc huyền giặc đế quân nói, nếu không bị quy tắc ước thúc, vậy chẳng phải là có thể nghiền ép đối phương hoàn toàn. Về lý luận thì đúng là như thế đạo đồng giải thích, nhưng mọi chuyện đều không có tuyệt đối, đạo y hoàn mỹ có thể tăng lực lượng phòng ngự lên cực hạn, nhưng không gia tăng lực lượng tấn công cũng đúng đám người thảo luận xong quang hoa trên thiên ngân trường bào cũng đã tiêu tán lục châu khẽ vung tay viễn cổ long hồn từ trong trường bào bay ra phật tổ kim thân khẽ ngâm tụng kinh văn âm thanh hùng hồn chấn nhiếp tinh thần viễn cổ long hồn từ bỏ chống cự tiêu tán thành từng điểm tinh quang rồi dung nhập vào thiên ngân trường bào trường bào sáng lên quang mang chạy dọc từ trên xuống dưới cuối cùng vụt tắt trở lại thành một bộ đạo y hoàn mỹ nhất thế gian cổ trận trở nên yên tĩnh như xưa khác biệt ở chỗ băng xương cự long đã vĩnh viễn không thể thức tỉnh nữa đám thuộc hạ của nó vẫn nằm dạp dưới đất hoàn toàn thần phục lực lượng ý chí thoát ra từ trường bào lục châu khẽ quát một tiếng cút đám viễn cổ sinh vật bỏ chạy tứ tán vọt ra khỏi khu vực tám ngọn núi rồi biến mất không thấy đâu nữa lục châu thu hồi hai tòa pháp thân đáp xuống đất nhìn về phía bốn người đạo đồng rốt cuộc không nhịn được mở miệng ta nên nghĩ tới từ sớm mới phải nghĩ tới cái gì lục châu nghi hoặc hỏi đúng vậy nha đáp án vốn rõ ràng như thế đạo đồng thở dài một tiếng sau đó chắp tay thi lễ với lục châu hạnh ngộ hạnh ngộ cái gì lục châu nghi hoặc nhìn đạo đồng sau đó hiểu được ý đối phương bèn lắc đầu đáp ngươi hiểu lầm hắn vừa định giải thích tiểu diên nhi đã lao tới ôm lấy cánh tay sư phụ sư phụ thì ra người chính là ma thần sư phụ sao người không nói sớm sư phụ người giấu đồ nhi thật lâu nha trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ sư phụ ta là ma thần sư phụ ta chính là ma thần đại danh đỉnh đỉnh uy trấn thiên hạ tung hoành thái hư vui quá đi lục châu nhíu mày thấp giọng nói, nghiêm túc tiểu diên nhi im lặng lui về sau một bước, đứng nghiêm nàng tuy duyên dáng yêu kiều, nhưng tính tình lại rất nghịch ngợm lục châu nhìn đạo đồng, nói, lão phu không phải chủ nhân Thái Huyền Sơn không phải. Đạo đồng nghi ngờ hỏi thời chi sa lậu, là do lão phu lấy được từ trong tay nhà Kỳ Thiên ngân, trường bào lấy từ mộ địa của đế vương tại Thanh Liên giới Lục Châu, thấp giọng thở dài một hơi, ma thần đương nhiên cường đại, hắn lưu lại không ít truyền kỳ, đáng tiếc lão phu không phải hắn huyền giặc đế quân thầm nghĩ lão sư vì muốn đối phó với viễn cổ sinh vật, nên không thể không bại lộ thủ đoạn có điều thân phận thật mang tới quá nhiều phiền phức, nên ngài mới cật lực phủ nhận như thế huyền giặc đế quân bèn nói hùa theo, chắc do chúng ta nhìn lầm nhìn lầm. Tiểu Diên Nhi và Hải Loa, thiên chân vô tả ngơ ngác nhìn sư phụ đạo đồng chỉ nhàn nhạt, nhạt gật đầu, không dây dưa mãi vào đề tài này trong đầu hắn không ngừng nghĩ tới hai tòa pháp thân. Rất muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào lão tiên sinh nói không phải. Vậy thì không phải đạo đồng bình tĩnh nói lục châu lười giải thích, có nói ra sự thật cũng không ai tin đều là hồ ly ngàn năm, lão phù biết tỏng các ngươi nghĩ gì. Huyền giặc đế quân nói, chúng ta đi thôi bốn người gật đầu nhưng Lục Châu đột nhiên nói, chờ một chút Lục Châu tung người bay về phía thi thể băng xương cự long, bàn tay phẩy một cái vị danh kiếm liên tục chém xuống mấy nhát, một viên thiên hồn châu xanh biếc như ngọc phỉ thúy bay ra hai mắt huyền giặc, đế quân sáng lên, suýt chút quên mất thiên hồn châu chúc mừng Lục các chủ có được bảo vật hắn, và thượng trương đã là trí tôn, không cần mệnh cách chi tâm nên mới không nghĩ tới phương diện này Lục Châu cất kỹ thiên hồn châu, rồi bay về phía vết nứt không gian tiểu diên nhi nhìn thi thể khổng lồ của băng long, khẽ hỏi, sư phụ, hay là lại rút ra một sợi gân của nó để làm y phục. Huyền giặc đế quân cười đáp, ý nghĩ thì tốt, nhưng rất khó thực hiện viễn cổ sinh vật này đã ngủ say 100.000 năm, gân cốt khô quắt, độ có giãn không đủ, chỉ có lực lượng ý chí là mạnh mẽ nếu dùng làm lưới phòng hộ thì còn có thể, chứ y phục thì không nên hơn nữa còn phải nhân lúc thi thể chưa khô cứng, mà tìm một vị cường giả biết may vá tới dệt thành y phục người biết dệt áo không tiểu diên nhi lắc đầu không biết vậy thì thôi đi đám người bay về phía vết nứt không gian sau đó đồng thời biến mất một giây sau bọn hắn xuất hiện dưới chân núi ở giữa tám tòa sơn phong bốn bề đều có núi non vây quanh đỉnh núi cao ngất vào trong mây trên núi xanh biếc như xuân vân vụ lượn lờ tám tòa sơn phong tựa như tám cây trụ kinh thiên che chắn xung quanh đám người đều bị phong cảnh xinh đẹp này hấp dẫn thật lâu sau cũng không lên tiếng từ dưới chân núi có bậc thang dẫn lên trên đỉnh bậc thang uốn lượn quanh sườn núi như một con du long trong đầu lục châu không ngừng tái hiện những hình ảnh vỡ vụn nhưng rất khó có thể chắp và chúng lại hoàn chỉnh lên đi đạo đồng là người đầu tiên lên tiếng đánh phá yên tĩnh lục châu tỉnh táo lại gật đầu nói cùng lên huyền giặc đế quân nhanh chân đi trên bậc thang hắn đi một mạch mười bước mới nhận ra mọi người không đi cùng mình bèn quay đầu lại phát hiện đám người đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái sao thế biểu tình của bốn người vô cùng quái dị tựa như đang nhìn một tên bại não tiểu diên nhi nói ngài dù gì cũng là huyền giặc đế quân tu vi khó lường vậy mà nói đến đây tiểu diên nhi đạp đất bay lên thân ảnh như chim sơn ca vọt về phía đỉnh núi ba người khác trong chớp mắt cũng biến mất không thấy đâu nữa huyền giặc đế quân người khác cười ta quá điên ta cười người khác nhìn không thấu nơi này là địa bàn của lão sư bay lung tung chẳng phải là không tôn trọng ngài sao hắn ngẩng đầu nhìn ngàn vạn bậc thang mênh mông cuồn cuộn, cuộn đột nhiên bỏ hẳn ý định tôn sư trọng đạo thôi để lần sau đi hư ảnh huyền giặc đế quân lóe lên rồi biến mất trên đỉnh thái huyền sơn đi năm bước thấy một tòa lầu đi 10 bước gặp cát đi trăm bước sẽ có đại điện thậm chí có mấy tòa đại điện còn lơ lửng trong tầng mây thần kỳ vô cùng trải qua vô số năm tháng thái huyền sơn vẫn mang đậm dấu tích huy hoàng khi xưa chỉ là mái ngói đã rêu phong đại điện đã sụp đổ gần hết khắp nơi đều là mạng nhện bụi bặm nơi này chẳng khác nào di tích cổ đã bị vứt bỏ trăm ngàn năm đã từng là Trung tâm Thái Hư được vạn người ngưỡng mộ. Đạo Đồng nói, ma thần từng ở nơi này chế tạo ra Thiên Hạ đệ nhất sơn. Đám người gật gù đồng tình đáng tiếc tất cả đều chỉ là, quá khứ nếu không nhờ có cổ trận duy trì, thì chín ngọn núi này đều đã sụp đổ địa hình Thái Huyền Sơn rất vi diệu, có được thiên địa tạo hóa và lực lượng thần bí không có mấy người vào được tới chỗ này, đúng là rất gian nan đầu tiên phải đi trên con đường Hoàng Tuyển, sau đó phải đánh bại Băng Xương Cự Long tiểu diên nhi nói, ta càng lúc càng cảm thấy ngươi không đơn giản tiểu đạo đồng sao ngươi hiểu biết nhiều như vậy đạo đồng chỉ cười cười không đáp huyền giặc đế quân nói không biết lục các chủ đến chỗ này để làm gì lục châu không trả lời câu này mà chỉ nói các ngươi không nên rời đi quá xa lão phu đến thái huyền điện nhìn xem nói xong hắn đạp không hành tẩu bay về phía thái huyền điện ẩn vào trong mây khi lục châu bay lên không trung giữa thiên địa xuất hiện vô số phi kiếm chẳng chịt bay lượn quanh chín tòa sơn phong thái huyền sơn kiếm trận không cần lo lắng quả nhiên đám phi kiếm không tấn công bọn hắn mà chỉ bay theo một quỹ đạo nhất định, nhìn lên còn có vẻ náo nhiệt đẹp mắt trở đi huyền giặc. Đế quân ngồi đả tọa tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần trên thái huyền điện lục châu bước đi trên sàn nhà nước toác các hình ảnh rời rạc trong đầu từ từ hiện ra từng có vô số tu hành giả kịch chiến, ở nơi này cũng từng có vô số người hồn phi phách tán máu tươi từng chảy tràn trong các kẽ hở dưới sàn nhà nhưng cuối cùng đều bị năm tháng làm cho tiêu biến nơi này đã từng có thi thể trồng chất nhưng bây giờ chỉ còn lại một số binh khí đang chống cự lại sự ăn mòn của năm tháng, ngay cả xương cốt của chủ nhân chúng đều không còn lưu lại lục châu, chậm rãi đi vào đại điện tấm biển treo, trên cửa đại điện vẫn chưa hoàn toàn mục nát bên trên viết bốn chữ Thái Huyền đại điện, đã mờ căm không thể nhận, ra lục châu nhìn thấy hai bên cự trụ có khắc một chút đường vân trận pháp, để giữ cho đại điện không sụp đổ, nhưng đã quá lâu, đường vân đã mờ đến sắp tan biến, tòa đại điện này có thể hóa thành bột mịn tiêu tán, trong gió bất cứ lúc nào tiếng gió thổi như đang khóc, như đang ai oán nói nó đã chờ đợi ngày này đến 100.000 năm lục châu thu hồi suy nghĩ, bước qua đại môn két. Cửa gỗ kêu lên ken két, âm thanh truyền khắp đại điện bên tai Lục Châu, vang lên tiếng thông báo đã rất lâu chưa nghe thấy, tinh, hoàn thành nhiệm vụ trở về Thái Hư hoàn trả lại tuổi thọ nên thuộc về ngươi ông ông. Thái Huyền Điện rung động Lục Châu hồ nghi ngẩng đầu Thái Huyền Điện không gánh nổi nữa sao? Tựa như đã hoàn thành sứ mệnh, nó không còn phải cố gắng trèo chống nữa, nó muốn trở về với thiên địa trong đầu Lục Châu, hiện ra hình ảnh của Thái Huyền đại trận trận pháp. Một giây sau, Lục Châu xuất hiện trong đại điện, ngắm nhìn bốn phía rồi nâng tay lên, mặc niệm khẩu quyết thiên thư bàn tay hắn phát tiết lực lượng thiên đạo, gợn sóng dập dờn như thủy triều lan truyền khắp Thái Huyền Sơn đường vân sáng lên, từng đạo quang mang bắn thẳng lên thương khung đạo đồng, Huyền Giặc, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa, ở bên kia cũng kinh ngạc ngẩng đầu một màn thần kỳ xuất hiện lấy Thái Huyền, điện làm trung tâm, không gian giữa chín ngọn sơn phong hóa thành một vòng xoáy khổng lồ toàn bộ sinh cơ trong không gian này đều hội tụ về phía thái huyền điện vô số phi kiếm đang lượn vòng ngoài kia cũng bay vào đại điện, như đang hoan nghênh chủ nhân, của chúng trở về lực lượng sinh cơ khổng lồ truyền vào thân thể lục châu 100 năm, 1 ngàn năm, 1 vạn năm. Càng lúc càng nhiều những vật phẩm cổ xưa trong thái huyền điện chậm rãi hóa thành bột mịn, tiêu tán theo cơn gió thái huyền điện rung động đến cực điểm lục châu, không chút do dự ngồi xếp bằng. Lơ lửng giữa không trung thái huyền điện giao diện hệ thống không ngừng nhảy lên các con số, cộng 10.000 ngày, cộng 20.000 ngày. Cho dù lục châu tính toán rất tốt, cũng không kịp tính xem mình đã thu hoạch bao nhiêu năm thọ mệnh thái huyền đại trận bộc phát quang hoa dọi sáng chín tòa sơn phong tiểu diên nhi kích động khẽ gọi một tiếng sư phụ đạo đồng không nhịn được thán phục nói lực lượng sinh cơ hùng hồn thế này là lần đầu tiên ta nhìn thấy thái huyền sơn lại chứa đựng nhiều sinh cơ như thế huyền giặc đế quân đáp thời kỳ thượng cổ ma thần bày ra thái huyền đại trận trên thái huyền sơn để giữ gìn chính ngọn sơn phong bên dưới mỗi một ngọn núi đều là suối nguồn sinh mệnh sau khi ma thần biến mất thập điện thái hư và thánh điện luôn tìm cơ hội phá vỡ trận pháp này đáng tiếc đám trí tôn cường đại đó lại không cách nào phá hủy được lực lượng nơi này hắn thở dài một tiếng ngẩng mặt lên trời nói chắc có lẽ là do thượng thiên đã chú định toàn bộ vận mệnh của chúng ta đều được sắp đặt sẵn đạo đồng nói ta vẫn không hiểu nổi với tu vi vô thượng của ma thần trong trạng thái đỉnh phong thì dù cho không địch lại đối thủ cũng có thể thong dong rời đi mới phải sao lại bị bốn vị trí tôn đánh bại Huyền giặc đế quân hừ một tiếng, nói, ngươi thật sự cho rằng ma thần chiến bại. Đạo đồng nghi hoặc nhìn hắn xin rửa tay lắng nghe nhân loại là loài linh trưởng, tập hợp tất cả ưu điểm và khuyết điểm của vạn vật chúng ta am hiểu nội đấu, am hiểu suy tính, tự xưng là sinh vật trí tuệ nhất, nhưng cũng là sinh vật có nhược điểm chết người nhất. Nếu ngươi muốn đối địch với ma thần đại nhân, ngươi sẽ chọn lúc tu vi hắn đang ở đỉnh phong sao. Đạo đồng nghe được lời này, bình tĩnh nói, ý của ngươi là, hắn bị người ta đánh lén, Hắn thua bởi chính hắn Huyền Giặc Đế Quân than khẽ, cả đời ma thần đại nhân đều truy cầu con đường tu hành cô độc, mà con đường ấy chẳng có một người nào đi cùng đạo đồng gật đầu, xem ra quan hệ giữa ngươi và hắn không tệ Huyền Giặc Đế Quân thẳng thắn đáp, thật không dám giấu giếm, bản đế quân thổi nhỏ đã từng được ma thần đại nhân chỉ đạo, cho nên bản đế quân gọi hắn một tiếng lão sư, cũng không quá đáng chút nào mặc kệ thế nhân đánh giá thế nào, bản đế quân đều không thèm quan tâm nói rất hay. Đạo đồng khen ngợi ầm ầm Vừa dứt lời, Thái Huyền Đại Điện đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn tiêu tán ở chân trời đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lục Châu đang ngồi xếp bằng giữa không trung, toàn thân chìm trong kim quang rực rỡ lực lượng sinh cơ không ngừng hội tụ, vào cơ thể hắn thanh âm chấn động vọng lên thương khung, chuyển đi suốt mấy vạn dặm tại Thánh Điện Minh Tâm Đại Đế, đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở bừng mắt cán cân công chính, xuất hiện trong lòng bàn tay, kéo kẹt rung động rồi nghiêng về phía nam túy thiền trong thánh điện, xuất hiện một đạo hư ảnh, khom người nói, xin đại đế phân phó đi Thái Huyền Sơn, nhìn xem có việc gì xảy ra túy thiền nghi hoặc hỏi. Thái Huyền Sơn đã im lặng suốt 100.000 năm nay, lại có cổ trận thủ hộ, vì sao đại đế bệ hạ lại phái ta đến đó tra xét. Cán cân công chính xuất hiện dị động, bản đế hoài nghi băng xương cự long trong cổ trận đã thức tỉnh minh tâm, nói túy thiền gật đầu, thuộc hạ minh bạch hư ảnh lóe lên rồi biến mất Thái Huyền Sơn, rung động càng lúc càng kịch liệt, tám tòa sơn phong xung quanh cũng xuất hiện vô số khe nứt đạo đồng lập tức vung tay mang theo tiểu diên nhi và hải loa bay lên không trung theo ta trên người đạo đồng hiện ra vầng sáng rực rỡ cường đại như thái dương tiểu diên nhi trợn tròn mắt nhìn hắn nếu trước đó hắn che giấu tu vi khiến nàng không nhìn ra thì bây giờ vầng sáng trí tôn rực rỡ kia và hồng sắc cương khí đã bại lộ toàn bộ thân phận hắn nếu nàng còn không đoán ra thì đúng là quá ngu rồi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha